Triệu Bân lấy thạch cầm, đàn tấu tỉnh thế tiên khúc. Dấu tại âm thầm mộng ảo tiên hỏa, cuối cùng là bị ép đi ra. Như mộng huyễn bên trong thấy, đạo hỏa diễm này như tuyết trắng, thiêu đốt ngọn lửa, cực điểm mê hoặc tâm thần con người, nhưng Triệu Bân có tỉnh thế ra thân, nó cái gọi là mộng cùng huyễn, nhưng bị tiếng đàn tiên khúc hóa giải. Hảo tiểu tử, mộng tiên lộ dị sắc. Chịu nàng mộng đạo tẩm bổ hỏa, lại bị một tên tiểu bối phá phòng. Cái này như cũng coi như biến tướng đối quyết, vậy liền coi như nàng thua ván này. Phải, đạo hỏa diễm này ta tan không được. Hỗn thiên hỏa một tiếng ho khan, đây không phải là chân thực hỏa. Cứng rắn muốn mọi khi hướng cũng không phải không được, vẫn là tự ngu tự nhạc. Nó mặc dù tan không được, nhưng Triệu Bân lại có ý nghĩ, hắn lấy khúc đàn dẫn dắt mộng ảo, đem hắn đặt vào trong mắt, dùng thiên nhãn đồng lực rèn luyện, muốn đem đạo này mộng ảo chi hỏa, cùng hắn thiên nhãn hòa làm một thể. Như thế, sau này lại đối với người dùng huyễn thuật, nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Đây là một cái ý tưởng to gan, chính là không biết có được hay không phải thông. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, ít nhất mây khói không chất vấn. Mộng tiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, tiểu tử này quả nhiên siêu quần bạt tụy. Cũng chính là tại nàng mong nhìn xem, bị hàng phục mộng ảo tiên hỏa, từng giờ từng phút xung nhập Triệu Bân thiên nhãn, trở thành trong mắt của hắn một đóa khiêu động ngọn lửa, mà mộng ảo chi lực cũng là hoàn mỹ kế thừa. Cơ duyên tạo hóa, còn chưa xong. Triệu Bân thiên nhãn, vậy mà lột xác. Cùng với ngọn lửa chập chờn, thiên nhãn lại mẹ nó tiến giai. Thời gian qua đi trăm năm, hắn cuối cùng là có xong thiên nhãn. Tại Triệu công tử mà nói, cảm giác này so với làm mộng còn kỳ diệu. Nhưng ở mây khói xem ra, hàng này có vẻ như đã nhiễm lên mộng pháp tắc. Không tệ. Triệu Bân cười ngốc hết chỗ chê, tạo hóa tới để cho người ta trở tay không kịp. Cái này còn phải cảm tạ mộng tiên, dùng mộng đạo quyển dưỡng một đạo không tầm thường hỏa diễm. Xuống. Mộng tiên nhàn nhạt một tiếng, sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Nàng chú tâm bồi dưỡng hỏa diễm, lại cho hắn người làm áo cưới, có thể không phát hỏa sao? Triệu Bân cười ha ha, hai ba bước từ trên trời giáng xuống. Hắn hiểu chuyện bao nhiêu a, ôm quyền tư thế rất chính quy. Đa tạ tiền bối quà tặng. Ngươi thật là làm cho ý ta bên ngoài. Mộng tiên hít sâu một hơi, đã sinh ra đem hỏa diễm cầm về xúc động. Bất quá nghĩ lại, lời nàng thả ra ngoài, đổi ý rất gãy mặt mũi. Làm sao xử lý, tâm tình rất khó chịu. Làm sao xử lý, phải tìm lý do trừng trị hắn. Ngươi có phải hay không học lén đạo gia thiên cơ thuật? Mộng tiên thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, nàng vẫn không quên ngồi nghiêm chỉnh, nói cái kia chứng chạc đàng hoàng. Tiểu tử, lão nương có biện pháp trị ngươi. Mộng tiên ấm áp nhắc nhở, chương sau là phiên ngoại. Sáng sớm, Cuồng Anh Kiệt vặn eo bẻ cổ đi ra cửa phòng. Luận sau khi cưới sinh hoạt, lại là cùng con dâu đấu trí đấu dũng một ngày. Mẫu thân nhớ ta. Ta về nhà ngoại ở vài ngày. Nguyệt Tâm đi ra, trong tay còn cầm ba lượng bộ y phục. Lời này vừa ra, ỉu xìu không đáng chú ý Cuồng Anh Kiệt, ngừng lại mắt sáng. Lại bàn về sau khi cưới sinh hoạt, còn có gì so con dâu về nhà ngoại càng khiến người ta cao hứng. Ngươi, có phải hay không liền ngóng trông ta về nhà ngoại đâu? Nguyệt Tâm cười nhìn Cuồng Anh Kiệt. Nói mò, một ngày không thấy, ta rất là tưởng niệm. Cuồng Anh Kiệt một mặt nghiêm nghị nói. Hứ, Nguyệt Tâm tự nhiên không tin cái này chuyện ma quỷ. Tiền sinh hoạt cho ngươi phóng trong ngăn kéo. Uống ít một chút rượu, đối với cơ thể không tốt. Còn có, ban công quần áo đừng quên thu. Nguyệt Tâm đơn giản giao phó vài câu, liền lôi kéo cặp da nhỏ đi. Trái tim, ta sẽ nhớ ngươi. Cuồng Anh Kiệt một đường đưa mắt nhìn, cái kia cảm tình chân thành tha thiết. Gặp Nguyệt Tâm càng lúc càng xa, hắn mới một cái giật xuống áo khoác, một bên dao động một bên khắp phòng nhảy nhót, tựa như một thớt thoát cương lão ngựa hoang, ăn ba, năm cân đặc sản, đặt cái kia ngao ngao trực khiếu. Không được, phải đến điểm tiết mục. Hắn móc ra điện thoại, thuần thục mở ra sổ truyền tin. Đi nhìn hắn cái kia ghi chú A, gì cái Diệp đại tẩu. Gì cái Triệu công chúa, gì cái lão thần côn, gì cái gai nhỏ lão, có vẻ như không có một cái là bình thường, cũng đúng, hắn vốn cũng không phải là người bình thường. Diệp đại tẩu, đánh bài A, tam khuyết một, đánh ngươi muội, nhìn hài tử đâu, đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng mắng. Có mỹ nữ, chờ ta, ân, lừa gạt tới một cái. Cuồng Anh Kiệt cúp điện thoại,
lại tại sổ truyền tin một trận phủi đi. Triệu công chúa, đánh bài A, tam khuyết một. Đánh ngươi muội, bồi con dâu đâu? Đầu bên kia điện thoại, vẫn là bá khí ầm ầm mắng to. Có tiểu tỷ tỷ, chờ ta. Ân, lại lừa gạt tới một cái. Cuồng anh kiệt cười hắc hắc, lần này thật sự tam khuyết một. Cơ trí như hắn, lại rất tự giác bấm một cái mã số. Xong, hắn mới bắt đầu bố trí. Hiếm thấy con dâu không ở nhà, đậu phộng hạt dưa bia trà, đó là một dạng đều không kéo. Không lâu, tam khuyết một cái kia hai, cùng nhau có mặt. Ân, cũng chính là Diệp Thần cùng Triệu Bân, chân rất trơn tru. Cái này, chính là ngươi nói mỹ nữ. Diệp Thần nghiêng đầu, trên dưới liếc xéo Triệu Bân. Cái này, chính là ngươi nói tiểu tỷ tỷ. Triệu Bân ánh mắt, so Diệp Thần càng liếc. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Hôm nay đại chiến 300 hiệp. Cuồng anh kiệt bá khí ầm ầm, một cái tiền mặt đập vào trên bàn. Tới. Khác hai vị cũng gỡ tay áo. Đánh bài đi, sao có thể thiếu đi tài chính khởi động. Mặt giá trị tiểu không sao. Lấy tiền tư thế đẹp trai hơn. Cuồng anh kiệt gặp chi, khóe miệng co quắp một trận. Nói thực ra, hắn đã rất lâu chưa thấy qua một mao tiền giấy. Tích lũy một chút tiền riêng dễ dàng sao. Diệp Thần cùng Triệu Bân đường đường chính chính đạo. Không thể a, hai người còn có thể lẫn vào thảm như vậy. Cuồng anh kiệt một tiếng thổn thức. Phòng vay không cần trả sao? Xe vay không cần trả sao? Hai tử không bú sữa phấn sao? Con dâu không mua đồ trang điểm sao? Diệp đại thiếu cùng Triệu công tử ngươi một lời ta một lời, mở cứng rắn mắng hình thức. Cuồng anh kiệt á khẩu không trả lời được, sinh hoạt a. Đem cái này hai tôn đại thần bức thành gì hùng dạng? Tam khuyết một, còn kém một cái đâu? Đừng có gấp đi, hắn lập tức đến. Ngươi còn tìm ai? Lão Lục. Cái nào lão Lục? Còn có thể cái nào lão Lục, lục giới ba đạo thôi. Cái này, làm sao có ý tứ? Diệp Thần cùng Triệu Bân đều vuốt vuốt tay áo, vô cùng tới tinh thần. Đều nghèo đinh đương vang lên, liền chờ lấy vị kia phát tài. Vô địch là cỡ nào tịch mịch? Vô địch là cỡ nào trống rỗng? Đột nhiên, du dương tiên âm vang vọng. Không thấy kỳ nhân, trước tiên ngửi bối cảnh âm nhạc. Diệp Thần bọn hắn nghe chi, cùng nhau trở về con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy đi một mình đi lên, nên chú tâm ăn mặc qua, dép lào, quần cộc hoa, lớn dây chuyền vàng tiểu mặc kính, trong miệng còn ngậm một cái đen xì gà, một đường đều khói mù lượn lờ. Hắn, chính là lão Lục. Cái gọi là vô địch là cỡ nào tịch mịch, người là khiêng âm hưởng tới. Cái này, chính là trong truyền thuyết kèm theo BGM. Ba người đều sờ cằm một cái, thần sắc ý vị thâm trường. Âm nhạc có dễ nghe hay không bọn hắn không biết. Âm hưởng mắc hay không bọn hắn cũng không biết, nhưng này hàng thật sự rất hổ, nhìn cái kia 1m78 kích cỡ, cứ thế đi ra 3m81 khí thế. Đang khi nói chuyện, lão Lục đã đến, trước tiên mắt liếc Diệp Thần, lại nhìn sang Triệu Bân, xong việc, còn trên dưới liếc một cái Cuồng Anh Kiệt, cuối cùng, mới thâm trầm nhổ một ngụm vòng khói nhỏ. Đã nói xong mỹ nữ đâu? Đã nói xong tiểu tỷ tỷ đâu? Cái này đều cái quái gì? Có thể hay không đem ngươi cái này phá âm vang dội nhốt. Diệp Thần mặt đen lại nói. Lại tất tất, đem ngươi viết chết. Lão Lục chính là lão Lục, nói chuyện chính là phách lối. Diệp Thần xem thường, như ta chưa từng chết. Ta nói, ngươi cái này lớn dây chuyền vàng, sao chả phai màu đâu. Triệu công tử đang mang theo kính lúc nhìn, nhưng nghiên cứu đồ cổ, tại lão Lục trên thân ngắm tới ngắm lui, càng chú ý đầu kia dây chuyền vàng. Không phai màu ta đây cũng mua không được a. Lão Lục không cần mặt mũi, cuối cùng là đem hắn phá âm vang dội nhốt. Ngươi lẫn vào cũng không gì đáng nói đi. Cuồng anh kiệt thổn thức chặt lưỡi. Chỉnh long trọng như vậy, nguyên lai là cái trang bức con buôn. Bớt nói nhảm. Lão Lục bịch một tiếng, đem chính mình tiểu kim khố đập vào trên bàn. Cuồng anh kiệt thấy khóe miệng lại run rẩy, một mao đồng cũng là lão ngoan đồng a. Mở cả. Bốn người đều vuốt vuốt tay áo. Lão Lục, ta nghe nói ngươi đem kịch bản đại cương sửa lại. Ân, có thể hay không lại cho ta thêm điểm như trò đùa của trẻ con phần. Cuồng anh kiệt cười ha hả nói. Gì phần diễn, lão Lục tùy ý hỏi một câu. Ta yêu cầu không cao, tới mấy trận giường, hí kịch liền tốt. Cái kia, muốn nhìn ngươi có hiểu quy củ hay không? Hiểu, nhất thiết phải hiểu. Cuồng anh kiệt nhếch miệng nở nụ cười. Tiện tay một tấm đánh ra cây bài, yêu gà. Ai,
Hồ, lão Lục vui vẻ ra mặt. Nhìn hai vị khác nhân tài, thì mặt to đen như mực, một bộ thần thái, rất tốt giải thích một phen, lại mẹ nó đánh cảm tình bài, bọn ta nhưng là muốn lật bàn, gần sang năm mới muốn chút mặt a. Ta quyết định, cho ngươi hai cũng thêm điểm phần diễn. Lão Lục phun một điếu thuốc vòng nhi, nói chứng chạc đàng hoàng. Diệp đại thiếu cùng Triệu công chúa liếc nhau, có một loại rất dự cảm bất tường, người nào đó rất không tiết tháo, hoặc là không ngược, hoặc là liền hướng chết ngược, ngược chết lại phục sinh, sống lại tiếp tục ngược. Cái này, là một đêm không ngủ. Bốn người ngươi đẩy ta đẩy, chiến quên cả trời đất. Hôm sau, cái cổ siêu vẹo trên cây liền nhiều một người. Cẩn thận như vậy một nhìn, ải nha, lão Lục. Một ít người thua đến gấp rồi, chỉ làm một chút không giảng võ đức sự tình. Kết quả là, người nào liền bị treo cái này. Nói thực ra, ta sớm nghĩ làm như vậy. Ta đều nghèo thành dạng này, còn không biết xấu hổ thắng ta tiền. Lại để cho ngươi không cho ta thêm giường, hí kịch. Dưới cây, ba người đều đặt cái kia vùi đầu hí hoáy điện thoại Pixel. Hiếm thấy đoàn tụ sum vầy, sao có thể không chụp kiểu ảnh lưu cái kỷ niệm. Đáng thương lão Lục, phong trần phó phó mà đến, được an bài rõ rành rành. Tới tới tới, nhìn ống kính. Ba người đều cầm lên điện thoại, đó là 360 độ không góc chết nhắm chuẩn. Lão Lục giãy giụa một chút, cố gắng bãi chính tư thế, vẫn thật là nhắm ngay ống kính. Xong việc, hắn mới lộ một vòng nụ cười sáng lạn, chúc đại gia. Chúc mừng năm mới. Dì thiên cơ thuật. Triệu Bân hí kịch tinh phụ thể, lại giả ngu giả ngốc. Mộng Tiên không ngôn ngữ, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hiếm thấy gặp Mộng Tiên cười, Triệu Bân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu. Này nương môn nhi. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Chờ tìm mây khói hỏi một chút, vẫn thật là như hắn suy đoán. Ta, đi học một chút ra lông. Triệu Bân một tiếng ho khan. Ta muốn phế ngươi thiên cơ thuật, có gì dị nghị không? Mộng Tiên nói. Có. Nín. Mộng Tiên phật tay, tung xuống một mảnh tiên quang. Tiên quang xâm nhập Triệu Bân thể phách, thành lực lượng kỳ dị. Này sức mạnh, chính là nhằm vào thiên cơ thuật, phàm là tu thiên cơ thuật giả. Đều sẽ bị hắn hóa thành vô hình, nơi này vô hình, liền bao quát đối thiên cơ thuật lĩnh hội, cùng với đối thiên cơ thuật ký ức. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, cùng trời cơ thuật có liên quan cảm ngộ, tất cả đang chậm rãi biến mất. Còn có liên quan thiên cơ thuật ký ức, cũng bởi vì đạo này tiên quang mà biến mơ hồ không chịu nổi. Hắn không cách nào kháng cự, bởi vì mộng tiên cảnh giới tuyệt đối áp chế hắn. Lúc này, hắn ngoại trừ muốn chửi má nó, cũng không gì ý niệm khác trong đầu. Mây khói cũng đành chịu, bản tôn ra tay phế thiên cơ, nàng cái này cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân kêu rên mới chôn vùi. Mộng Tiên đại thần thông, thật sự phế đi hắn thiên cơ thuật. Hô! Này nương môn nhi tâm tình sướng rồi, Triệu công tử mặt đen. Làm nhất bộ bí pháp dễ dàng sao? Sướng sờ bị một chiêu đánh về nguyên hình. Đồng dạng bị đánh về nguyên hình, còn có trong mộng mây khói. Để tránh nàng cái này hóa thân lại thay nàng phá giới, nàng cũng phế đi mây khói không thiếu ký ức, trong đó hơn chín thành, cũng là có liên quan đạo gia. Hẹn gặp lại. Triệu Bân khí cấp bại phôi, ôm lấy hồng hoang thể liền muốn đi. Tiểu gia hỏa này là bái sư, hắn phải đem đồ nhi mang hộ đi. Đợi hắn trưởng thành, ta sẽ để cho hắn đi tìm ngươi. Mộng Tiên phật tay, lại đem kim bảo bảo đoạt lại, xong nàng còn bồi thêm một câu, đem hắn phong tại nơi đây. So với Đại La Tiên Tông muốn an toàn. Triệu công tử mặc dù cũng khó chịu, nhưng Mộng Tiên bây giờ nói tới, đích thật là sự thật. Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ, thường thường bị làm, có thể an toàn mới là lạ. Như thế, lưu cho Mộng Tiên chăm sóc không thể thích hợp hơn. Đợi hắn cầm Mặc Thiên Ban chỉ, làm tiếp sau cùng giao dịch. Cái gọi là cuối cùng giao dịch, chính là hắn cứu Kim Bảo Bảo, Mộng Tiên phóng mây khói. Đến lúc đó, Mộng Tiên như ăn vạ mà nói, hắn quá hư kiếp liền tại đây độ. Hồng hoang thể huyết, có thể hay không cho ta phóng điểm. Triệu Bân xoa xoa đôi bàn tay, hắn dù sao cũng phải mang hộ đi một chút gì a. Mộng Tiên không nói, dùng tổng hòa hài hòa phương thức, đem hắn đưa ra mộng chi đảo. Triệu Bân đi, cũng là tức sôi ruột. Chờ đi ra rất xa, hắn vẫn không quên ân cần thăm hỏi Mộng Tiên. Hắn vừa đi không lâu. Thì thấy một bóng người xinh đẹp tới mộng chi đảo. Cẩn thận một nhìn, chính là đạo tiên Đồ Nhi mưa bụi.
nàng là đặc biệt tới đây, đại gia sư bái phỏng Mộng Tiên. Gặp qua sư thúc, Mưa Bụi có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hai trưởng có hơn là xong lễ. Hành lễ ngoài, nàng vẫn không quên nhìn lén thiên địa, bởi vì Mộng Chi ở trên đảo, còn sót lại có khí thức quen thuộc, giống như là nàng một cái cố nhân, làm gì nơi đây có mộng đạo che lấp, nàng cảm giác không rõ ràng lắm. Ta đã không phải ngươi sư thúc, Mộng Tiên nhẹ môi hé mở. Mưa Bụi trong lòng thở dài, cái này lý do thoái thác nàng đã nghe qua rất nhiều lần. Chuyện năm đó nàng không dám đánh nghe, nàng tới này là mang theo sứ mệnh. Ông, cùng với một tiếng vù vù, hắn mang ra Vĩnh Sinh Vương tỏa. Mộng Tiên nhìn đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, tựa như nhận ra cái này vật. Nguyên nhân chính là nhận ra nàng mới cảm thấy kinh ngạc, vật này nên tại Chí Tôn Thành mới đúng. Sư Tôn từng nói, chỉ sư thúc ngươi mới có thể giải trên đó cấm chế. Mưa Bụi nói, đồng ý ta 3 ngày, Mộng Tiên phật tay, mang theo Vĩnh Sinh Vương tỏa đi chỗ sâu, đến nỗi bên trên cấm chế, đích xác chỉ có nàng có thể giải, bởi vì giải này cấm chế bí bảo, toàn bộ tiên giới chỉ nàng mới có. Mưa Bụi thì tại bên ngoài chờ đợi, dùng đạo môn thần thông nhìn lén thiên cơ. Đừng nói, thật đúng là bị nàng tính tới Triệu Bân, trước đây không lâu vừa rời đi. Sư thúc, Vĩnh Sinh Vương tỏa ta ngày khác tới lấy. Mưa Bụi vội vàng lưu lại một lời nói, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là tới không trùng hợp, tới sớm chốc lát cũng sẽ không bỏ lỡ. Ta thiên cơ thuật A. Phực môn trong thông đạo, Triệu công tử còn đặt cái kiệu oán thầm. Mộng Tiên làm quá tuyệt, nửa điểm đều không để lại cho hắn. Ngươi nhìn ta, có phải hay không lại đẹp trai? Đại bàng gãi gãi lông chim. Triệu Bân trách mắt, nghiêng qua hàng này một mắt, thầm nghĩ muốn hay không tìm một ngụm nồi lớn. Thiên cơ thuật có thể phế, cũng có thể khôi phục. Đại bàng ý vị thâm trường nói. Khoan hãy nói, ngươi thật sự lại đẹp trai. Triệu công tử một lời thâm trầm. Ân, cái này còn giống câu tiếng người. Đạo gia thiên cơ thuật thật có thể khôi phục. Ngươi cho rằng ta Kim Sĩ đại bàng nhất tộc, ngoại trừ dung mạo rất soái, liền không có cái khác tuyệt chiêu. Đại bàng lắc lắc đầu chim, lúc này mới nói điểm chính, phế thiên cơ thuật, đơn giản là biến mất thiên cơ ngấn lộ, muốn đem hắn khôi phục, một lần nữa khắc ra ngấn lộ liền tốt, chỉ là có chút quá tốn thời gian. Còn có thể làm như vậy, Triệu Bân nghe có phần mới mẻ. Những người khác có lẽ không được, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có luân hồi có tạo hóa, phối hợp khôi phục chi pháp, khắc ra ngấn lộ cũng không khó. Đại bàng chậm chậm nói, đã lại cho Triệu Bân truyền hồi phục pháp môn. Triệu Bân nhắm mắt tiếp nhận, tính tâm nghiên nhìn bí quyết. Khôi phục chi pháp mặc dù rất rườm rà, nhưng ngộ chi cũng không khó. Mây khói cũng tại nhìn, khôi phục thiên cơ nàng vẫn là đầu trở về nghe nói. Diệu, quả thực diệu, nhắm mắt Triệu Bân, tiếng khen không ngừng. Kim Sĩ đại bằng tộc chính xác bất phàm, vậy mà sáng chế bực này mơ hồ chi pháp, sợ là liền nói nhà tiên quân. Đều không ngờ được sẽ có một màn như thế, Mộng Tiên có kế trương lương, hắn này liền dựng một cái thang thôi. Mở cả. Hiểu được khôi phục chi pháp, Triệu Bân ngồi tấm tấm dòng dã. Hắn lấy khôi phục chi pháp lộ ra ngấn lộ, lấy tạo hóa luân hồi khắc chi. Pháp này xác thực đi thông, cũng đích xác như đại bàng lời nói, cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa còn gấp không được, bởi vì bất luận cái gì một đầu ngấn lộ khắc sai, đều biết phí công nhọc sức, cái này cùng vẽ phù có chút tương tự. Còn tốt, hắn là một cái phù sư, đối với vẽ phù rất có tạo nghệ. Hắn có thể vẽ phù, từ cũng có thể dấu ấn lộ, đây là một cái việc cần kỹ thuật. Khôi phục chi lộ, cũng là lĩnh hội chi lộ, mỗi khắc ra một đạo vết tích, thiên cơ chi pháp liền quay về một phần, có lẽ là từng mất đi, bây giờ quay trở lại lần nữa, cảm ngộ lại sâu không ít, lại nhiều chân lý. Nhân họa đắc phúc sao? Mây khói khẽ nói. Nàng không phân rõ, cái này còn tính hay không phá giới. Nhưng nếu bản tôn biết, tám thành lại sẽ phế một lần. Thiên cơ thuật, ta cũng nghĩ học. Đại bàng liền ngồi xổm ở Triệu Bân bên cạnh thân, nói nhỏ không xong. Đáng tiếc, thuật này hắn học không được, hoặc có lẽ là Triệu Bân không dạy được. Đạo gia thiên cơ thuật rất quỷ dị, mỗi một bộ thiên cơ thuật, cũng là cùng một bộ đạo gia thiên thư tương ứng, muốn truyền ra ngoài, phải có đạo gia thiên thư mới được, đạo gia phòng cướp học chính là như vậy chuyên nghiệp. Không học được cũng không phải không phương, nhà ai còn không có mấy bộ thôi diễn chi pháp đâu. Lớn bằng tộc mặc dù không sở trường thôi diễn, nhưng nhà hắn thôi diễn chi pháp cũng rất không tầm thường. Diệu, quả thực diệu. Triệu công tử nếu như cử chỉ điên rồ,
lời này lặp đi lặp lại nói rất nhiều lần. Khôi phục cộng thêm lĩnh hội chi lộ, đích xác nhân hóa đắc phúc, có được cảm ngộ là một bút chân quý tài phú, để cho hắn chạm đến một loại bình cảnh, bắt đầu chân chính hiểu thiên cơ, đó là một phiến thông thiên chi môn. Triệu Bân lại xuất vực môn, cái kia ánh mắt rạng rỡ. Thiên cơ thuật đã hoàn toàn khôi phục, lại so với trước kia càng lớn. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, tự phế thiên cơ thuật. Phế đi lại khôi phục, hơn phân nửa còn có sâu hơn cảm ngộ. Ý tưởng này đích xác thanh kỳ, theo tiên giới mà nói, chính là rảnh rỗi nhất cả trứng. Màn đêm buông xuống, rực rỡ tinh huy rủ xuống. Triệu Bân vô ý thức ngửa con mắt, vận chuyển tâm pháp, lấy nguyệt quang tẩm bổ tiên nhãn. Cái kia mộng huyễn tiên hỏa, thật như vậy tà dị. Đại bàng đi vòng qua Triệu Bân trước người, trong tay còn mang theo một cái kính lúp, nhìn chằm chằm Triệu Bân hai con ngươi xem đi xem lại. Hắn từng vì Triệu Bân thông linh thú, biết Triệu Bân là như thế nào tu đồng tử, bây giờ thuế biến xong tiên nhãn, đầy mắt cũng là huyền dị chi quang. Mộng ảo, quỷ dị vô cùng, Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói. Ta không tin, đại bàng sủy kính lúp, tiện tay xách ra bầu rượu. Triệu Bân không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng đóng con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bỗng nhiên đóng mở. Có thể thấy hắn trong mắt chỗ sâu, có màu trắng ngọn lửa chập chờn, lấp lóe mộng ảo chi quang. Đại bàng gặp chi, không tin tà thần thái, trong nháy mắt trở nên thất thần, bổn nhất song sán sán mắt vàng, cũng tại trong khoảnh khắc mất ánh mắt, tư thái như vậy, rất giống một cái không còn hồn phách cái xác không hồn. Trên thực tế, hắn là chúng Triệu Bân huyễn thuật. Vốn là, lớn bằng tộc là miễn dịch huyễn thuật, nhưng Triệu Bân huyễn thuật không phải bình thường, nó nhuộm mộng chi pháp tắc, huyễn cảnh chính là mộng cảnh. Hơi không chú ý liền sẽ trầm luân trong đó, tâm thần không cách nào tự kiềm chế. Mở. Ba, năm trong nháy mắt sau, mới người đại bàng hét lên một tiếng. Hắn phá huyễn thuật, lại kinh ngạc vạn phần, lấy đạo hạnh cùng huyết thống của hắn, đối đầu động hư cảnh, cư nhiên bị vây lại ba, năm trong nháy mắt, cái này như trên chiến trường, ba, năm trong nháy mắt thời gian, đầy đủ để cho hắn thân hủy thần diệt. Có thể tin, Triệu Bân cười nói. Quả nhiên tà dị. Đại bàng một tiếng thổn thức. Hắn lòng biết rõ, Triệu Bân bây giờ còn không sử dụng ra được mộng ảo tiên hỏa toàn bộ năng lực, nếu như, hàng này đối với mộng chi đạo có chút đốn ngộ mà nói, hắn nhưng là không phải bị nhốt ba, năm trong nháy mắt đơn giản như vậy. Đi, Triệu Bân thứ nhất bước chân. Đại bàng đứng thẳng lôi kéo cái đầu, trơn tru đi theo. Hai người mắt có thể bằng chi địa, chính là một tòa thật lớn cổ thành. Bóng người điểm tập kết đi. Bọn hắn phải doanh số bán hàng bảo bối đổi tiên thạch, lấy làm vực môn tiêu hao. Hai người rất cẩn thận, đều phủ một kiện áo bào đen phía dưới còn thoa khắp bột đá. Khô Diệt Thánh Tử ước chiến Đại La Thánh Chủ, đến mà lại không đợi được người. Như vậy đại trận chiến, đồ đần mới sẽ đi, có loại đi Bắc Hoang hẹn đánh nhau. Ta đổ cho là, Đại La Thánh Chủ là sợ Khô Diệt Thần Tử, mới không dám ứng chiến. Mới vừa vào cổ thành. Triệu Bân cùng đại bàng liền nghe tiếng nghị luận. Phồn hoa cổ thành, náo nhiệt phố dài, cuối cùng không thể thiếu kêu la om sòm. Khiêu chiến. Có chuyện này sao? Triệu Bân cùng đại bàng liếc nhau một cái. Rất rõ ràng. Có chuyện này. Chỉ có điều, bọn hắn những cái kia thiên đi mộng chi đảo, cũng không biết ngoại giới cục diện. Chờ ra mộng chi đảo, cơ bản đều tại vực môn trong thông đạo, làm sao biết khiêu chiến một chuyện. Trong dữ liệu. Triệu Bân đạp tay đạo. Đệ nhất chân truyền bị diệt, đối phương tất nhiên là sẽ không làm tốt. Đến nỗi Khô Diệt Thánh Tử khiêu chiến, cũng hoàn toàn phù hợp logic. Muốn hay không trở về đánh cái kia hàng một trận, đại bàng vén lỗ tai một cái. Không đi. Triệu Bân đạp tay cầm đầu, cũng không phải là sợ Khô Diệt Thánh Tử, là không có thời gian nhàn rỗi đâu nói nhảm. Đều đã lâu như vậy, đều đi xa như vậy, lại mẹ nó giết trở về. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mệt mỏi, lại nói, lớn như vậy một cái hố, trừ phi đầu óc nước vào, bằng không ai sẽ ngốc lấy tới nhảy vào. Nhanh nhanh nhanh, thiên tự bối tiên bảng lại đổi mới. Hai người đang lúc đi, chợt nghe đám người truyền đến một tiếng gào to. Xong, thì thấy vui tham gia náo nhiệt giả, hướng một phương lại hùa theo. Triệu Bân cùng đại bàng nghe chi, cũng theo dòng người mà đi. Đánh thật xa. Thì thấy một tòa nguy nga bia đá, trên tấm bia đá mang theo một bức tranh. Đó chính là Hồng Hoang Tiên Bảng, cơ hồ mỗi một tòa cổ thành đều có, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tự động đổi mới một lần,
trên bảng viết đầy tên người, bao quát gia thế, tu vi và niên kỷ những thứ này, đều ngọn nhất thanh nhị sở, từ bên trong tùy tiện sách ra một cái, đều có thể xưng nghịch thiên yêu nghiệt. Trời ạ, bá thiên thần thể lại mẹ nó làm đến tên thứ 12. Nghe nói cái kia hàng rất ngông cuồng, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường. Bá thiên một mạch truyền thừa đến nay, đều là cường thế hạng người, không bôi nhọ đời trước uy danh. Tiên bảng phía dưới đã tụ đầy bóng người, đúng như tại bình luận bức tranh, người một lời ta một lời, thanh sắc ồn ào, mỗi lần tiên bảng đổi mới, cơ bản đều là cục diện này, bởi vì lên bảng giả mỗi cái đều là ngoan nhân. Tiểu tử ngươi bật hách sao? Triệu công tử cũng tại, nhìn thổn thức không thôi. Mới chia lìa bao lâu, chiến lực một đường tăng vọt a. Ngoại trừ Cuồng Anh Kiệt, hắn còn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lăng Tuyệt. Không tệ, chính là không lo tiên tử đồ nhi, lại cũng tới Hồng Hoang Đại Lục, hơn nữa đánh lên tiên bảng, thật vừa đúng lúc, liền xếp tại phía sau hắn, hắn là thứ 89, Lăng Tuyệt xếp hạng thứ 90. Cái này tiên bảng, lượng nước rất lớn. Đại bàng ực một hớp rượu, nói một câu lời nói thật. Triệu Bân không phản bác, tiên giới ngọa hổ tàng long, ẩn thế hạng người biết bao nhiêu, không đánh tiên bảng giả định không thiếu, tựa như đế chữ đồng lứa, chiến thiên đi phải tiên bảng đệ nhất lúc, tự phong mạch thành cũng không tham chiến. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hai người mới quay người rời đi. Như lúc trước, bọn hắn đều giấu trong lòng bảo vật tất cả chạy một phương. Triệu Bân như du khách, một đường trái nhìn nhìn phải, hai bên cửa hàng rất nhiều. Hắn phải hảo hảo tuyển một tuyển, bởi vì hắn muốn bán bảo vật rất nhiều, hơn nữa mỗi đều giá cả không ít, vạn nhất đối phương không trả tiền nổi, chẳng phải là rất lúng túng, vạn nhất lại bị lòng dạ khó lường giả để mắt tới, chẳng phải là lúng túng hơn. Đi tới một mảnh phố xá sầm uất, hắn rẽ ngoặt vào một gian đúng quy đúng củ lão cửa hàng. Cửa hàng lão bản là cái tiểu lão đầu, ước chừng đoán chừng, kích thước còn chưa đủ một mét. Hắn lúc đi vào, tiểu lão đầu đang tại trước quầy đánh thái cực. Đùa nghịch ra dáng. Cái này, là cái cao nhân. Triệu Bân tặc biết hàng, một mắt liền nhìn ra tiểu lão đầu nội tình rất là không tầm thường. Từ xưa lý do không thay đổi, siêu nhiên khí uẩn là cùng cao thâm đạo hạnh ngang hàng. Tùy tiện nhìn, tiểu lão đầu còn tại đùa nghịch quyền, cười hòa ái dễ gần. Triệu Bân lễ nghi tính chất nở nụ cười, liền đi kệ hàng chọn chọn lựa lựa. Tiến vào nhân ra cửa hàng, đi ngang qua sân khấu vẫn là tất yếu đi một chút. Siêu. Cùng với một hồi hàn phong, ngoài tiệm lại có người đi vào. Là cái ngân bào lão nhân, hàng thật giá thật chuẩn thiên vương. Triệu Bân xuyên thấu qua kệ hàng khe hở liếc mắt nhìn, cái kia hàng tướng mạo có thể thế nào không tốt, giống như xem ai đều không vừa mắt, hung thần ác sát, nhìn trong mắt nhuộm một vòng huyết sắc, liền biết là cái mũi đao liếm máu chủ. Vừa vặn rất tốt mấy ngày này không gặp ngươi, tiểu lão đầu vừa nói chuyện không mặn không nhạt. Hôm nay rảnh rỗi. Tới chiếu cố ngươi sinh ý, ngân bào lão giả cái kia ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn tựa như thật sự rất rảnh rỗi, đúng như một cái nhàn tản du khách, đi xuyên tại các đại kệ hàng ở giữa, đi ngang qua Triệu Bân lúc hắn còn tùy ý liếc qua, vốn định nhìn lén một phen, làm gì Triệu Bân toàn thân trên dưới, đều che cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ cái kia hai khỏa trong mắt, hắn là gì đều không nhìn thấy. Không sai biệt lắm. Triệu Bân trong lòng một lời, quay người rời đi. Đi ngang qua sân khấu đi qua, là nên chạy vào chính đề. Triệu Bân, cứu ta. Hắn cái này mới vừa bước khai cước bộ, liền nghe yếu ớt tiếng cầu cứu. Hắn đột nhiên ngừng chân, vô ý thức vòng nhìn tứ phương, xác định không nghe lầm, lại tiếng kêu cứu nghe rất quen tai, thêm nữa đối phương như vậy chỉ mặt gọi tên kêu gọi, không cần đi xem liền biết là một người quen cũ. Nhìn qua, ánh mắt của hắn rơi vào ngân bào trên người lão giả. Vừa mới tiếng kêu cứu đầu nguồn. Chính là cái này ngân bào lão giả. Nếu hắn đoán không sai, này hàng trong tử phủ cất giấu một người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân, cứu ta. Yếu ớt tiếng kêu cứu, còn tại khi thì vang vọng. Đây là tính nhắm vào truyền âm, chỉ Triệu Bân nghe thấy. Vân Thương Tử. Triệu Bân trong lòng một lời, hai mắt cực điểm híp lại. Tuyệt sẽ không nghe lầm, tuyệt đối là Vân Thương Tử cái kia hàng. Trời không quên ta a. Bị vây ở tử phủ Vân Thương Tử, cái kia kích động không thôi. Trước đó, hắn đối với sống sót đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vạn vạn không nghĩ tới, lại nơi đây đụng phải hắn bạn gai tốt. Có Triệu Bân tại, hắn nhất định có thể được cứu, cái kia hàng bản lãnh lớn đâu.
nói đến Triệu công tử, còn tại nhìn chằm chằm Ngân Bào lão giả nhìn. Hắn ở trong tối tự tính toán, có thể hay không nhất kích tuyệt sát người này. Nhìn qua, trong lòng của hắn một tiếng ho khan. Muốn dùng nhất kích miểu sát một tôn không sứt mẻ chuẩn tiên vương, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, còn xa xa làm không được, chỉ cần đối phương bản mệnh khí còn tại, liền không khả năng miểu sát, này một ít giác ngộ hắn phải có. Mây khói, ngươi có thể nhận ra hắn? Triệu Bân hỏi. Chưa từng thấy qua, trong mộng mây khói cho đáp lời. Triệu công tử không khỏi đến gần một phần, để có thể nhìn nhiều vài lần. Ân. Ngân Bào lão giả hình như có cảm thấy, liếc qua Triệu Bân, ánh mắt không ra thế nào ôn hòa. Tốt xấu là một tôn chuẩn tiên vương, như vậy bị người nhìn lén, lần cảm giác uy nghiêm bị mạo phạm. Triệu Bân có phần cơ trí, rất tự nhiên thu con mắt. Hắn quay người chạy trốn, đi quầy hàng phương hướng. Vân Thương Tử chắc chắn là muốn cứu, nhưng cũng không thể tại cái này động thủ, vừa tới trong thành nhiều người phức tạp, thứ hai nghiêm cấm bằng sắc lệnh đấu nhau, thứ ba đối phương rất có thể còn có giúp đỡ, hắn cái này nho nhỏ động hư cảnh, cũng không dám như vậy rêu rao, dù sao, lần này khác biệt Liêu Dương cái kia trở về, không có thiên kiếp uy hiếp. Đánh thái cực tiểu lão đầu, đã trở về quầy hàng, đang đặt cái kia nhàn nhã uống ít rượu. Triệu Bân xẻ tới, tiện tay xách ra một cái đao gãy, cười nói, vật này có thể thu. Chất liệu không tệ, tiểu lão đầu liếc mắt nhìn, duỗi ba ngón tay, cũng là đổ hàng người trong nghề, không cần quá nhiều ngôn ngữ, thủ thế chính là giá tiền, hắn cho cũng coi là một cái lương tâm giá. Thành giao, Triệu Bân đem đao gãy đặt ở quầy hàng. Tiểu lão đầu cũng dứt khoát, đưa ra một cái túi chữ vật. Triệu Bân cho tiểu lão đầu truyền một lời, đó là lai lịch ra sao? Thái Thượng Tông trưởng lão, tiểu lão đầu thuận miệng nói, biết Triệu Bân nói người kia là chỉ ai, hắn căn này cửa hàng nhỏ, cũng liền ba người sống, trừ hắn hai, cũng chỉ còn lại Ngân Bào lão giả. Thái Thượng Tông, Triệu công tử một tiếng nói thầm, ánh mắt rất kỳ quái. Tưởng tượng năm đó vây công Tiên Tông tám đại thánh địa, mặt trời lặn thần giáo, Thái Thượng Tông, Hắc Uyên thánh địa, Khô Diệt thánh địa, Tuyệt Thiên thánh địa, Kim Luân thánh địa, Bát Cực thánh điện, Xích Thiên cung. Hắn đã đụng vào mấy cái, không nghĩ lại tới một cái, thế giới thực sự là tiểu, đến chỗ nào đều mẹ nó oan ra ngõ hẹp. Còn có, hắn độ động hư kiếp hôm đó, Thái Thượng Tông lão tổ âm ma chân tiên, cũng là tại chỗ. Bát đại đỉnh phong tiên vương liên hợp, suýt nữa giết hắn cùng Không Niệm Thiên, thù này hắn có thể một mực nhớ kỹ đâu. Bây giờ Vân Thương Tử bị nhốt Ngân Bào lão giả tử phủ, thù mới hận cũ, có cần thiết lấy điểm lợi tức. Hắn không bao lâu sau lưu. Quay người ra cửa hàng. Sau lưng, tiểu lão đầu thì ánh mắt thâm thúy. Người kia nghe ngóng như vậy, hẳn không phải là hiếu kỳ. Người nào, tới sống. Mới ra cửa hàng, Triệu Bân liền kêu đại bàng. Đại bàng cũng là hăng hái, không lâu liền đã đến bên này. Hai người vào đối diện tử lâu, tìm một cái vị trí gần cửa sổ, từ cái này có thể rõ ràng trông thấy cửa hàng, chỉ đợi Ngân Bào lão giả ra khỏi thành. Giết người cướp của chuyện như thế, tại Hoang Sơn Giã Lĩnh làm thích hợp nhất. Thái Thượng Tông nội tình rất không tầm thường, đại bàng ực một hớp ít rượu. Có bao nhiêu không tầm thường, Triệu Bân vừa nhìn chằm chằm cửa hàng một bên tùy ý hỏi. Thái Thượng Tông khai sơn thủy tổ Thái Thượng, đây chính là một tôn hàng thật giá thật thần minh, bàn về bối phận, còn cao hơn Đại La Tiên Tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên. Đại bàng rút sạch đánh một cái ợ rượu. Thái Thượng, Triệu công tử xủy tay. Từng nghe qua cái này tôn thần. Nghe đồn Thái Thượng Phong thần lúc, đạo âm từng vang vọng tam giới 800 năm, phía sau hắn liền ly kỳ mất tích, không người nào biết hắn đi cái nào, cũng không có người biết hắn còn sống hay không, đây là một cái án chưa giải quyết. Tuế nguyệt quá xa xưa, có liên quan Thái Thượng nghe đồn cũng không nhiều. Giả sử tất nhiên là không thể thiếu, nhưng phần lớn là hậu nhân bịa đặt. Đã thần minh truyền thừa, vậy quá Thượng Tông nội tình đương nhiên sẽ không yếu đi. Có thể trải qua mấy cái đại thời đại, kéo dài đến nay siêu cấp thánh địa, cái nào đều không phải là đùa giỡn, cũng là quái vật khổng lồ. Tới, cho ngươi xem cái thứ tốt. Đại bàng thả bầu rượu, lấy ra một vật. Đó là một mặt gương đồng nhỏ, toàn thân đều vết dỉ loang lổ, chợt nhìn, cùng một khối phế liệu không khác, duy nhất cùng người khác bất đồng là, kính mặt sau khắc họa cổ lão bí văn, nhìn không ra niên đại. Triệu Bân đưa tay tiếp nhận, lăn qua lộn lại quét lượng. Nhìn một hồi lâu, hắn đều không nhìn ra kính này manh mối. Đại bàng thì cười vui vẻ, lại là một mặt thần thần bí bí. Cái này, sẽ là một bảo bối. Triệu Bân gõ gõ,
vẫn như cũ không thấy có dị dạng. Có lẽ là hắn tầm mắt, nhìn không ra kính này càn khôn. Trong kính cất giấu thần chi khí uẩn, đại bàng không lại bán cái nút. Ta thế nào không nhìn ra, Triệu Bân lại lật tới che đi quét lượng. Gì cũng có thể làm cho người nhìn ra, ta đi đâu đào bảo bối. Đại bàng nhếch miệng nở nụ cười. Xong, hắn mới nhỏ giọng bồi thêm một câu, ta có bắt giữ thần uẩn thiên phú thần thông. Không nhìn ra à, ngươi còn có cái này tuyệt chiêu. Triệu Bân nói, như không có chuyện gì xảy ra giấu gương đồng. Lại coi thường ta đại bàng nhất tộc à, tuyệt chiêu nhiều lắm, đại bàng cũng là tặc có ý tứ, như không có chuyện gì xảy ra đem bàn tay vào Triệu Bân trong ngực, đem Triệu Bân giấu gương đồng lại cho sách ra, gần sang năm mới lấy ít khuôn mặt à. Thật vất vả phải cái bảo bối, người nói đạp liền đạp. Gặp mặt phân một nửa không, Triệu công tử cười ha ha. Tất yếu, đại bàng hướng về phía gương đồng hà ra từng hơi. Nhưng chính là một hơi như vậy, gương đồng vậy mà răng rắc một tiếng đã nứt ra. Tấm gương rách ra không sao, giấu tại bên trong thần uẩn từ bên trong chui ra. Thần chi khí uẩn đi, tự có bất phàm chi tượng, hơn nữa trong lúc nhất thời thủy thải dâng lên, còn có đạo âm vang vọng, nhìn bốn phía đủ người trách mắt, cũng nghe lầu ngoại nhân cùng ngửa đầu, mỗi đều ánh mắt lóe sáng. Thần uẩn, kinh ngạc âm thanh không thiếu, toàn bộ tử lâu đều náo nhiệt. Lầu bên ngoài cũng là bóng người nhốn nháo, người biết nhìn hàng rất nhiều. Trong đó, liền bao quát đối diện cửa hàng cái kia ngân bào lão giả, tùy theo một đạo đi ra ngoài còn có tiểu lão đầu, đột nhiên lớn như vậy động tĩnh, bọn hắn nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn cái nào. Trong thành không ngờ một tia thần uẩn. Ta nói hôm nay mí mắt phải sao một mực nhảy, nguyên là có thần uẩn. Các ngươi đều chớ cùng lão phu cướp, đạo kia thần uẩn lão phu nhất định phải được. Chuẩn tiên vương đều như vậy như bức rồi sao, ta cái này tiên vương đều không lên tiếng đâu. Vốn là náo nhiệt tử lâu, ba năm cái chớp mắt biển người phun trào, dõi mắt nhìn lại thanh nhất sắc lão gia hỏa, tu vi không bằng bọn tiểu bối, hoặc là vào không được, hoặc là đều bị từ tử lâu ép ra ngoài. Thần uẩn không phổ biến, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như đám lão gia kia, không điên cuồng mới là lạ. Đi đâu? Triệu Bân cùng đại bàng liên thủ, cưỡng ép bắt tỉnh táo lại uẩn, lại phong vào trong kính. Tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng cũng không chịu nổi tứ phương nhiều người, nhìn rõ ràng. Mẹ nó! Trong lòng hai người một tiếng thầm mắng, biến cố tới để cho người ta trở tay không kịp. Từ xưa tài bất ngoại lộ, hai người bọn họ hôm nay rõ ràng chạm lôi khu, ở trong thành địa phương náo nhiệt nhất, chỉnh suốt một kiện náo nhiệt nhất chuyện, thần uẩn cái nào. Nghịch thiên chi vật, liền ở trước công chúng như vậy, chạy đến chuồn đi một vòng lớn, nó đi ra không sao, hai người bọn họ thành vạn chúng chú mục. Là ta khinh thường, đại bàng một tiếng ho khan. Cũng đúng như hắn lúc trước nói tới, lớn bằng tộc tuyệt chiêu rất nhiều. Hắn a một hơi, là cất giấu một tia đại bàng khí huyết, hết lần này tới lần khác cái kia gương đồng liền nhiễm không thể khí huyết. Đặc biệt là lớn bằng tộc khí huyết, lúc này mới ra bực này biến cố, gương đồng không dấu hiệu nứt ra. Cái này một tia thần uẩn có thể bán, giá cả dễ thương lượng. Đây là chuẩn tiên vương kiếm, lão phu lấy nó đổi thần uẩn. Ta thiên tế tộc bí mật bất truyền, tiểu hữu suy tính một chút. Không thiếu lão gia hỏa đã xông tới, mỗi cái đều là đại thổ hào, tu vi yếu nhất cũng là chuẩn tiên vương, vì đổi thần uẩn đều mang ra gia sản. Chỗ nào là đổi bảo bối, rõ ràng là liều mạng tài lực. Không bán. Không đổi. Triệu Bân cùng đại bàng nói, nhảy cửa sổ chạy. Thần uẩn giá cả, cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hai người bọn họ chạy là không chậm, làm gì tại chỗ nhiều đại thần thông giả, cũng như ảnh tùy hình, có mấy cái như vậy, còn hiển lộ một tia sát ý, nếu không phải trong thành cấm đấu nhau, hơn phân nửa đã hạ thủ mở đoạt. Tới, thần uẩn tiễn đưa ngươi. Đại bàng có phần cơ trí, đem gương đồng cho Triệu công tử. Hai người mục tiêu quá lớn, cũng không thể đều bị để mắt tới. Hắn sở dĩ đem gương đồng cho Triệu Bân, là bởi vì kẻ này có vĩnh hằng giới, thừa dịp loạn có thể trốn vào không gian tùy thân, đây là vĩnh hằng một mạch tuyệt chiêu, hắn không bỏ rơi được người, Triệu Bân là có thể nhẹ nhõm vứt bỏ. Hai người cùng ăn ý, riêng phần mình chạy về phía một phương. Cùng lên đến đám lão già này, đều không phải mắt mù chủ. Kết quả là, đại bàng bị gạt qua một bên, Triệu Bân thành vạn chúng chú mục, tiền lớn người đi theo hắn quay trở về, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, âm thầm không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, liền sợ hắn chạy. Trên thực tế, tiểu tử kia vẫn thật là chạy. Đuổi theo,
liền mẹ nó không thấy bóng dáng. Đạo hạnh cao thâm đám lão già này, đó là gương mặt mộng bức, như vậy cái người sống sờ sờ nói không có liền không có, như nhân gian bốc hơi, thậm chí bọn hắn cảm giác lực bao phủ cả tòa cổ thành, cũng chưa thấy dấu vết hắn. Mẹ nó, lão gia hỏa cũng chửi mẹ, mỗi dựng râu trừng mắt. Sớm biết là như thế cái cục diện, lúc trước liền nên trói lại tên kia, cũng tiết kiệm hắn đi đầy đường vừa đi vừa về nhảy nhót, nhiều cường giả như vậy sững sờ mất dấu rồi, mặt mo có chút không nhịn được, chủ yếu là bảo bối không có mò lấy. Triệu công tử lại hiện thân nữa, đã là cổ thành ở ngoài. Hắn là dùng vực môn truyền tống, lúc này mới né qua theo dõi. Cũng phải thua thiệt hắn đủ cơ trí, bằng không thì thật đúng là không bỏ rơi được. Thần uẩn cái nào? Ta là đầu hẹn gặp lại. Đáng tiếc bị cái kia hàng chạy. Triệu Bân lại vào thành lúc, đầy đường cũng là tiếng nghị luận. Trừ này, chính là mắng to, đám lão già này tâm tình rất khó chịu, nhiều cất tay tại trên đường cái tản bộ, không thể thiếu tính khí nóng nảy giả, vừa đi vừa mù gào to, mặt mo một cái so một cái đen. Hô! Vẫn là tòa kia tử lâu, cũng vẫn là cái kia chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Triệu công tử cùng đại bàng gặp nhau, hung hăng thở dài một hơi. Chỗ nguy hiểm nhất, có vẻ như cũng là chỗ an toàn nhất. Triệu Bân ực một hớp rượu, nhìn chính là đối diện cửa hàng, đại bàng tất nhiên còn ở nơi này trông coi, liền chứng minh ngân bào lão giả còn tại bên trong, cũng không biết tại đãi gì bảo bối, hơn nửa ngày cũng không thấy đi ra, chỉnh hắn đều muốn đi vào, đem cái kia hàng lôi ra ngoài, hắn chủ yếu là lo nghĩ Vân Thương Tử. Sự lo lắng của hắn không phải không có lý, Vân Thương Tử thời khắc này tình cảnh xác thực không thế nào tốt. Ngân bào lão giả tử phủ rất tà dị, quái dị sức mạnh đang tại từng chút một luyện hóa hắn. Vân Thương Tử cái kia phiền muộn a, thật không biết đời trước gặp bao nhiêu nghiệt, lúc trước một đường đi theo Triệu Bân, đến chỗ nào đều là hố, rời đi Triệu Bân, còn mẹ nó là hố, thì ra hắn mới là xui xẻo hài tử. Ngân bào lão giả thật sự nhàn tản, còn tại trong tiệm du lịch. Tiểu lão đầu thì ôm bầu rượu nhỏ, nhìn hắn đặt cái kia tản bộ. Hàng này cũng không phải tới này mua đồ, nói cho đúng là để đổi đồ vật, có như vậy một thứ bảo bối, rất hiếm lạ rất bất phàm, hắn công dụng không thế nào lớn, nhưng ngân bào lão giả lại là trông mòn con mắt. Muốn, liền không cho ngươi. Đây là tiểu lão đầu suy nghĩ trong lòng. Đến màn đêm buông xuống, ngân bào lão giả mới nhân viên chạy hàng phô. Không khó nhìn thấy, cái kia hàng sắc mặt âm trầm lợi hại. Rất rõ ràng, hắn cùng với tiểu lão đầu nói chuyện rất không vui. Đều nhanh chờ ngủ thiếp đi. Triệu Bân cùng đại bàng liên tiếp đứng dậy, trộm đạo đi theo. Ngân bào lão giả tốc độ cực nhanh, như một đạo tiên hồng hoạch thiên mà qua, có lẽ là hôm nay tâm tình rất khó chịu, thậm chí sát khí trong lúc lơ đãng lộ ra, âm thầm tính toán, muốn hay không tìm người đem cái kia hàng diệt. Song phương một trước một sau, vượt qua mấy trăm vạn cương vực. Chỉ vì là đất phồn hoa, hoang sơn dã lĩnh quả thực khó tìm. Liền nơi này. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân cùng đại bàng mới chui vào một cái sơn cốc. Xong việc, thì thấy trong cốc có một đạo sáng chói tiên quang trùng tiêu. Ngân bào lão giả vô ý thức định thân, hai mắt hơi híp mong nhìn sơn cốc, là mắt thấy tia sáng kia ngất trời, mà còn có dâng lên dị sắc, cho dù ai nhìn, cũng bất giác cho là trong sơn cốc cất giấu bảo bối. Không cần truy hắn, hắn chính mình ngoặt trở về. Còn chưa chờ hắn vào sơn cốc, liền nghe trong cốc oanh minh. Hắn đến lúc đó, vừa gặp một ngọn núi sụp đổ, có thể gặp đá vụn bắn bay bên trong, có hai bóng người bay tứ tung đi ra, tất cả được áo bào đen, thấy không rõ tôn vinh, chỉ biết cái kia hai người rất thảm, toàn thân cũng là máu tươi. Không sai, là Triệu Bân cùng đại bàng cái kia hai đậu bức tổ hai người. Hai người bọn họ cơ trí a, muốn dùng tiên quang đem ngân bào lão giả dẫn trở về. Phương pháp này cũng đích xác rất dễ sử dụng, ngân bào lão giả thật sự bị dẫn trở về. Duy nhất bất ngờ chính là, trong sơn cốc lại vẫn cất giấu một người, bởi vì hai người bọn họ xâm nhập bị giật mình tỉnh giấc, một trận thao tác mạnh như cọp, đánh hai người bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu công tử còn tốt, đại bàng đầu đều bị đánh lệch. Lại nhìn cái kia ngưu nhân, càng là cái tiểu thiếu nữ. Đừng nhìn người cái đầu không cao, lại là trời sinh thần lực. Kháng đánh như Triệu Bân, Triệu nàng một quyền, đều suýt nữa bị đánh tan trống, cái kia béo mập nắm tay nhỏ. Ẩn giấu sức mạnh quá cổ xưa cũng quá bá đạo, phòng ngự chi pháp tại trước mặt giống như giấy trắng. Ngân bào lão giả là quần chúng, nhìn có chút mộng bức. Vốn cho rằng là một kiện dị bảo, chưa từng nghĩ có người khô trận chiến.
Nhưng cái này không đúng a. Hắn lúc trước đi ngang qua sơn cốc, không thấy trong đó có người cái nào. Vẫn là nói hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, hay là đối phương tu vi quá cao, thậm chí đi ngang qua lúc, chưa tỉnh xem xét đến nửa chút khí tức. Đối với cái này, Đậu Bức Tổ hai người cũng là tràn đầy cảm xúc. Nguyên nhân chính là trước đó không có chút nào cảm thấy, hai người bọn họ mới chui vào sơn cốc. Nếu sớm biết như thế, đồ đần mới có thể hơn nửa đêm đi vào tìm kích động. Phanh, oanh. Cùng với hai đạo oanh minh, Triệu Bân cùng Đại Bàng rơi xuống đất. Sau đó phanh vang một tiếng bang, là từ trong sơn cốc truyền ra, là cái kia tiểu thiếu nữ chạy ra, nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực thể phách trầm trọng, thậm chí một cước rơi xuống, dẫm sập một tòa núi cao. Gặp chi, Triệu Bân cùng Đại Bàng tất cả sững sờ. Lúc trước, bọn hắn bị đánh không chút nào phòng bị, không thấy rõ đối phương tôn vinh. Bây giờ gặp chi, thật quen mắt a. Cùng một cái bạn cũ sinh giống nhau như đúc. Nằm mơ ban ngày, Triệu Bân tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt. Không tệ, là tham tiền, thế gian nam vực bạch gia thánh nữ. Phàm giới thông thiên chi lộ, đã sửa xong. Đại Bàng cũng một mặt kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy lạc. Chỉ vì đối diện bọn họ cái kia tiểu thiếu nữ, không quan hệ hóa thân, đó chính là nằm mơ ban ngày bản thân. Oanh! Nằm mơ ban ngày một bước định thân, đạp trời xanh động rung động. Tình trạng của nàng có chút kỳ quái, giống như là một bộ khôi lỗi, hai mắt trống rỗng thần sắc thất thần. Ngân bào lão giả nhíu mày, Triệu Bân Đại Bàng cũng nhíu mày, tham tiền hiển nhiên là vô ý thức trạng thái. Gió nhẹ nhẹ thổi, nằm mơ ban ngày lay động một cái, như một mảnh lá rụng, từ thiên bay xuống dưới. Gặp chi, Triệu Bân vượt ngang hư không mà đến. Ngân bào lão giả cũng động, chạy về phía cũng là nằm mơ ban ngày. Bất đồng chính là... Triệu Bân đầy mắt lo âu và nghi hoặc. Mà ngân bào lão giả, nhưng là diện mục âm trầm cùng tham lam. Thiếu nữ này rất quái dị, huyết mạch rất bất phàm, lại thể nội cất giấu một cỗ dị thường lực lượng khổng lồ, chính diện đối chiến, hắn có lẽ không địch lại, nhưng đối phương lâm vào hôn mê, đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nào có bỏ qua đạo lý. Mang về nghiên cứu một phen. Khó tránh khỏi, có thể ép ra không thiếu bí mật. Làm không tốt. Còn có thể là một hồi đại tạo hóa. Ngươi cũng đừng đi. Đại Bàng thi bí pháp, cùng ngân bào lão giả đổi cho nhau vị trí. Người này đang suy nghĩ gì, hắn lòng dạ biết rõ. Nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi điều ra ta là bài trí. Hạng giá áo túi cơm, cũng dám ở trước mặt lão phu, múa rìu qua mắt thợ. Bị Đại Bàng lừa, ngân bào lão giả thốt nhiên tức giận, thấy hắn phất ống tay áo một cái, một chiếc thạch đèn hoành không. Hướng Đại Bàng đập tới. Oanh! Thạch đèn nặng nề như núi, lại nghiền không gian một mảnh sụp đổ. Một chiếc phá đèn, cũng nghĩ chân áp ta. Đại Bàng hóa bản thể, một cái Đại Bàng dương cánh, đem thạch đèn quét đến lên 9 tầng mây. Kim xí Đại Bàng, ngân bào lão giả khó có thể tin. Xem chiêu, Đại Bàng không nói nhảm, vét sạch một mảnh lôi điện. Siêu! Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Triệu Bân đã đón lấy tham tiền. Nàng ngủ cũng không an tường, lông mày xinh đẹp ở giữa khó che giấu là vẻ thống khổ, khi thì có nói mê, kêu to là Triệu Bân tên, nàng không phải hóa thân, cũng không phải hóa thân bản tôn, nàng chính là nằm mơ ban ngày bản thân. Sao sẽ như thế? Triệu Bân tế một tia nguyên thần chi lực, bay vào tham tiền thần hải. Nhưng, hắn gì cũng không có thấy, chỉ vì nằm mơ ban ngày thần hải, bị một tầng màu trắng tiên quang bao phủ, đỡ được hắn nguyên thần chi lực nhìn lén. Hắn từng mấy lần va chạm, đều bị chấn kêu rên không thôi. Đến giúp đỡ. Cách đó không xa, truyền đến Đại Bàng kêu gọi. Tự mình đối đầu chuẩn tiên vương, Đại Bàng rõ ràng không đáng chú ý, giao chiến bất quá 3-5 hiệp, liền bị tháo xuống một tay, cũng trách ngân bào lão giả nội tình quá mạnh, không phải bình thường chuẩn tiên vương, thêm nữa thái thượng tông bí thuật tà dị, hắn chiến qua mới là lạ. Trước tạm ngủ yên, Triệu Bân không suy nghĩ nhiều. Đem nằm mơ ban ngày thu vào tử phủ. Mà hắn, thì mang theo Long Uyên thẳng đến ngân bào lão giả, một cái bá đao phách thiên trảm, chém ngân bào lão giả một hồi lảo đảo, cũng chém cái kia hàng đầy mắt kinh ngạc, vốn cho rằng con chim kia đã đủ có thể đánh, không nghĩ, vị này càng hung hãn. Bây giờ động hư cảnh, đều biến như vậy, thái sao? Tốc chiến tốc thắng. Triệu Bân mở tuyệt cảnh cùng thiên sát, chiến lực trong nháy mắt bên trên đỉnh phong, có lẽ là khí huyết quá bàng bạc. Thậm chí lồng mộ thể chất áo bào đen, đều bị chấn cái nát bấy, hiển lộ chân hình. Ngân bào lão giả thấy, chỉ còn dư một câu CMN, cái này mẹ nó.
vĩnh hằng thể, lại phối hợp bộ dạng này khuôn mặt quen thuộc, Đại La Thánh Chủ không thể nghi ngờ, khó trách như vậy kháng đánh, cũng khó trách có thể đánh như vậy. Đụng đại vận. Ngân bào lão giả ánh mắt lửa nóng, phía trước có một con chim đại bàng, bây giờ lại tới một cái Đại La Thánh Chủ, cộng thêm một cái hôn mê tiểu thiếu nữ, một cái so một cái bất phàm, tất cả đều là cục cưng quý giá. Cười, nhường ngươi cười. Đại bàng dương cánh mà đến, miệng phun một phương bảo ấn. Ngân bào lão giả cười lạnh, cũng là khí chàng toàn bộ triển khai, một chưởng đánh nát bảo ấn. Chanh! Triệu Bân thuấn thân mà đến, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Ngân bào lão giả mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng ổn ép một cái. Có bản mệnh khí hộ thể, một kiếm này còn muốn không được hắn mệnh. Lan! Ngân bào lão giả hừ lạnh, chống ra một mảnh tiên quang, chấn lật ra Triệu Bân. Không đợi Triệu Bân định thân, thì thấy hắn mi tâm bay ra một đạo hư ảo phù chú, bèn nói pháp phong ấn phù. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, lấy hồn ngự động phệ tiên đao, đâm đầu vào chém cái nát bấy. Còn chưa xong. Ngân bào lão giả nhe răng cười, tế một ngụm chuông lớn, từ thiên bao lại Triệu Bân. Chuông lớn rất tà dị, có thể lớn có thể nhỏ, bí văn lưu chuyển trong đó, sấm sét vang dội. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Bân vừa quát âm vang, kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Chuông lớn kích thước là không nhỏ, nhưng vĩnh hằng chi môn có vẻ như càng nguy nga. Phanh! Chuông lớn bị no bạo, mảnh vụn nổ đầy trời. Ngân bào lão giả kêu rên, gặp một cỗ phản phệ. Đại bàng tận dụng mọi thứ, trong mắt điện mang bắn mạnh, chém đứt hắn xương sống lưng. Chân áp! Triệu Bân sau đó liền đến, diễn xuất vĩnh hằng dị tượng, thành vĩnh hằng tiên vực. Thật sao? Vừa mới kêu lên một tiếng ngân bào lão giả, lại bị đè một bước lảo đảo. Vĩnh hằng dị tượng quỷ dị, trong đó sơn sơn thủy thủy, hoa hoa thảo thảo, đều nhuộm vĩnh hằng quang, như từng đạo vô kiên bất tồi kiếm, tại trên cơ thể phách, chém ra từng đạo huyết sắc khe rãnh. Cho ta, mở. Nếu không thì thế nào nói là chuẩn tiên vương, nội tình chính là hùng hậu. Liên tiếp chịu hai lần trọng thương, hắn lại đều có thể sừng sững không ngã. Ông! Hắn cuối cùng là động bản mệnh khí, chính là một ngụm máu sắc đao, cưỡng ép phá vĩnh hằng tiên vực. Gặp chi, Triệu Bân cùng đại bàng tất cả ánh mắt lóe sáng, hai người liền đợi đến này hàng động bản mệnh khí đâu. Chanh, chanh. Cùng một trong nháy mắt, Triệu Bân tế Long Uyên, đại bàng tế bản mệnh kiếm. Hai thanh kiếm tất cả vượt qua không gian, một trước một sau chém về phía ngân bào lão giả. Cái này, ngân bào lão giả đâu chỉ trở tay không kịp, đơn giản mù. Không nghĩ tới hai thanh kiếm có thể vượt qua không gian, nguyên nhân chính là không nghĩ tới, hắn mới không kịp phản ứng, khoảng cách như vậy, đối phương công phạt như thế, hắn không tránh khỏi. Phốc, phốc, phía sau hai vệt huyết quang, phá lệ lộng lẫy. Ngân bào lão giả bị thương nặng, mi tâm kèm thêm đầu người, bị Long Uyên kiếm xuyên thủng, đại bàng sử dụng một kiếm, thì tháo hắn một đầu cánh tay, không có bản mệnh khí bảo hộ, hắn suýt nữa bị cái này hai kiếm dây. Trở về. Ngân bào lão giả kêu gào, muốn triệu hồi bản mệnh khí. Đáng tiếc, Triệu Bân không cho hắn cơ hội. Hắn thúc giục thiên vũ tiên lô, cưỡng ép đụng ngã lăn huyết sắc tiên đao. Bản mệnh khí rời thân thể, còn mẹ nó muốn trở về. Ông! Huyết sắc tiên đao ông rung động, bị thiên vũ tiên lô đụng đao quang ảm đạm. Cũng đúng, nó hai kém cấp bậc đâu. Một cái chuẩn tiên vương pháp khí, một cái là tiên vương pháp khí. Đi vào cho ta a. Triệu công tử tặc tự giác, mở rộng vĩnh hằng giới, lấy tạo hóa cùng luân hồi, cưỡng ép đem huyết sắc tiên đao kéo đi vào, ngăn cách nó cùng chủ nhân liên hệ. Đáng chết! Ngân bào lão giả nghiến răng nghiến lợi, một bước vượt ngang mà đến, một ngón tay đâm về Triệu Bân mi tâm. Triệu Bân sừng sững không động, chỉ nhẹ nhàng đóng con mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thông suốt mở mắt, trong mắt có hai đóa ngọn lửa chập chờn. Đúng lúc gặp ngân bào lão giả giết đến, chịu cái này một cái huyễn thuật. Tâm thần ngừng lại thất thủ, đâm tới một ngón tay, cũng là trong nháy mắt mất uy lực cùng chính xác. Mở. Đại bàng sau này giết đến, một kiếm bổ ra hắn tử phủ. Triệu Bân cùng với phối hợp ăn ý, một tay thăm dò vào, đem phong tại trong đó vân thương tử, cưỡng ép bắt đi ra. Lão gia hỏa này, vẫn là tàn hồn trạng thái, hồn lực gần như hao hết, lại đã hôn mê. May bọn hắn tới sớm, qua hôm nay, vân thương tử nhất định bị ngân bào lão giả luyện hóa. Ngày khác, nhất định chém các ngươi. Ngân bào lão giả phẫn nộ gào thét, tử phủ tiên lực như nước thủy triều diệt vong.
hắn cuối cùng là sợ, kéo lấy tàn tật thân thể quay đầu liền đột. Chính xác một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, có vẻ như tự khai đánh, hắn vẫn tại ứng phó không kịp trạng thái, bản mệnh pháp khí bị đoạt, liên tiếp bị thương nặng, ngay cả tử phủ đều phá, quả nhiên thất bại thảm hại. Cái nào chạy? Triệu Bân một tiếng lạnh quát, ngự kiếm vượt qua không gian. Lại là một tiếng kêu rên, bỏ chạy ở phía trước ngân bào lão giả, bị một kiếm bổ diệt nhục thân. Đại bàng sau đó liền đến, hai cánh một hồi chớp, lôi cùng điện xen lẫn, đầy trời bổ xuống. Ta chính là Thái Thượng Tông người. Ngân bào lão giả gào thét, tàn phá nguyên thần liều mạng phi độn. Bị buộc đến tuyệt cảnh, có cần thiết chuyển một chút hậu trường. Đánh chính là Thái Thượng Tông. Triệu Bân thôi động thiên vũ tiên lô, cưỡng ép chân áp thiên địa. Sau đó chính là đầy trời chữ cổ, như từng khỏa rực rỡ tinh thần. Ngân bào lão giả nửa đường gặp nạn, bị nhốt vào càn khôn, không đợi đứng vững, liền bị đại bàng nguyên thần kiếm, chặt đứt căn cơ, kỳ nữ khúc không chịu nổi nguyên thần, chiếu đến tinh huy nổ thành nguyên thần chi lực. Hắn phiền muộn đến cực điểm, đến chết cũng rất biệt khuất. Lão bối cảnh ngôn quả là không kém, đi ra ngoài nhìn hoàng lịch. Chuẩn tiên vương táng diệt, thiên địa quay về bình tĩnh. Triệu Bân cùng đại bàng không bao lâu sau lưu, quay người rời đi. Hai người lại hiện thân nữa, đã là vừa mới tỏa sơn cốc kia. Triệu Bân lấy vĩnh hằng bản nguyên cùng nguyên thần chi lực, ngưng hóa ra một mảnh tiên trì, đem Vân Thương Tử tàn hồn, bỏ vào trong đó, lão gia hỏa này cũng là thảm, đều đến quê nhà, lại gặp một hồi kiếp. Tiểu tử, ngươi lại cứu ta một mạng. Vân Thương Tử có ý thức, chỉ có điều yếu ớt không chịu nổi. Trong truyền thuyết thiên sát cô tinh, hình như là phúc tướng của hắn. Cùng hắn tại một khối, chắc là có thể biến nguy thành an. Đồng hành một đường, hắn đã ngộ ra chân lý này. Trước tạm tụ hồn, Triệu Bân cười nói, lại tung xuống nguyên thần chi lực. Vân Thương Tử không nhiều lời, chìm vào bên trong tiên trì. Siêu, tùy theo được mang đi ra, chính là nằm mơ ban ngày. Hắn lại tế nguyên thần chi lực, muốn tìm hiểu nhìn nàng thần hải. Cũng như lúc trước, hắn nguyên thần chi lực bị cản trở về, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn quang, bao phủ tham tiền thần hải, mặc hắn như thế nào va chạm, đều xé không mở che chắn, bị cái kia ánh sáng màu trắng chấn kêu rên không ngừng. Đại bàng hóa bóng người, cũng xông tới. Ánh mắt hắn kỳ quái, hoặc giả thuyết là không hiểu. Còn nhớ kỹ hắn năm đó rời đi phàm giới lúc, nằm mơ ban ngày mới chỉ chuẩn thiên cảnh, ngắn ngủi này trăm năm tuế nguyệt, lại biến cường đại như vậy, lúc trước tại Sơn Cốc. Hắn chịu thứ nhất quyền, suýt nữa bị đánh nổ. Như thế nào mạnh như vậy? Cái này, cũng là Triệu công tử nghi hoặc. Hai người tề ngưỡng mâu, nhìn lén thiên địa càn khôn. Thông thiên lộ còn chưa sửa chữa tốt. Thật lâu, bọn hắn mới kết luận. Lưỡng giới thật như bị đả thông, tất có triệu chứng. Như vậy vấn đề tới. Nằm mơ ban ngày là thế nào tới tiên giới? Còn có, nàng lại là lúc nào tới tiên giới? Nàng sông hồng trần lộ. Đại bàng trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Triệu công tử. Triệu Bân khẽ gật đầu, trên người nàng cũng không nửa điểm hồng trần chi lực. Ông! Hai người nhìn lên, chợt thấy hôn mê tham tiền thân thể mềm mại run lên. Sau đó thì thấy từng sợi kỳ quái pháp tắc, nàng quanh thân rong chơi, không chỉ quái gì còn nặng dị thường, nhìn mảnh không gian này, đều bị nghiền từng khúc nổ tung, mỗi một sợi pháp tắc, đều nặng như sơn nhạc. Cái này! Lực chi pháp tắc, đại bàng thần sắc kinh ngạc. Lực, Triệu Bân hơi có vẻ u mê, đầu trở về nghe cái này pháp tắc. Vạn vật đều có thể vì đạo, vạn đạo đều có thể vì pháp, lực chính là vạn pháp một trong. Đại bàng giải thích nói, tu cái này pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại ngoan nhân, xem trọng nhất lực phá vạn pháp. Khó trách như vậy đại lực đạo. Triệu Bân trong lòng một lời, cuối cùng là biết rõ chuyện ra sao. Lúc trước tại Sơn Cốc, tham tiền đã từng đánh hắn một quyền. Thể phách cường hoành như hắn, đều bị đánh gân cốt băng liệt. Tham tiền thân thể phàm nhân, không có khả năng có như thế vĩ lực. Sở dĩ man lực vô song, nhất định là bởi vì cái này trầm trọng lực chi pháp tắc. Khó có thể tưởng tượng. Nàng như chiến lực toàn bộ triển khai lời nói. Cùng giai có thể gánh vác nàng một quyền hẳn là không mấy cái. Ở đâu ra lực chi pháp tắc? Nghi ngờ mê vụ, lại lồng mộ hắn suy nghĩ. Là phàm giới xảy ra biến cố, vẫn là càn khôn thành hỗn loạn. Ta hiểu, đại bàng đột nhiên một tiếng. Vì sao như thế, Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Nàng nên giống như ta,
ngộ nhập giới diện khe hở, mới bị cuốn vào tiên giới. Không có khả năng, phàm nhân vào giới diện khe hở, sợ là trong nháy mắt liền bị quấy diệt thành tro. Cho nên, mới có cái này lực chi pháp tắc. Ý gì, Triệu Bân cái hiểu cái không? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ cần vào giới diện khe hở, cũng chỉ có ách nạn cùng tai họa a. Đại Bàng nói đạo lý rõ ràng, ta từ linh giới ngã vào tiên giới, bị pháp tắc lột chín thành huyết mạch, mà nàng, nhất định là cùng ta tương phản, nên bị pháp tắc gia thân, cũng chính là cái này lực chi pháp tắc, nguyên nhân chính là lực chi pháp tắc bảo hộ, nàng mới có thể sống sót, trời xui đất khiến đến tiên giới. Giới diện khe hở, ở đâu ra lực chi pháp tắc? Triệu Bân vẫn như cũ không hiểu. Nếu là ta đoán không sai, giới diện trong cái khe tầng táng quá một cái tu lực chi pháp tắc đại năng, người dù chết, lại có pháp tắc còn sót lại, thật vừa đúng lúc, bị cuốn vào kẽ hở tham tiền đụng phải. Đại Bàng vuốt cằm nói, chắc chắn như thế, nhà đầu này là pháp tắc vật dẫn. Còn có thể trùng hợp như vậy. Triệu Bân vô ý thức trách mắt, hướng Niết Bàn Tinh Phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn có phần muốn tìm tiên giới chế tài giả hỏi một chút, có phải hay không ý tứ như vậy? Là, cái này, lại là tiên giới chế tài giả trả lời. Chim Đại Bàng đoán một điểm không giả, họ Bạch nha đầu, đích thật là từ giới diện khe hở tới, đích xác được lực chi pháp tắc, liền thân là chí tôn hắn, đều không thể không sợ hãi thán phục nha đầu kia khí vật, phàm nhân vào giới diện khe hở, không những không chết, còn mẹ nó được một hồi nghịch thiên tạo hóa. Người so thần. Tức chết thần cái nào? Tin ta chuẩn không tệ. Tìm người hỏi một chút so sánh đáng tin cậy. Trong sơn cốc, Triệu Bân cùng Đại Bàng còn tại đỉnh đầu đầu nói thầm. Nằm mơ ban ngày vẫn tại trong ngủ mê, thần sắc đau đớn. Nàng sở dĩ trạng thái như vậy, Đại Bàng cũng cho một cái rất dễ dàng tiếp nhận giảng giải. Lực chi pháp tắc quá bàng bạc cũng quá mênh mông, nàng thân thể phàm nhân căn bản nhìn không được, lúc này mới gặp phản phệ, thành ngơ ngơ ngác ngác người. Muốn triệt để khôi phục tới, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện. Siêu. Triệu Bân lại tế bản nguyên, rót vào tham tiền thể nội. Rèn luyện cần thời gian, tham tiền thể phách cũng cần tăng cầm. Đạo lý không khó hiểu, nằm mơ ban ngày quá một chút nào yếu ớt, mà lực chi pháp tắc quá mạnh, hai người tiên thiên không ngang nhau, nếu tham tiền mới trạng thái thanh tỉnh, hắn là không ngại dùng bản nguyên huyết vì đó thể hồ quán đỉnh. Đến nỗi trạng thái ngủ say. Vẫn là không động tới cảnh giới của hắn cho thỏa đáng. Vạn nhất tu vi tiến giai, dẫn xuất một hồi thiên kiếp liền nói chuyện vớ vẩn. Lấy tham tiền thiên phú, nàng thành tiên lúc tuyệt đối sẽ có một hồi thiên kiếp. Cho nàng làm một chút thần uẩn. Đại Bàng lấy đan dược, không quên nhắc nhở một tiếng. Triệu Bân tùy theo Phật tay, lấy một tia thần uẩn, sáp nhập vào tham tiền thể nội, còn không dám dùng quá nhiều, lực chi pháp tắc cường hoành, thần uẩn cũng bá đạo. Đối với trạng thái không tốt người không thể dùng thuốc quá mạnh. Đêm, Triệu Bân lại mở vực môn. Tham tiền còn tại trong mê ngủ nói mê. Nàng đã mất tung rất lâu. Bạch gia đầy đại hạ tìm người. Làm gì đến nay bặt vô âm tín. Không người sẽ nghĩ tới, nàng lại là người thứ hai cá nhân tiên giới sau kế Triệu Bân. Mặc dù quá trình có chút nói nhảm, lại là mang theo tạo hóa tới. Ngay cả thần minh đều hâm mộ, có thể thấy được khí vận có nhiều nghịch thiên. Phong. Triệu Bân không nhàn rỗi, rất nhiều bí văn khác ở trên người nàng. Nàng không có thanh tỉnh ý thức, vẫn là ngủ so sánh an toàn. Khí vận cái nào, thực sự là vật kỳ quái. Đại Bàng ngồi xổm ở một bên, cái kia thổn thức cảm khái a. Cùng là ngã vào giới diện khe hở, hắn bị lột huyết mạch, cửu tử nhất sinh mới đến tiên giới, vị này ngược lại tốt, lấy thân phàm nhân lại được nghịch thiên tạo hóa, không có so sánh liền mẹ nó không có thương tổn. Cùng khí vận không quan hệ. Đây là vấn đề nhân phẩm. Triệu Bân nói một câu lời nói thật, chiều đến Đại Bàng sắc mặt đen như mực. Không nói chuyện tháo lý không tháo, nhân phẩm của hắn có vẻ như thật sự không gì đáng nói. Lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng đứng lên, từng đạo hư ảo phù chú khắc vào tham tiền thể nội, Đại Bàng nhất tộc tuyệt chiêu rất nhiều, tại phong ấn lĩnh vực, cũng là rất có tạo nghệ, hoặc là không phong, hoặc là liền phong gắt gao, tiết kiệm nha đầu này sau khi tỉnh lại. Lại cho bọn hắn một người tới một quyền, phàm nhân một quyền không có gì, nếu tăng thêm lực chi pháp tắc, đánh vào người cũng rất đau. Phong ấn sau đó, Triệu Bân mới cho tham tiền bôi bột đá. Xong, vĩnh hằng giới bên trong liền lại thêm một cái tiểu ngôi mộ. Đại La Tiên Tông muốn quật khởi. Tiên giới chế tài giả vuốt râu, lời nói ý vị sâu xa. Không niệm thiên có lẽ nhịn không được tràng diện, nhưng không lâu năm nào,
vĩnh hằng lĩnh hội nghịch thiên mà lên, còn có huyết thống sánh vai thần thú kim sĩ đại bằng, người mang lực chi pháp tắc bạch gia thánh nữ, bá thiên tuyệt địa hồng hoang chi thể, tùy tiện sách ra một cái, thành tựu cũng sẽ không so không niệm thiên yếu đi. Liền cái này, còn không có tính toán phàm trần đám kia yêu nghiệt. Không nói khác, liền nói Liễu Như Tâm, thời gian pháp tắc cũng là huyền ảo vô tận. Chờ phàm giới thông thiên lộ mở ra, Đại La Tiên Tông sẽ là một nhân tài tụ tập chi địa. Đương nhiên, cái này cần một cái đại tiền đề, thời gian, vô luận là Triệu Bân vẫn là khác yêu nghiệt, đều cần thời gian tới trưởng thành, tiên giới cục diện thay đổi trong nháy mắt, Đại La Tiên Tông thời khắc đều có thể bị hủy diệt. Phực môn thông đạo. Triệu công tử lại lấy ra thần uẩn, đem hắn một phân thành hai. Gặp mặt phân một nửa đi, đại bàng thần uẩn hắn cũng có phần. Đồ tốt. Đại bàng cười hắc hắc, lúc này đem thần uẩn sáp nhập vào thể nội. Cái đồ chơi này hắn đã không phải lần đầu tiên tan, đường quen dễ làm rồi. Triệu Bân so sánh hàm xúc, mang theo thần chi uẩn xem đi xem lại. Vật này xác thực bất phàm, có thần kỳ chi lực rong chơi trong đó. Liếc mắt nhìn đại bàng, hắn mới đưa thần uẩn sáp nhập vào thể nội. Chợt, thì thấy hắn tâm thần run lên, toàn thân trôi tràn rực rỡ chi khí, ánh sáng màu vàng óng tùy theo lồng mộ, đem hắn tiên khu chiếu như hoàng kim núc nóng, bên ngoài thân còn có bất quy tắc lôi điện xé rách vần quanh. Thần uẩn cực kỳ bá liệt, tại cưỡng ép rèn luyện hắn thể phách. Được lợi nhiều nhất vẫn là nguyên thần, đang lột xác niết bàn. Trừ này, chính là vĩnh hằng bản nguyên, không ngờ có phục cổ chi tượng. Triệu Bân lông mi trao lên, thần chi khí uẩn có thể trợ hắn huyết mạch phục cổ, đây là một cái phát hiện thú vị, làm gì thần chi khí uẩn quá ít, không đủ để trèo trống, phục cổ dấu hiệu cũng chỉ là dấu hiệu. Đạo tiên, ngươi đại gia. Triệu Bân không khỏi thầm mắng, mắng thầm nhà tiên vương. Lúc trước tại hắc động, được cái kia nhiều thần uẩn, đều bị đạo tiên cầm đi, cũng không biết phân hắn một chút, mãi đến hôm nay hắn mới biết thần chi khí uẩn kỳ dị, suy nghĩ một chút ngày đó, quả thực thua thiệt lớn. Răng rắc, răng rắc. Triệu Bân cùng đại bàng tính tâm thuế biến, vĩnh hằng giới bên trong Long Uyên cũng là cẩn trọng. Chủ nhân mỗi làm một phiếu, hắn đều có thể ăn no nê, đơn giản chính là ăn đi. Giai phẩm càng cao càng tốt, chuẩn tiên vương pháp khí là cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi nó răng lợi tốt. Hơn nữa còn không kén ăn. Không lâu, Vân Thương Tử tỉnh lại. Phải vĩnh hằng bản nguyên cùng nguyên thần tẩm bổ, hắn tàn hồn tinh túy không thiếu. Nói tàn hồn đã không xác thực cắt, hắn giờ phút này đã ở hướng nguyên thần thuế biến. Giúp ngươi một tay. Triệu Bân cùng đại bàng đều tế nguyên thần lực, bao khỏa hắn tàn hồn. Vân Thương Tử tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, dần dần tố ra nguyên thần chân thân. Trước trước sau sau 800 năm, hắn cuối cùng là đúng nghĩa sống lại. Ngươi như thế nào chọc Thái Thượng Tông? Triệu Bân hỏi. Đầu óc nước vào mới sẽ đi gây Thái Thượng Tông. Vân Thương Tử hùng hùng hổ hổ. Hôm đó, ta vừa tới tổ điện liền bị tên kia nắm, may lão phu tàn hồn đủ cứng chắc, bằng không thì sớm bị luyện hóa. Nói đến tổ địa, hắn bắt lại Triệu Bân. Mau cứu ta Vân Thương một mạch. Gì tình huống? Ta Vân Thương ra sa sút, quá nhiều tộc nhân bị chộp tới làm lao công. Làm, khổ công. Cũng chính là khai thác khoáng thạch. Vân Thương Tử đầy mắt bi thương, nguyên thần ngăn không được rung động. Ta cũng sớm đã có đoán trước. Không có tiên vương chấn giữ gia tộc, chú định bị tứ phương ức hiếp. Phương nào thế lực, Triệu Bân tùy ý ném đi bầu rượu. Thái Thượng Tông đệ thất phân điện, Vân Thương Tử lạnh lùng nói. Cái nào tòa núi quặng, đối phương đội hình như thế nào? Đại bàng xen vào một câu, cứu người cũng phải phân tình huống, lấy người khác chi lực, giết đi qua như vậy, còn chưa đủ người đệ thất phân điện nhét kẽ răng đây này. Hai tôn tiên vương, tám tôn chuẩn tiên vương, Vân Thương Tử hít sâu một hơi. Hắn nói tương đối hàm xúc, ngoại trừ những thứ này, những cường giả khác tất nhiên cũng không ít. Triệu Bân cùng đại bàng liếc nhau một cái, đội hình tuy lớn, nhưng cũng không phải không thể làm. Thuê sát thủ. Nếu không thì thế nào nói là bạn gay tốt, bây giờ suy nghĩ khác thường nhất trí. Tiên vương cấp sát thủ chắc chắn mời không nổi, lấy bọn hắn bây giờ tài lực, nhiều làm điểm chuẩn tiên vương sát thủ, vẫn có thể làm được, cũng không phải giết không nổi chính diện cứng rắn làm, cứu người dùng một chút đầu óc. Ba người lúc này đứng dậy, lại chia binh hai đường. Đại bàng phụ trách mời sát thủ, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử thì đi điều nghiên địa hình. Quặng mỏ cách này cũng không phải rất xa, lúc trước bị diệt ngân bào lão giả, đã từng đi qua hầm mỏ kia núi, thân ở hắn tử phủ Vân Thương Tử,
tự biết địa điểm, tại một mảnh điều không kéo biển cả. Theo Vân Thương Tử nói tới, cái kia phiến biển cả thuộc hoang vu chi địa. Nguyên nhân chính là như thế, Thái Thượng Tông Phái đi bảo vệ quáng núi cường giả mới không nhiều, ai không có chuyện gì chạy cái kia tản bộ, ai lại sẽ nghĩ tới, hoang vu biển cả chỗ sâu, còn cất giấu một tòa chất liệu không tầm thường quặng mỏ. Cho ta mượn một tôn tiên vương pháp khí, Vân Thương Tử đầy mắt chờ mong. Nhiều ngày không thấy, thế nào khách sáo như vậy? Triệu Bân cười cười. Hắn triệu Hạo Thiên Ấn, pháp khí này trải qua hắn rèn luyện, đã là uy lực càng lớn, làm gì hắn tu vi yếu, không sử dụng ra được ngoài chân chính uy lực, nhưng nếu từ Vân Thương Tử điều khiển, lực sát thương tất nhiên sẽ rất mạnh. Chỉ vì, Vân Thương Tử chính là tiên vương cấp tàn hồn. Đang khi nói chuyện, Vân Thương Tử đã vào Hạo Thiên Ấn. Hạo Thiên Ấn tùy theo ông rung động, toàn thân sát khí trôi tràn, đó là Vân Thương Tử sát ý, cực kỳ băng lãnh, bị nhốt cấm khu 800 năm, tộc nhân bị bắt đi làm khổ công, đổi lại là ai cũng biết chấn nộ. Dù chứ điểm nhi, Triệu Bân nhắc nhở đạo. Biết rõ, Hạo Thiên Ấn bên trong truyền ra lời nói. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn là giết đi qua cứu người, cũng không phải đánh nhau. Muốn cứu ra tộc nhân, còn phải toàn thân trở ra, liền không thể cùng đối phương cứng rắn làm. Đây là một mảnh biển cả, mênh mông vô ngần. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử lúc rơi xuống, đang gặp một mảnh sóng biển lăn lộn. Đúng như Vân Thương Tử lời nói, biển cả hoang vu cô quạnh, linh khí dị thường mỏng manh, phàm là có chút đầu óc tu sĩ, đều biết chạy tới nơi này du lịch, vô luận từ chỗ nào nhìn, nơi đây đều không phải là chỗ tu hành. Xác định là mảnh này hải, Triệu Bân cầm địa đồ. Xác định, Vân Thương Tử trả lời. Triệu Bân thu địa đồ, thứ nhất bước vào biển cả. Nhập chủ Hạo Thiên Ấn Vân Thương Tử, thì giấu vào hắn tử phủ. Dựa theo hắn chỉ dẫn, Triệu Bân một đường xâm nhập, được áo bào đen lại không lộ nửa điểm khí thức hắn, giống như một cái đêm tối u linh, đi xuyên trên mặt biển, hắn mỗi một bước đều đi lén lén lút lút, sợ bị người phát giác, quỷ hiểu được Thái Thượng Tông cường giả, có thể hay không ở ngoại vi canh gác. Cố kỵ của hắn, cũng không phải là bắn tên không đích. Thật là có chạm gác, không lâu liền gặp được một cái. Đó là một cái hắc bào nhân, tựa như một cái quỷ mị, ở trên biển bay tới bay lui, giấu đi tuy là bí mật, lại khó thoát Triệu Bân nhìn lén, hắn cũng cực kỳ chắc chắn, như dạng này chạm gác ngầm không chừng có không ít. Ta đột, Triệu Bân tiềm nhập trong biển, từ đáy biển trộm đạo tới gần. Có lẽ là hắn giấu đi quá bí mật, cũng hoặc đối phương đạo hạnh quá thấp, thậm chí hai người khoảng cách kéo lại 10 trượng lúc, hắc bào nhân đều không có chút phát hiện nào, đến gần nhìn lên, mới biết cái kia hàng đang xử ở nơi đó ngủ gà ngủ gật. Cũng đúng, canh gác là một cái khô khan việc, híp mắt một hồi rất có tất yếu. Cái này có cần thiết, để cho Triệu Bân chui cái chỗ trống, vèo một tiếng nhảy ra ngoài. Ân, hắc bào nhân lúc này mới phát giác, thông suốt mở con mắt. Triệu Bân sớm đã có đoán trước, trong mắt đã là ngọn lửa chập chờn. Thật sao, còn chưa tỉnh ngủ hắc bào nhân, lại ngủ cái hồi lung giác, bị Triệu Bân huyễn thuật mê tâm thần, không đợi phá huyễn thuật, liền chịu một cái đánh hồn tiên, hắn tu vi quá thấp, suýt nữa bị đả diệt. Tới, phía dưới mát mẻ. Triệu Bân đem hắn quăng vào đáy biển, làm siêu hồn chi pháp. Đáng tiếc a, hàng này não hải có cấm chế, khó mà phá phòng ngự. Để cho ta tới. Vân Thương Tử đi ra, để tay ở hắc bào nhân đỉnh đầu. Tiên vương nguyên thần cho dù là không đầy đủ, nhưng cũng không tí thì ảnh hưởng hắn siêu hồn, Triệu công tử tìm không ra bí mật, hắn cái nhìn này nhìn thông thấu, chủ yếu nghĩ nhìn một chút, mảnh biển khơi này còn cất giấu bao nhiêu chạm gác ngầm. Nhìn lên như vậy, số lượng thực không thiếu. Ngoại trừ những cái kia chạm gác ngầm, chính là cấm chế. Thái Thượng Tông làm rất nhiều chu toàn, liền sợ có người đi vào quấy rối. Từng cái thu thập, muốn tới ngày tháng năm nào. Triệu Bân sờ cầm một cái, không có thời gian đặt cái này lãng phí. Hắn lại đi chỗ sâu, một đường đều đang cấp đại bàng lưu ấn ký. Chạm gác ngầm quá nhiều, giải quyết rất phiền phức, né qua bọn hắn liền tốt, còn có âm thầm những cấm chế kia, hắn cũng nhớ cho kỹ, chỉ có đầy đủ tới gần quặng mỏ, mới có thể càng dễ áp dụng kế hoạch. Chẳng biết lúc nào, hắn mới ở một tòa đảo nhỏ hiện ra chân hình. Nhìn hắn bên cạnh thân, còn có một cái bị đánh mộng hắc bào nhân. Cái này cũng là một cái chạm gác ngầm, ngược lại là không có ngủ gà ngủ gật, lại không chịu nổi Triệu Bân huyễn thuật. Chính là đó, Vân Thương Tử chỉ phía xa một phương. Triệu công tử xách ra kính viễn vọng, cực điểm nhìn ra xa phương kia. Mắt có thể bằng chi lực,
có thể gặp một đám lửa, đốt không gian đều vặn vẹo. Nhưng, đó cũng không phải là hỏa diễm, là một hòn đảo, cất giấu không tầm thường khoáng thạch chí cương chí dương, lúc này mới có cảnh tượng này, khó trách chỉnh bí mật như vậy, đó là một tòa bất phàm quặng mỏ. Vân Thương Tử đã không nhẫn nại được, rất có sát tiến đi xúc động. Nhà hắn tộc nhân, chết thì chết tán tán, còn lại đều ở trong đó. Tuế Nguyệt ung dung 800 năm, Vân Thương một mạch càng là rơi vào như thế cái hoàn cảnh. Sắp tới, Triệu Bân vỗ vỗ Vân Thương Tử. Cái gọi là sắp tới, là chỉ đại bàng cùng thuê tới sát thủ. Đại bàng hiệu suất làm việc không thấp, thật sự kéo không thiếu cường giả. Làm gì, thời gian quá mức gấp gáp, bằng không thì còn có thể kéo tới càng nhiều. Đến, một cái nháy mắt, Triệu Bân trong mắt lóe lên tinh quang. Đại bàng bên kia có hắn phân thân, nhưng bằng ấn ký trộm đạo đi vào, nói một đường thông suốt cũng không đủ, những cái này gà mở chạm gác ngầm, cùng bài trí không khác, trước đó không kinh động quặng mỏ bên kia tốt nhất. Đánh như thế nào, đại bàng một bước định thân, thông qua phân thân truyền âm. Ta tới dẫn chiến hỏa, các ngươi giết vào quặng mỏ cứu người. Triệu Bân đạo. Đại bàng không phản đối cái này đấu pháp, ai bảo Vĩnh Hằng một mạch có một cái ngoại quải đâu. Cũng chính là Vĩnh Hằng giới, thực sự chơi không lại. Có thể nhập bên trong tị nạn, thêm nữa truyền tống vực môn, tiên vương cũng khó bắt được hắn. Mở cả. Triệu Bân vùng cánh tay lên một cái, liên miên rực rỡ tiên quang vãi hướng hư vô. Chính là tinh thần chi nguyên, ẩn chứa bàng bạc tinh khí, tại ban đêm phá lệ sáng rõ, mà còn có dị sắc đang phun mỏng, cho dù ai nhìn, cũng bất giác cho là mảnh này có dị bảo, chắc chắn sẽ chạy tới cái này xem xét một phen. Tinh thần chi nguyên. Đại bàng bên cạnh thân chúng sát thủ. Cũng không khỏi ngửa ra con mắt. Nóng mắt về nóng mắt, bọn hắn đều án binh bất động, đây là một người thân là thích khách phẩm đức nghề nghiệp, thật xa hơn nửa đêm chạy tới đây, là làm nhiệm vụ, không phải cướp bảo bối, dám can đảm tự tiện hành động, không cần cố chủ của trách bọn hắn, tổ chức sát thủ đầu mục, cũng chắc chắn chế tài bọn hắn. Tinh thần chi nguyên. Kinh ngạc âm thanh đầy bốn phương tám hướng, đều là giấu tại chỗ tối lính gác. Bởi vì thiên khung gặp dị tượng, quá nhiều chạm gác ngầm bị kinh động, nhảy ra hướng cái này nhìn, trong đó có mấy cái như vậy, đã ngự không mà đến, tinh thần bản nguyên thế nhưng là đồ tốt ha. Ai trước tiên cướp được chính là thôi của người đó. Ở đâu ra dị sắc? Quặng mỏ phương hướng, cũng truyền tới kinh ngạc âm thanh. Còn chưa dứt lời, thì thấy mấy chục đạo bóng người đi ra, cầm đầu hai người tất cả hàng thật giá thật tiên vương, sau lưng bảy tám người, nhưng là thanh nhất sắc chuẩn tiên vương, cùng Vân Thương Tử nói tới không sai biệt lắm. Đến đây đi các tiểu bảo bối. Triệu Bân vung tay lên, cuốn đi tất cả tinh thần bản nguyên, trước tiên thoát ra hòn đảo. Đúng lúc gặp ba năm cái chạm gác ngầm vây quanh, bị hắn một kiếm quét ngang, tinh hồng huyết quang chiếu đầy hư không. Địch tập, thấy máu quang chợt hiện, bốn phương tám hướng đều là tê tiếng quát. Không cần hắn nhóm gào to, quặng mỏ phương hướng đại lão cũng đã nhìn thấy. Đi đâu? Tám tôn chuẩn tiên vương lạnh quát, vượt ngang hư không mà đến. Triệu Bân gặp chi, lông mày không khỏi trao lên, hắn là đưa tới không thiếu cường giả, thế nhưng hai tôn tiên vương cấp, lại là không hề động một chút nào, tựa như cái này tình cảnh nhỏ, không đáng bọn hắn chạy sang bên này một lần. Cái kia liền tới điểm mãnh liệt liệu. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, hiển lộ Vĩnh Hằng dị tượng. Thật sao, thấy hắn cái này dị tượng, không chỉ quặng mỏ phương hướng, liền đại bàng chu bên cạnh một đám bọn sát thủ, đều ngừng lại sững sờ, cũng là kẻ già đời. Đều nhận ra đó là gì dị tượng, thỏa đáng Vĩnh Hằng huyết mạch a. Cũng chính là nói, tiểu tử kia là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, lại mẹ nó còn tại Nam Hoang. Cục cưng quý giá a. Chúng sát thủ đều một hồi tâm động, muốn hay không liên thủ làm một phiếu. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì, bọn họ đều là có đạo đức nghề nghiệp. Hoặc có lẽ là, phía trên có người ước thúc bọn hắn, dám ở làm nhiệm vụ lúc mù tùy tiện, sẽ chết rất thê thảm. Bực này ví dụ nhìn mãi quen mắt, không có huyết lâm xối thiết quy, cũng đánh không ra một cái tín nghĩa. Vĩnh Hằng thể. Tám tôn thái thượng tông chuẩn thiên vương đều kinh hãi dị, trong mắt tách ra đầy lửa nóng tinh quang. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, giống như là một đám sói đói nhào về phía một khối thịt mỡ. Nhanh hơn bọn họ, là cái kia hai tôn chấn thủ quặng mỏ thiên vương, bên trên một cái chớp mắt còn chướng mắt tình cảnh nhỏ, cái này một giây chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này không phải tình cảnh nhỏ, đây là một cái sóng to gió lớn. Siêu. Triệu Bân như một đạo kim mang, hoạch thiên mà qua. Khi đi ngang qua đại bàng lúc,
hắn còn tròng mắt liếc mắt nhìn, ánh mắt rất hoàn mỹ giải thích một câu nói, tốc chiến tốc thắng. Đừng lãng. Đại bàng cỡ nào cơ chí, tất nhiên là cái nhìn này ngụ ý. Hắn cùng với chúng sát thủ ngủ đông đáy biển, liền chờ bảo vệ quáng núi cường giả bị dẫn đi. Còn có Vân Thương Tử, tiềm ẩn đảo nhỏ tự, cũng thời khắc chuẩn bị tấn công về phía quặng mỏ. Triệu Bân, chạy đi đâu? Đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương hừ lạnh, một bước vượt ngang cửu thiên, năm ngón tay đại thủ bao trùm một vùng biển. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, cước đạp phong thần bộ, cưỡng ép chui ra khỏi vùng thế giới kia. Chanh! Không đợi hắn định thân, liền nghe sau lưng kiếm minh. Nãi đệ hai quặng mỏ Tiên Vương, nhặt một tia kiếm khí màu tím, khóa chặt hắn chém tới. Ta đột! Triệu Bân một cái thuấn thân, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi kiếm khí tuyệt sát. Chân hắn chân trơn tru, một đường phong lôi treo sấm sét, thẳng đến biển cả bên ngoài. Người đi không được. Hai đại quặng mỏ Tiên Vương bao phủ sát khí ngút trời, sau này đuổi sát không buông, lão mắt tỏa phóng chính là lửa nóng tinh quang, đây chính là Đại La Thánh Chủ, vẫn là hàng thật giá thật vĩnh hằng thể, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, bắt lấy chính là nghịch thiên tạo hóa, dục vọng nguyên thủy nhất cùng tham lam. Nghiễm nhiên để cho bọn hắn quên đi thủ hộ quặng mỏ sứ mệnh, đầy trong đầu cũng là vĩnh hằng huyết thống, so sánh quặng mỏ, tiểu tử kia có vẻ như càng đáng giá tiền. Bắt sống. Lại sau này tám tôn quặng mỏ chuẩn Tiên Vương, cũng là tiếng quát chấn thiên. Hai Tiên Vương nghĩ đọ sức cơ duyên, bọn hắn cũng nghĩ đụng lên đi uống chút canh. Oanh. Ầm ầm. Vốn là bình tịch biển cả, bởi vì cái này một đuổi một chạy, nhất thời sóng to gió lớn. Truy sát Triệu Bân. Cũng không chỉ cái kia hai tôn Tiên Vương cùng chuẩn Tiên Vương, sau lưng còn có một đám người, tu vi yếu nhất cũng là Thái Hư Cảnh, cũng nghĩ đi theo Tiên Vương vớt chút chỗ tốt, coi là thật bắt sống Triệu Bân, ngày khác luận công hành thưởng lúc, cũng có phần của bọn họ, náo nhiệt này rất có tất yếu góp. Tới càng nhiều càng tốt. Triệu Bân cười lạnh, chơi mệnh mở đồn. Đuổi giết hắn càng nhiều người, đại bàng bọn hắn tỷ lệ thành công liền càng cao. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn là tới cứu người. Không phải chạy tới làm trận chiến. Cấm. Đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương truy đến, hừ lạnh một tiếng như lôi đỉnh oanh minh. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, toàn bộ thiên địa đều bị tăng thêm gò bó chi lực. Mở. Triệu Bân mở vĩnh hằng tiên vực, cưỡng ép phá giam cầm. Thứ hai quặng mỏ Tiên Vương sau đó liền đến, vẫn là một tia kiếm khí, nhanh như thiểm điện. Triệu Bân cố ý bán sơ hở, chịu kiếm khí nhất kích, cánh tay phải bị tại chỗ chém rụng. Màu vàng huyết quang, cũng giống như đang trình bày một phen, lão tử đã bị trọng thương, không thừa dịp ta bệnh muốn giết ta. Không cần hắn bán thảm, chúng cường giả cũng đuổi phá lệ nhiệt hỏa. Thậm chí, hai đại quặng mỏ Tiên Vương công phạt, đều giữ lại mấy phần lực đạo. Hiếm thấy vui sướng vĩnh hằng thể, đừng không để ý cho người ta đánh chết. Đánh chết các ngươi. Triệu Bân quay đầu một tiếng mắng to, trong lòng mặc niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cửu Thiên Lôi Đình vang vọng. Đầy trời lôi quang kiếm mang phách chạm xuống, mặc dù không đả thương được Tiên Vương cùng chuẩn Tiên Vương, nhưng Thái Hư Cảnh chịu, vẫn là rất đau, hơn nửa đêm truy người, nhất định phải gặp một chút huyết. Đích xác, chúng Thái Hư Cảnh rất chật vật, tập thể gặp sét đánh, trong đó không thiếu một chút nội tình không đầy đủ giả, bị đánh toàn thân huyết khe trải rộng, mặc dù có bản mệnh khí tại, cũng không chịu nổi lôi điện tàn phá bừa bãi. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn hai tôn quặng mỏ Tiên Vương cùng tám tôn chuẩn Tiên Vương thì đều không có sợ hãi. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết mặc dù huyền ảo, cũng phải xem ai gặp sét đánh, như bọn hắn những thứ này, cũng là kháng đánh chủ, có thủ hộ chi quang càng có bản mệnh khí kháng tổn thương, lôi điện bổ xuống, cùng cù lét không khác. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, hướng chết bổ là được rồi, ngược lại không tiêu hao tiên lực. Phía trước, đã đến bờ biển lục địa, hắn một bước vượt qua, chui ra khỏi mênh mông biển cả. Hắn cái này vừa đi, hai đại Tiên Vương liền đến, một bước đạp không gian sụp đổ, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi huyết sát, thì che mất thiên địa, không biết cực điểm hóa diệt chi ý, mỗi một sợi đều như sơn nhạc trầm trọng. Có gan đơn đấu. Triệu công tử một đường trốn một đường mắng to, cực điểm hấp dẫn chiến hỏa. Minh Pháp có nói, dương đông kích tây, hắn chính là như thế suy nghĩ. Vẫn là vĩnh hằng thể dễ dùng. Đại bàng từ biển cả lộ đầu, vô tận thị lực mong nhìn. Dẫn chiến hỏa cũng là việc cần kỹ thuật, nếu không phải cục cưng quý giá, ai không có chuyện gì chạy tới truy hắn. Có thể động thủ. Đại bàng bên cạnh thân, có một cái già nua sát thủ thản nhiên nói. Những sát thủ khác cũng đều dục dịch,
thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng sau, khó tránh khỏi còn có thể đi xem chàng vở kịch, Đại La Thánh Chủ bị Thái Thượng Tông truy sát, nhất định tinh diệu tuyệt luân, bọn hắn suy nghĩ không muốn bỏ qua. Chờ một chút, Đại Bàng tùy ý một tiếng, tự hiểu chúng sát thủ đang suy nghĩ gì. Nhưng, thời cơ còn chưa thành thục, như vậy vội vã động thủ, Thái Thượng Tông cường giả rất có thể đánh trở lại, lấy bọn hắn bây giờ đội hình, đánh tập kích bất ngờ có thể, nếu chính diện ngạnh chiến, định thương vong thảm trọng. Một đám bọn chuột nhắt, cách rất xa, đều có thể nghe Triệu công tử mắng to. Dẫn chiến hắn là chuyên nghiệp, mắng đối phương đều một mặt xanh xám. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử kia là thuộc thỏ, mở lên độn tới tặc trơn chu, chớ nói tám tôn chuẩn tiên vương, liền tối cường hai tôn tiên vương, đuổi kịp hắn đều tốn sức, quỷ hiểu được Đại La Thánh Chủ, còn thông gió thần bộ, đây chính là phong thần một mạch tuyệt đỉnh thần thông, tu luyện đến đại thành, hoàn toàn có thể không xem không gian. Tiếng ầm ầm, càng lúc càng xa. Cùng với ảm đạm tinh huy, biển cả vở kịch, chân chính kéo ra màn che. Đại Bàng cùng chúng sát thủ tất cả như u linh, dưới đáy biển tiềm hành, còn có Vân Thương Tử, cũng nhập chủ Hạo Thiên Ấn, như một đạo u quang, đi xuyên ở trong hắc ám, lén lén lút lút tới gần hầm mỏ kia núi hòn đảo. Làm gì, chung quanh đảo hiện đầy cấm chế. Thậm chí là, đám người không cẩn thận chạm dự cảnh. Ai? Đại gia ngươi? Gia gia ngươi? Tổ tông ngươi? Quặng mỏ hòn đảo có tê uống, trong bóng tối cũng là gào to âm thanh đầy trời. Là Đại Bàng mang tới đám sát thủ kia, một cái so một cái gào vang dội, một cái so một cái bối phận cao, chỉnh Đại Bàng đều không có ý tốt mở miệng, náo loạn nửa đêm, mời tới là một đám đậu bức a. Giết! Vân Thương Tử đã kìm nén không được, người thứ nhất giết lên hòn đảo. Thái Thượng Tông cường giả đều ngửa ra con mắt, là mắt thấy một phương bảo ấn tiến đụng vào tới, vẫn là tiên vương cấp pháp khí, là có tiên vương cấp còn sót lại thôi động. Từng sợi sát khí rủ xuống tràn, ép sập từng tòa sơn nhạc. Địch tập, tiếng hét lớn vang dội đầy hòn đảo. Đáp lại bọn hắn, nhưng là Vân Thương Tử âm vang một chữ, diệt. Hắn nhiều bá khí ầm ầm a, Hạo Thiên Ấn nhất kích liền nghiền sát một mảnh. Giết, Đại Bàng dương cánh mà đến, vét sạch gió lốc lôi điện. Đen đè bóng người, trong khoảnh khắc lại thành thịt nát nát vụn cốt. Chanh, chúng sát thủ cũng đến, bí thuật huyền pháp phô thiên cái địa. Quặng mỏ thủ vệ bị đánh là trở tay không kịp, chỉ là một cái đối mặt liền bị giết quân lính tan rã, chủ yếu là không có cường giả tọa chấn, tiên vương cùng chuẩn tiên vương đều không có ở đây, thái hư cảnh cũng đi gần tám thành, như thế nào chống đỡ được đám này thần bí ngoan nhân, cái này hiển nhiên là thực hiện kế hoạch tốt âm mưu. Cầu viện, cùng với tê tiếng quát, không thiếu tiên quang trùng tiêu mà đi. Đại Bàng bọn hắn không để ý tới, quỷ mới biết Triệu Bân đem đám người kia dẫn đi đâu rồi. Không nói đến khoảng cách bao xa, cho dù đối phương thấy được, cũng chưa chắc sẽ đánh trở lại, vĩnh hằng huyết thống có vẻ như càng thêm đáng tiền. Triệu Bân, chạy đi đâu? Băng lãnh hét to, vang dội đầy hoang sơn dã lĩnh. Đó là Thái Thượng Tông cường giả, một đường truy sát Triệu Bân đến nước này. Muốn nói Triệu công tử mở độn tốc độ, đích xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, từ ra biển cả, hắn là một đường bão táp, hai tôn tiên vương cộng thêm bát đại chuẩn tiên vương. Cứ thế không đuổi kịp, mỗi tức sôi ruột. Hẳn là đã đánh. Triệu Bân từng có một cái chớp mắt ngoái nhìn, mong nhìn biển cả phương hướng. Nơi đây cách biển cả, đã là vô cùng xa xôi, vô tận thị lực cũng mong không thấy, lấy hắn cùng với Đại Bàng chi ăn ý, tiểu tử kia định kiến khe hở cắm châm, định đã dẫn chúng bọn sát thủ, tấn công quặng mỏ hòn đảo. Nếu Vân Thương Tử nói tới không kém, cầm xuống quặng mỏ dễ như trở bàn tay. Về phần hắn, thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, tùy thời đều có thể mở đột. Phong, lại là một đạo rung động bầu trời lời nói, đầy trời cũng là bí văn bố liệt. Vẫn là đệ nhất quặng mỏ tiên vương, chính xác đại thần thông, cầm giữ mảnh này núi hoang. Đánh gãy, Triệu Bân thủ đoạn không tầm thường, lấy Long Uyên vượt qua không gian, đảo loạn bí văn pháp trận. Thứ hai quặng mỏ tiên vương một bước rơi xuống, mi tâm quang huy lóe sáng, nguyên thần kiếm chém ra. Tiên vương cấp nguyên thần kiếm không phải đùa giỡn, Triệu Bân cũng không dám ngạnh kháng, lúc này làm di thiên hoán địa, cùng một tôn chuẩn tiên vương đổi cho nhau cái vị trí, bẫy người bí pháp, thời khắc mấu chốt rất thực dụng. A, à, kêu thảm nhất thời, bị mệnh trung chuẩn tiên vương ứng thanh rơi xuống đất. Hắn là một mặt mộng bức, mơ mơ hồ hồ liền bị đổi cho nhau vị trí, cũng là mơ mơ hồ hồ bị mệnh trung, bản mệnh pháp khí tại chỗ vỡ vụn, nhục thân thì nổ diệt thành xương máu, suýt nữa bị tại chỗ tuyệt sát.
cho người bổ một đao. Triệu Bân Tặc tự giác, lại là Long Uyên kiếm vượt qua không gian. Có thể so với thuấn thân nhất kích, cũng là tấm tấm dòng dã mệnh bên trong. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuẩn Tiên Vương bị một kiếm diệt nguyên thần. Bát Cực Thần Kiếm. Chúng Chuẩn Tiên Vương trong lòng run lên, cái này quỷ dị kiếm, có thể vượt qua không gian. Nhìn hai tôn quặng mỏ Tiên Vương, thì nghiến răng nghiến lợi, cũng không phải đau lòng tôn kia đã chết Chuẩn Tiên Vương, mà là một cái nho nhỏ động hư cảnh, lại ở ngay trước mặt bọn họ, đem một tôn Chuẩn Tiên Vương cho miểu sát, đây là tại đánh mặt của bọn hắn cái nào. Chuyện này như truyền đem ra ngoài, Thái Thượng Tông mất hết mặt mũi. Cho ta bắt sống, Tiên Vương Lôi Đình tức giận. Hắn một tiếng này sóng âm cực mạnh, chấn Triệu Bân nguyên thần cự chiến. Triệu công tử là cái từ tâm chủ, không nói hai lời quay người liền đột. Chấn áp. Thứ hai quặng mỏ Tiên Vương hét to, tế bản mệnh pháp khí. Đó là một tôn kim quang sáng chói bảo tháp, từ thiên nắp rơi. Triệu Bân lông mi hơi nhíu, cái này như bị thu vào trong tòa kia bảo tháp, chắc chắn phải chết, Tiên Vương cấp pháp khí, từ Tiên Vương thôi động. Uy lực tất nhiên là không tầm thường, hắn một cái tiểu động hư, có thể chạy đến mới là lạ. Hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng hoảng tế luân hồi cùng tạo hóa chi lực. Hai loại sức mạnh xen lẫn bay múa, cưỡng ép nghịch loạn cả bảo tháp càn khôn, tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Đừng nhìn chỉ một cái chớp mắt, đầy đủ hắn thoát ra đi. Tạo hóa, luân hồi, hai đại tiên vương hai mắt híp lại, nhận ra đó là gì cái sức mạnh. Bọn hắn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Đại La Thánh Chủ lại có tạo hóa luân hồi. Siêu. Triệu Bân tốc như kinh hồng, một bước lược sơn mà qua. Hai đại quặng mỏ Tiên Vương như bóng với hình, trong mắt lửa nóng tinh quang càng lớn, Triệu Bân chính xác cục cưng quý giá, tuyệt không thể buông tha, nắm một mình hắn, có thể so với mấy trăm năm tu hành, thậm chí sẽ càng nhiều. Trưởng lão, quặng mỏ tín hiệu cầu viện. Sau lưng, có một tôn Chuẩn Tiên Vương kêu. Liền hắn đều có thể trông thấy. Hai đại tiên vương sẽ không nhìn thấy. Nhưng, bọn hắn nhìn như không thấy, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Triệu Bân không thả, một tòa quặng mỏ mới đáng giá mấy đồng tiền, bắt được vĩnh hằng thể, mới là một tòa vô tận bảo tàng, ném đi quặng mỏ, cùng lắm thì chịu một trận chửi mắng, nhưng nếu ném đi Đại La Thánh Chủ, lại nghĩ tìm cái này cơ hội tốt, nhưng là không còn cái này chuyện tốt. Xem ra, ta càng đáng giá tiền. Triệu công tử quay đầu liếc mắt nhìn, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn dám nhảy ra dẫn chiến, liền có tự tin cái này một số người không quay về. Chỉ cần Tiên Vương cấp cùng Chuẩn Tiên Vương cấp không đi cứu viện binh, Đại Bàng cùng Vân Thương Tử bọn hắn liền ổn. Bên kia an tâm, hắn bên này bề ngoài như có chút khó giải quyết. Nhìn hai tôn quặng mỏ Tiên Vương, nghiễm nhiên một bộ không sống bắt hắn không coi là xong tư thế. Còn có một đám quặng mỏ Chuẩn Tiên Vương, cũng không dự định trở về, khoảng cách quá xa, đã tới không bằng cứu viện. Đối phương hiển nhiên là kế hoạch tốt, đã dám cả như vậy, bên kia hẳn là đội hình tuyệt đối áp chế. Thà rằng như vậy, bắt sống vĩnh hằng thể càng đáng tin. Vò đã mẻ không sợ rơi, bên trên còn có Tiên Vương đỉnh lôi. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Bân lại một lần đẫm máu hư không. Cái này thương có chút thảm, nửa bên thân thể đều bị đánh diệt. Ta đột, Triệu Bân cắn chặt hàm răng, một đầu chui vào một cái sơn cốc. Hai đại tiên vương liền như bức, một cước đem sơn cốc đạp cái vỡ nát. Tuy là bắn bay bên trong, Triệu Bân huyết thân thể hoành lật, nhục thân nổ thành thịt nát nát vụn cốt. Còn muốn làm khốn thú chi tranh. Thứ hai quặng mỏ tiên vương cười gần một tiếng, năm ngón tay đại thủ giả thiên xuống. Triệu Bân kêu đau một tiếng, nguyên thần cực điểm vặn vẹo, nhịn không được tiên vương một trường. Hắn tâm niệm khẽ động, trốn vào vĩnh hằng giới. Cũng như lần trước. Hắn trước tiên tế vực môn, còn muốn mượn vực môn bỏ chạy. Đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương lộ rảo hoạt cười, bày trận phong không gian. Hắn mặc dù trấn thủ quặng mỏ, mặc dù rời xa nơi phồn hoa, nhưng Triệu Bân cùng Liêu Dương trận chiến kia hắn là nghe qua, Đại La Thánh Chủ mượn vĩnh hằng giới độn thân, lại lấy vực môn mở độn, xáo lộ này hắn sớm đã biết rõ. Như thế, phong cấm không gian rất có tất yếu. Đoạn mất vực môn thông đạo, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Ta, không đi. Vĩnh hằng giới bên trong, Triệu Bân ổn ép một cái. Sáo lộ đã bị truyền ra, lần thứ hai chắc chắn không dùng được. Hắn sớm đã có giác ngộ, cho nên mở vực môn bất quá là một cái ngụy trang. Vĩnh hằng giới nhỏ bé như đất cát, cũng không như thế nào dễ tìm. Không có đi ra.
Đệ nhất quặng mỏ tiên vương nhíu mày, giống như tính sai. Không sao, hắn lại một lần bày trận, đem thiên địa không gian phong càng vững chắc. Vĩnh hằng giới khó tìm, nhưng nó lại có thời hạn, cái kia liền chờ tên kia đi ra. Phong, ngươi hướng chết phong. Triệu Bân cười lạnh, lại động thái sơ thiên lôi quyết. Thiên khung ông run lên, đầy trời sấm sét tàn phá bừa bãi. Hắn ngụ ý rõ ràng, muốn lấy lôi điện xé mở không gian phong cấm một góc, cũng chỉ cần một góc liền đủ, liền có thể bắc vực môn thông đạo, chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, trong nháy mắt liền có thể thoát ra phiến thiên địa này. Ông, tàn phá bừa bãi sấm sét, tụ trở thành lôi đình kiếm. Chúng chuẩn tiên vương gặp chi, đều hơi nhíu lông mi. Hai tôn tiên vương vẫn như cũ rất ổn, lôi đình kiếm không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Chảm! Triệu công tử một tiếng lạnh quát, lôi đình kiếm bổ về phía hư vô một phương. Nơi đó, có rườm rà trận văn bố liệt, chính là không gian giam cầm trận cước. Thì ra là thế. Hai tôn tiên vương tất cả hừ lạnh, tiểu tử kia là muốn phá phong cấm. Hai người tất cả thi pháp, lấy đạo tắc buộc vòng quanh từng đạo bí văn. Bổ, ngươi hướng chết bổ, nhìn ngươi đánh cho nhanh, vẫn là bọn ta tu nhanh. Vậy thì thử xem. Triệu Bân cực điểm vận chuyển tâm pháp, càng bá đạo hơn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Song phương cũng là có ý tứ, một cái làm phá hư một cái thì thi pháp tu bổ. Có lẽ là thiên địa quá mờ tối, có lẽ là thái thượng tông cường giả đều quá chú ý bên này, đều nghiễm nhiên bất giác, trong bóng tối còn cất giấu một người, nói cho đúng là một bóng người xinh đẹp, đang lẳng lặng nhìn xem bên này. Cẩn thận một nhìn, càng là đạo tiên đổ như mưa bụi. Nàng ẩn núp chi pháp huyền ảo, tiên vương cũng không có cảm thấy. Thái sơ thiên lôi quyết. Nàng một tiếng lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình nàng nghe thấy. Nàng không cần đi xem, liền biết là Triệu Bân cái kia nhân tài. Biển sâu quặng mỏ, huyết sắc ánh lửa trùng tiêu. Trấn thủ nơi này thái thượng tông cường giả, bị giết đại bại. Biển cả hoang vu, cho dù náo nhiệt, vẫn không có người vây xem. Tốc chiến tốc thắng. Đại bàng dương cánh, gió lốc lôi điện tịch thiên quyển địa. Không cần nói nhảm, chúng sát thủ cũng sẽ không lưu tình, mỗi cũng như đêm u linh, từ trong bóng tối giết ra, cũng tại trong bóng tối thu hoạch sinh mệnh, đủ hơn chín thành cũng là nhất kích tuyệt sát, gọn gàng mà linh hoạt. Mạnh nhất thuộc về Vân Thương Tử, đừng nhìn nguyên thần không đầy đủ, nhưng tiên vương pháp khí vô song, hắn là sát ý quá mạnh, bị đè nén 800 năm buồn cùng hận, đều ở đây một đêm, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, hạo thiên ấn đập xuyên hòn đảo. Quặng mỏ liền tại hòn đảo phía dưới, Vân Thương Tử thứ nhất giết vào. Thời gian qua đi 800 năm, hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy tộc nhân, vô luận già trẻ đều gầy trơ cả xương, cũng như phạm nhân đồng dạng, mang theo xiềng xích, trong u ám, sống như một bầy chó. Lão Tổ! Quá nhiều mây thương tộc người ngửa con mắt, ngơ ngẩn nhìn xem hạo thiên ấn. Tuyệt sẽ không cảm giác sai, đó là lão tổ bản mệnh nguyên thần khí. Ta tới chậm. Vân Thương Tử một tiếng nghẹn ngào, hạo thiên ấn nở rộ tia sáng. Cái kia mỗi một đạo quang, đều một thanh vô kiên bất tồi sát kiếm, phá khóa lại tộc nhân tay cùng chân xiềng xích, cũng đánh nát nhốt bọn hắn nguyên thần phong ấn, triệt để tháo xuống tộc nhân trên người gông xiềng. Ông! Vân Thương Tử lại thôi động tiên vương pháp khí, mênh mông chi quang vung vãi. Vân Thương tộc người tất cả chịu tác động, liên miên tiêu thất, hoặc được thu vào Vân Thương Tử tử phủ, hoặc bị cuốn vào không gian trong pháp khí, đó là từng cái lệ rơi đầy mặt bộ dáng, đều kích động khóc không thành tiếng. 800 năm, lão tổ lại vẫn sống sót. 800 năm, trời không quên Vân Thương một mạch. Đi một chút, trơn tru đi. Đại bàng cũng giết đi vào, lôi điện hoành phô quặng mỏ. Bị bắt tới làm lao dịch, cũng không chỉ là Vân Thương tộc người, trừ bọn họ, còn có không ít người cơ khổ, đều bị hắn giải gông xiềng, liên miên trốn ra bên ngoài giới, nhìn đại bàng ánh mắt đều đầy mắt cảm kích. Đại bàng không đi, vỗ vội cánh vừa đi vừa về bay tán loạn. Đây chính là một tòa quặng mỏ, những gì thấy trong mắt tất cả khoáng thạch, nào có không càn quét đạo lý. Vì cứu Vân Thương ra, hắn nhưng là hoa giá tiền rất lớn mời sát thủ, tự đắc tại cái này bù trở về. Ngoại giới ở trên đảo, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đã chôn vùi. Trấn thủ ở đây thái thượng tông người, tất cả đã bị tru sát. Chúng sát thủ cũng rất thông minh, hoàn thành nhiệm vụ cũng không quên làm chất béo, như tán lạc tại mà túi chữ vật, có thể mang đi một tên cũng không để lại. Thái thượng tông có tiền, cái này đánh nữa lợi phẩm, ngu sao không cầm. Đi,
chờ càn quét không còn một mống, Đại Bàng cùng Vân Thương Tử mới cùng nhau giết ra. Có lẽ là lửa giận chưa tiêu, Vân Thương Tử còn nhất kích hủy diệt quãng mỏ hòn đảo, đây chỉ là ít ỏi lợi tức, đợi hắn sau này tu vi đại thành, chắc chắn để cho Thái Thượng Tông một mạch, trả giá huyết tầm thường đại giới. Lời nói phân hai đầu. Phế tích Hoang Sơn Dã Lĩnh, Triệu Bân còn nấp tại Vĩnh Hằng Giới. Nhìn mờ mịt hư vô, lôi điện đã tứ ngược hơn nửa đêm, từng đạo lôi đình kiếm từ thiên bổ xuống, đem cái kia giam cầm thiên địa không gian bí văn, chém nát một mảnh lại một mảnh, trời mệnh làm phá hư, hắn đang chờ một thời cơ, cho dù là một cái sơ hở nhỏ, liền đầy đủ hắn chạy trốn bể khổ. Đáng chết! Hai đại quặng mỏ tiên vương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi lợi hại. Bọn hắn đánh giá thấp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, càng đánh giá thấp hơn Triệu Bân Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, lại tiềm ẩn thiên uy, mặc dù không đả thương được bọn hắn, lại có thể phá không gian bí văn, làm hại bọn hắn không thể không ra tay tu bổ. Như thế nào chọc Thái Thượng Tông? Giấu tại chỗ tối mưa bụi, thì thào một tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Tiên Tông cùng Thái Thượng Tông đã sớm là kẻ thù cũ, thân là Đại La Thánh Chủ, đối đầu Thái Thượng Tông cũng không kỳ quái, nàng bất ngờ là, Triệu Bân sao còn dừng lại tại Nam Hoang, phải biết, Đại La Tiên Tông thế nhưng là cửu gia khắp thiên hạ, muốn lộng chết hắn người cùng thế lực vô số kể. Siêu. Mưa bụi tâm niệm khẽ động, trong tay hóa ra một chi ngọn bút. Ngọn bút rất kỳ dị, quỷ quyệt chi khí rong chơi, cổ lão tang thương. Đây là phán quan bút, chiếm được thần minh phủ đệ, đã bị đạo tiên hỗ trợ luyện hóa, cây bút này rất có linh tính, không thích đại lão gia, liền hiếm có mỹ nữ, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại mưa bụi bên cạnh. Hôm đó ngươi cứu ta, tối nay đổi ta cứu ngươi. Mưa bụi lẩm bẩm nói, nàng nhìn rõ ràng, Triệu Bân muốn dùng vực môn bỏ chạy, trở ngại thiên địa không gian giam cầm, lúc này mới bị khốn tại này, muốn cứu Triệu Bân cũng đơn giản, giúp cái kia hàng phá không gian giam cầm liền tốt. Chanh! Lại một đường lôi đình kiếm từ thiên trảm phía dưới. Lưu chuyển không gian bí văn lại băng diệt một mảnh. Ngay tại lúc này, Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, vực môn tùy theo mở ra. Vực môn thông đạo bắc, hướng một phương cưỡng ép va chạm. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thậm chí hai tiên vương đều trở tay không kịp. Nhưng, không đợi hai tiên vương ra tay, thì thấy một đạo tinh hà treo cửu thiên. Tất nhiên là mưa bụi một bút phác họa tinh hà, muốn giúp Triệu Bân phá không gian. Nàng cái này một khoản xác thực đủ bá đạo. Nàng cái này một bút cũng đích xác phá giam cầm. Làm gì, phán quan bút uy lực quá mạnh, tại phá bí văn đồng thời, cũng đoạn mất vực môn thông đạo. Ta, Triệu công tử một hơi không có thở thuận, tại chỗ té ra ngoài. Hắn là kế hoạch chính xác, lại không chịu nổi còn có người cho hắn thêm phiền. Người này chính là mưa bụi, cứu người dự tính ban đầu là tốt, lại biến khéo thành vụng, cũng trách đuổi quá khéo. Triệu công tử phía trước một giây vừa mới đi ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị nàng một bút vẽ đoạn mất vực môn thông đạo. Ta, không phải cố ý. Mưa bụi ngọc miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới là cục diện này. Hai đại tiên vương sửng sốt một chút, bát đại chuẩn tiên vương cũng là khẽ giật mình, tất cả vô ý thức trách mắt, hướng mưa bụi nhìn bên này tới, náo loạn hơn nửa đêm, âm thầm lại vẫn cất giấu một người, bọn hắn lại không có chút phát hiện nào. Cũng thật cảm tạ người kia, nếu không phải một đạo tinh hà đánh gãy thông đạo, Triệu Bân hơn phân nửa đã chạy. Nói đến rơi xuống Triệu công tử, thật sự chật vật. Kế hoạch thật tốt, quỷ hiểu được còn có nhân bổ đao. Hai đại tiên vương chặn lại đi lên, còn có bát đại chuẩn tiên vương, cũng đều tại cùng một thời gian tế bản mệnh khí, chính xác sợ bóng sợ gió một hồi, hơi kém để cho hàng này chạy, ra Vĩnh Hằng Giới nhìn ngươi hướng về cái nào giấu. Mưa bụi cũng động. Vùng bút lại là một đạo tinh hà. Hai đại tiên vương tất cả nhíu mày, hoặc giả thuyết là không nghĩ ra. Âm thầm người kia rốt cuộc là địch hay bạn, vừa mới giúp bọn hắn ngăn lại Triệu Bân, bây giờ lại xuất thủ cứu Triệu Bân, là cái nào cũng không đáng kể, hôm nay vô luận là cái nào, bọn hắn đều phải bắt sống Đại La Thánh Chủ. Phốc, Triệu Bân đẫm máu hư không, suýt nữa bị nhất kích đánh thành tàn phế. Cũng phải thua thiệt mưa bụi ra tay cứu, giúp hắn ngăn cản một tôn tiên vương. Bằng không thì hắn nhất định bị chân áp. Như hai đại tiên vương cùng tám tôn chuẩn tiên vương, hắn cũng nghĩ không thông. Lúc trước cản hắn, bây giờ lại cứu hắn, cái này mẹ nó gì cái thao tác. Hắn cũng muốn xem là cái nào nhân tài, lại không nhìn thấy được che lấp, không chỉ hắn, liền trong mộng mây khói, cùng với tại chỗ chúng Thái Thượng Tông cường giả, đều nhìn không thấu hư thực, chỉ biết là một nữ tử. Người đại gia,
Triệu Bân một tiếng thầm mắng, kéo lấy huyết thân thể liều mạng bỏ chạy. Nhìn Thái Thượng Tông cường giả, thì chia binh hai đường, gãy ra truy sát Triệu công tử, gãy ra thì công về phía mưa bụi, có người này âm thầm quấy rối, đừng nghĩ sống yên ổn, chủ yếu là đều nghĩ nhìn một chút đối phương chân diện mục. Oanh, phanh, lại là truy cùng trốn, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Đem so với phía trước, lần này động tĩnh càng hùng vĩ, bởi vì bị đuổi giết, không chỉ Triệu công tử một người, còn có đạo tiên bảo bối Đổ Nhi, lúc trước đánh chính là tập kích bất ngờ, nàng có thể ngăn lại một tôn tiên vương, bây giờ, là chúng mạnh liên hợp vây công, cho dù là nàng nội tình hùng hậu, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn nói thê thảm, nàng là không so được Triệu công tử. Bị chúng mạnh truy sát một đêm, hắn có thể tốt hơn mới là lạ. Siêu. Triệu Bân chân đạp phong thần bộ, không muốn mạng mở đột. Sau lưng, bốn tôn chuẩn tiên vương cộng thêm một tôn tiên vương, thì chơi bạc mạng truy sát. Không có vĩnh hằng giới độn thân, không có cường giả đến giúp, Đại La Thánh chủ hôm nay chạy không được. Đích xác, Triệu công tử đã có cái này giác ngộ. Hắn thương quá thảm trọng, không tránh khỏi tiên vương truy sát. Đến nỗi vực môn, đối phương không có khả năng cho hắn thời gian truyền tống. Đi hướng Tây Bắc. Trong mộng mây khói, truyền đến một lời. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, lúc này đổi phương hướng. Theo bản tôn ký ức, hướng Tây Bắc 8 vạn dặm bên ngoài, có một tòa quỷ dị thôn xóm, có thể nhập bên trong tị nạn. Mây khói lại nói, quỷ dị hai chữ nói rất nặng, bởi vì cái thôn kia đích xác rất tà dị. Không có cách nào, như vậy rông dài sớm muộn sẽ bị bắt sống. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, quỷ môn quan hắn cũng phải xông vào một lần. Ngươi! Có thể chạy trốn tới nơi nào? Đệ nhất quặng mỏ tiên vương u cười, lòng bàn tay có pháp tắc xích sắt bắn ra. Xích sắt như điện xà, nhanh đến cực hạn, sau này hướng Triệu Bân quấn quanh mà đến. Ông! Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, bổ lui xích sắt. Không đợi thở dốc, tứ đại chuẩn tiên vương công phạt đã đến. Đều là bản mệnh pháp khí, tựa như bốn vòng thái dương, tia sáng phổ chiếu hắc ám, liên hợp tại một khối uy áp, nghiền càn khôn động rung động. Chủ yếu là họa loạn không gian, để tránh Triệu Bân lấy không gian chi pháp mở đột. Đi bà nội ngươi. Triệu Bân một bước rơi xuống, cưỡng ép nghịch chuyển càn khôn. Dừng lại không đủ một cái chớp mắt, hắn lại một lần trùng tiêu mà đi. Bốn tôn chuẩn tiên vương không đáng sợ, đáng sợ là tôn kia tiên vương, hơi không chú ý liền sẽ bị hái được đầu người. Hắn nên cảm tạ lúc trước cái kia nữ tử thần bí, nếu hai tôn tiên vương theo đuổi, hắn chắc chắn phải chết. 8 vạn dặm đường xá, tại tu sĩ mà nói, bất quá 3 lượng khắc công phu. Nhưng 8 vạn dặm tại Triệu Bân mà nói, quả thực là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Đệ nhất quặng mỏ tiên vương đã đem hắn phong tỏa, mỗi một đạo công phạt, cơ bản đều có thể đem hắn mệnh chung, đập 1-2 đao không có gì, ít nhất không mất được mệnh, nếu một đường đều bị chặt, vĩnh hằng huyết thống cũng không chịu đựng nổi, hắn đây là căn cơ nền vững chắc, đổi lại khác động hư cảnh, sớm mẹ nó bị đánh thành cho bụi. Phía trước, chính là hoàn toàn hoang lương quần sơn. Mây khói trong miệng thôn xóm, ngay tại quần sơn chỗ sâu. Triệu Bân trốn đến phiến thiên địa này lúc, chỉ còn dư một đạo tàn phá nguyên thần, hơn nữa nguyên thần thể khe rãnh trải rộng, thông thường tu sĩ bị này trọng thương, chắc chắn sẽ thành đạo thương, không có mấy trăm năm không khôi phục lại được. Cho dù Triệu Bân thông hiểu trường sinh quyết, bây giờ cũng khó khép lại vết thương. Tiên vương cấp sát ý, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để khử diệt. Triệu Bân, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Đệ nhất quặng mỏ tiên vương sau đó liền đến, giẫm sập nửa bầu trời. Hắn cười dữ tợn, cũng là ánh mắt lửa nóng, Đại La Thánh chủ đã ném đi nửa cái mạng, giết chết cũng không khó, nếu không phải hắn công phạt đều giữ lại 2-3 phần lực đạo, Triệu Bân sớm bị đánh lên đường hoàng tuyền. Tóm lại một câu nói. Hắn muốn một cái sống vĩnh hằng huyết mạch. Quặng mỏ đã ném, hàng này hắn nhất định phải được. Ta đột. Triệu Bân như một đạo kim mang, chui vào núi hoang. Chúng mạnh chết truy không thả, cũng đều đi theo giết đi vào. Đi vào mới gặp, trong núi chỗ sâu còn cất giấu một cái thôn xóm nhỏ, tựa như rất nhiều năm cũng không có người ở qua, toàn thôn đều được tuế nguyệt cho bụi, hơn nữa giữa không trung còn rong chơi lấy nhân uân chi khí. Đệ nhất quặng mỏ tiên vương cau mày, cuối cùng cảm giác cái thôn này có chút tà. Nhìn tứ đại chuẩn tiên vương, thì rất cảm thấy toàn thân lạnh siêu. Thôn quá lạnh như băng. Triệu Bân đã trốn vào trong đó, trước tiên vòng nhìn, cũng là trước tiên cảm giác, thôn xóm cũng không người, phần lớn là phòng gạch ngói,
có thể gặp thuồng sắt cùng quốc những thứ này, nhưng phần lớn đều đã bị tuế nguyệt phong hóa. Trừ này, chính là cái kia từng sợi nhân uân chi khí, nhìn không ra là gì. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, mỗi tọa phòng xá trước cửa đều treo một đầu lâu. Đích xác quỷ dị. Triệu Bân vô ý thức ngước mắt, muốn nhìn nơi đây tinh tượng. Thôn tà dị như vậy, từ tinh tượng hơn phân nửa có thể nhìn ra manh mối. Chớ ngẩng đầu. Trong mộng mây khói, đột ngột một tiếng. Triệu Bân giật mình, vội vàng hoảng thu con mắt. A! À, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, truyền lại từ sau lưng. Là đệ nhất quặng mỏ chuẩn tiên vương, không biết gặp gì ta, lại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết, lại tử tướng cực thảm, tựa như một cái bị lột da huyết nhân, rơi xuống đất cùng là, liền biến thành một vũng máu bùn. Khác ba tôn chuẩn tiên vương gặp chi, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ, liền đệ nhất quặng mỏ tiên vương cũng không khỏi khẽ híp hai mắt. Gì tình huống? Bốn người không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết, chết cái này vị trí tại phía trước một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời một cái. Có lẽ là quá mức hiếu kỳ, thứ hai quặng mỏ tiên vương cũng xuống ý thức giơ lên đầu. Xem xét như vậy, ách nạn tùy theo buông xuống, hắn lại cũng tại chỗ bạo tế, hơn nữa tử tướng cũng rất thê thảm, máu thịt be bét đồng tử, là cực điểm nổi bật, giống như thấy một tôn đáng sợ quái vật. Trên trời có cái gì? Triệu Bân hỏi. Liên tiếp hai tôn chuẩn tiên vương chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng rất tò mò. Mây khói trong mộng, ngẩng đầu nhìn một mắt hẳn là không vấn đề gì. Mắt, mây khói chỉ trở về một chữ. Nàng từ trong mộng đi xem, đích xác không có vấn đề. Ở trong chỗ này, cũng chỉ nàng nhìn rõ ràng nhất. Đó đích xác là một con mắt, một cái khổng lồ vô cùng mắt, hốc mắt máu tươi chảy tràn, chảy xuống máu tươi, thì hóa thành từng sợi nhân uân chi khí, chuẩn tiên vương chết bất đắc kỳ tử, chính là lấy mắt đạo nhi. Mắt, Triệu Bân lông mi hơi nhíu, thật muốn ngẩng đầu nhìn một mắt. Bất quá, mây khói khuyên bảo tại phía trước. Hai tôn chuẩn tiên vương chết bất đắc kỳ tử rõ mồn một trước mắt, hắn không đi nếm thử mong nhìn, nếu cho hắn cũng tới một cái chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là rất lúng túng, hắn là chạy tới nơi này tị nạn. Hắn là không ngẩng đầu, nhưng đệ nhất quặng mỏ tiên vương lại ngửa ra con mắt. Đến tột cùng là gì cái tà vật, lại để cho hai chuẩn tiên vương liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn nhìn thấy cái kia to lớn đồng tử, huyết lâm xối, liền treo ở thôn bầu trời, quan sát phiến thiên địa này. Thân ở cái kia mắt to phía dưới, hắn giống như một cái tiểu châu chấu. Cái này, tiên vương tâm cảnh như hắn, đều rất cảm thấy xuyên tim. Cái này con mắt cũng quá lớn, lớn đến để cho hắn sợ hãi. Đồng dạng ách nạn, cũng tại hắn cái này diễn ra, hắn tiên vương cấp thân thể, cũng giống bị người lột ra, biến huyết hô lạp một mảnh, tiếp đó chính là nguyên thần, bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm. Mở, đệ nhất quặng mỏ tiên vương kêu gào. Cưỡng ép thoát ly giam cầm. Nhục thể của hắn phế đi, hóa thành một vũng máu bùn, nguyên thần cũng tàn tật, nguyên thần chi lực cực điểm diệt vong, nếu không thì thế nào nói là tiên vương cấp, chuẩn tiên vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, hắn lại cứng rắn đối phó. Có cái này vết xe đổ, ai cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn. Đặc biệt là hai tôn chuẩn tiên vương, đã là quay đầu mở chui. Chỗ này quá mẹ nó tà dị, bầu trời đến tột cùng có gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bầu trời đến tột cùng có gì? Quỷ dị núi hoang lão thôn, tràn đầy nghi hoặc âm thanh. Mà máu tanh một màn, thì lại cho nó thêm một vòng tà tính. Chạy là thượng sách. Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, tại chỗ tế vực môn. Nhưng, vực môn lại khắc không ra tọa độ, cũng đỡ không ra không gian thông đạo. Vô dụng, nơi đây càn khôn nghịch loạn, mây khói chậm rãi nói. Không nói sớm. Triệu Bân thu vực môn, thẳng đến một phương bỏ chạy. Hắn cho là, có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài, nhưng thực tế lại cho hắn thật tốt học một khóa, vô luận chạy chỗ nào, cũng không có khác hẳn với trong thôn đi vòng vèo, chuyển như vậy một vòng lớn, lại mẹ nó trở về tại chỗ. Nhìn cái kia hai chuẩn tiên vương, cũng là đồng dạng tao ngộ, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, có vẻ như so với lên trời còn khó hơn, giống như rơi vào một cái mê cung, có thể ở trong thôn quay tròn. Nhưng chính là không xuất được. Tình huống gì? Triệu Bân hỏi. Càn khôn nghịch loạn, mây khói vẫn là câu nói này. Cho nên, nàng mới nói cái thôn này rất tà dị, tự đứng ngoài nhìn không có gì, nhưng sau khi đi vào, muốn đi ra ngoài liền phí sức, tưởng tượng năm đó, liền nàng đạo hạnh cao thâm như bản tôn, đều bị chỉnh cực độ phiền muộn, nàng vốn không muốn làm cho Triệu Bân cuốn vào,
nhưng nếu không tới đây mà tị nạn, Triệu Bân chắc chắn phải chết. Sự thật chứng minh, quyết đoán của nàng coi như sáng suốt. Ít nhất, Triệu Bân bây giờ còn sống, sống sót chính là hy vọng. Đáng chết! Trong mờ tối, tràn đầy đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương phẫn nộ gào thét. Trong thôn còn sống bốn cái nhân chung, thuộc hắn thương thảm nhất. Hướng bầu trời liếc mắt nhìn không quan trọng, ném đi nửa cái mạng già, liền bản mệnh khí đều cực điểm tan vỡ, cũng đang bởi vì bản mệnh khí giúp hắn chống được hơn phân nửa tổn thương, hắn mới có thể sống lấy đứng ở chỗ này. Sống sót là vẫn còn sống. Nhưng hắn lửa giận lại ép không được. Hắn đường đường Tiên Vương, càng là lấy một tên tiểu bối đạo nhi, nếu không phải sớm biết thôn này quỷ dị, tiểu tử kia cũng không khả năng đem bọn hắn dẫn tới nơi này, vào nơi đây, chính là một loạt biến cố. Hai đại chuẩn Tiên Vương liên tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, liền hắn, cũng suýt nữa chôn ở hung dưới mắt. Cho ta giết. Đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương gầm thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Từ hắn phá vỡ mà vào đạo hư cảnh, vẫn là lần đầu bị thua thiệt lớn như vậy. Giết. Hai chuẩn Tiên Vương ngoặt trở về, cùng nhau tấn công về phía Triệu Bân. Triệu công tử liền cơ trí, quay đầu liền chạy, cũng không phải là sợ hai người này, mà là thương tích quá nặng. Phải tìm chỗ trước tiên chữa thương, đến nỗi đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương, bây giờ cũng không trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chịu hung mắt nhất kích, tên kia không chỉ ném đi nửa cái mạng, không chỉ gãy bản mệnh khí, liền tu vi cảnh giới, đều có rơi xuống điểm báo, so sánh dưới, lão già kia so với hắn càng nặng nề hơn. Đi đâu? Hai đại chuẩn Tiên Vương giết tới, lưỡng đạo nguyên thần kiếm một trái một phải chém tới. Triệu Bân căn bản liền không có nhìn, mở vĩnh hằng thiên ngự. Dùng cái này đón đỡ công phạt. Thiên ngự đầy đủ cứng rắn, thật sự đỡ được nguyên thần kiếm. Phá! Đệ nhất chuẩn Tiên Vương lạnh quát, trong tay áo điện mang bay vụt. Cái này điện mang có chút lực đạo, lực sát thương cũng đầy đủ kinh khủng, càng là tê liệt Triệu Bân thiên ngự phòng hộ. Sau đến thứ hai chuẩn Tiên Vương, thì một ngón tay định càn khôn, cho hắn nguyên thần thể chọc lấy cái lỗ thủng. Lan! Triệu Bân quát to một tiếng, mạnh mở thần long bãi vĩ. Màu vàng cự long, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh mà lên. Hai đại chuẩn Tiên Vương tất cả kêu rên, bị đuôi rồng bỏ rơi đạp đạp lui lại. Đợi bọn hắn đứng vững, Triệu Bân đã độn không còn hình bóng. Hai người không dám cứng rắn truy, nhao nhao thối lui đến đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương bên cạnh. Thôn này quá tà dị, bầu trời có không biết quái vật, quỷ hiểu được trong thôn có phải hay không còn có khác không rõ tà ma, cho nên, chờ tại Tiên Vương bên cạnh an toàn nhất, nói cho cùng. Bọn hắn vẫn là túng. Bảo hộ ta. Đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương phun máu, khoanh chân trên mặt đất. Hắn tình trạng rất tồi tệ, mặc dù đối phó tổn thương, lại ép không được hung mắt sát ý, cái kia từng sợi hòa hợp huyết khí, bây giờ còn tại trong cơ thể hắn làm loạn, như từng đạo lạc ấn, giết đều giết bất diệt. Triệu Bân tính toán không kém, hắn thật có rơi xuống cảnh giới điểm báo. Bây giờ, nếu hắn lại ngẩng đầu nhìn một mắt, làm không tốt thật sự tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bên này, Triệu Bân đã chui đến thôn chỗ sâu, ở một tòa giếng cạn tiền định thân. Thôn này cũng không nhỏ, có thể so với một tòa thành, đối phương không dễ dàng như vậy tìm được cái này. Con mắt kia, đến tột cùng gì cái môn đạo, Triệu Bân hỏi nghi ngờ trong lòng. Đây không phải là chân chính mắt, mà là một tòa thái cổ hung trận. Mây khói chậm chậm nói. Đích xác có đủ hung, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hai đại chuẩn Tiên Vương a. Chỉ nhìn như vậy một mắt, ngay tại chỗ bạo tễ, ngay cả Tiên Vương đều trúng chiêu, có thể thấy được cái kia mắt to khủng bố đến mức nào. Như vậy vấn đề tới, vì đi tại cái này bày một tòa thái cổ hung trận. Hắn lại nhìn mây khói, mong đợi một đáp án. Không biết, mây khói khẽ gật đầu. Trí nhớ của nàng là không trọn vẹn, quá nhiều chuyện cũng là mơ hồ không chịu nổi. Triệu Bân không hỏi nhiều, cũng khoanh chân chữa thương. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn vạn pháp trường sinh quyết. Bá đạo tái sinh chi lực, cực điểm tái tạo lấy thể phách của hắn. Đến nỗi thể nội còn sót lại sát ý, thì giao cho tạo hóa cùng luân hồi. Ngoại giới, sắc trời đã lê minh, nhưng cái này núi hoang lão thôn, vẫn như cũ lờ mờ tối tăm, hứa có ngôi sao đầy trời, lại bị mờ mịt che lấp, còn có cái kia khổng lồ hung mắt, vẫn như cũ treo ở giữa không trung quan sát thiên địa. Ngô! Một ngày này, trong thôn tiếng rên rỉ không dứt. Đó là đệ nhất quặng mỏ Tiên Vương, tuy là bảo vệ mạng già, lại là ép không được quỷ quyệt chi lực độc hại, Tiên Vương thân thể huyết lâm một mảnh, thêm nữa tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, rất giống một cái lệ quỷ.
Bộ dáng như thế, nhìn hai chuẩn tiên vương hít khí lạnh. Càng là như thế, hai người càng là kiêng kỵ bầu trời. Đến tột cùng là gì cái tà vật, có thể đem một tôn hàng thật giá thật tiên vương, làm chật vật như vậy, tuy là hiếu kỳ, hai người cũng không dám ngẩng đầu, có vết xe đổ, ngẩng đầu không khác chịu chết. Giếng cạn chi bản, Triệu Bân theo như lão tăng thiền ngồi. Hắn thể phách đã tái tạo, đang kiệt lực khử diệt sát ý. Hắn cái này cẩn trọng, trong mộng mây khói cũng không nhàn rỗi. Nàng từng không chỉ một lần mong nhìn thiên không, muốn tham phá nơi đây càn khôn. Nghiên cứu một ngày, nàng không thấy nguyên cớ. Vẫn là câu nói kia, nàng ký ức không hoàn chỉnh, sinh môn ở đâu nàng cũng không biết, bởi vì năm đó mộng tiên, cũng là mơ mơ hồ hồ đi ra thôn, từ ngày đó, bản tôn liền lại tương lai qua thôn này. Hô! Đến màn đêm buông xuống, mới gặp Triệu Bân mở con mắt. Lại là một hồi kiếp nạn, ánh mắt của hắn vừa trầm liễm không thiếu. Sư phó, hắn trước tiên kêu gọi mây khói. Không có đầu mối, mây khói một tiếng ho khan, quả thực tìm không được sơ hở. Xe đến trước núi ắt có đường. Triệu Bân tâm tính rất tốt, xoay người nhảy dựng lên. Hắn xách ra Long Uyên, như một cái quỷ mị đi xuyên trong bóng tối, hắn phải đi xem đệ nhất quặng mỏ tiên vương. Nếu lão gia hỏa kia thật ngã cảnh giới, hắn không ngại đem hắn cường sát, hắn có tự tin này. A, à, còn chưa tới vùng thế giới kia, liền nghe một tiếng thê lương kêu rên. Nghe âm sắc, nãi đệ một quặng mỏ tiên vương. Chờ Triệu Bân trộm đạo khi đi tới, tên kia đang che lấy ngực thổ huyết. Mắt to như vậy một nhìn, hắn vẫn thật là rớt xuống tiên vương cấp, mảng lớn khí huyết bị bại. Này làm sao có ý tốt? Triệu Bân con mắt bóng loáng. Lấy hắn tu vi mặc dù chiến không được tiên vương, nhưng thu thập một cái nửa chết nửa sống, lại bản mệnh khí vô cùng tận hư hại chuẩn tiên vương, hay không đang nói ở dưới. Vì thế, hắn còn cho chính mình tìm một cái rất tốt lý do, nghèo rất mồng tơi a. Tiên vương cũng là thỏa đáng thổ hào, ăn cướp một cái đủ hắn ăn được mấy năm. Phanh! Triệu Bân bước ra một bước, đạp đại địa động rung động. Hai chuẩn tiên vương phản ứng không chậm. Một trái một phải chắn quặng mỏ tiên vương trước người. Thấy là Triệu Bân, hai người ngừng lại con mắt tránh hàn mang. So với bọn hắn thần sắc canh dữ tợn, là quặng mỏ tiên vương. Nếu không phải tiểu tử này, hắn gì đến thê thảm như vậy? Trái lại cái kia hàng, lại thể phách không tổn hao gì. Hai hai so sánh, sao cái phát hỏa cao minh? Tối nay, ánh trăng không tồi. Triệu Bân rút kiếm mà đến, há miệng tới một câu như vậy. Lời này không giả, nhuốm máu ánh trăng, đích xác có một phen đặc biệt tà tính. Cho ta giết. Quặng mỏ tiên vương phẫn nộ gào thét, có lẽ là cấp hỏa công tâm, còn phun ra một ngụm lão huyết. Không cần hắn nói nhảm, hai chuẩn tiên vương cũng đã công sát ra ngoài, tất cả tế nguyên thần kiếm. Triệu Bân rút kiếm mà đi, đối với phách trảm mà đến nguyên thần kiếm, thờ ơ. Mãi đến nguyên thần kiếm tới người phía trước một cái chớp mắt, hắn mới có cử động. Rất tự giác làm di thiên hoán địa, cùng đệ nhất chuẩn tiên vương đổi cho nhau vị trí, ánh trăng không tồi đi. Là cái hố người ngày tốt lành. Ngươi, đệ nhất chuẩn tiên vương trở tay không kịp, muốn đi lại vì lúc đã muộn. Huyết quang tùy theo chợt hiện, vốn là bổ về phía Triệu Bân lưỡng đạo nguyên thần kiếm, chém tất cả ở trên người hắn. Mơ mơ hồ hồ chịu hai đao, không chỉ sảng khoái còn rất đau. Mà một cái chớp mắt này, Triệu công tử cũng không nhàn rỗi. Một trưởng vung mạnh lật ra thứ hai chuẩn tiên vương. Đổi lại ngày xưa, hắn chắc chắn cho hàng này bổ một đao, nhưng tối nay đi. Mục tiêu của hắn là quặng mỏ tiên vương, so sánh hai cái này, thương thảm trọng, lại bản mệnh khí đã hủy quặng mỏ tiên vương, lại càng dễ giết. Lão cẩu, để mạng lại. Triệu Bân một bước rơi xuống, trong nháy mắt tiêu thất. Đây là thuấn thân chi pháp, hắn lấy tay tuyệt chiêu. Diệt ta. Quặng mỏ tiên vương nghiến răng nghiến lợi, thông suốt đứng lên. Hắn như quỷ mị, phi thân sau độn, có thể đuổi kịp thuấn thân tốc độ. Triệu Bân tuy là giết đến, lại là nhất kiếm chảm khoảng không. Diệt! Quặng mỏ tiên vương hét to, mi tâm bắn ra một tia điện. Triệu Bân liền niệu tính, căn bản liền không có trốn, tùy ý điện mang bổ lên trên người. Nếu đối phương vẫn là tiên vương, hắn từ không dám ngạnh kháng như vậy, nhưng tên kia đã rơi xuống cảnh giới. Bị chặt một đao không ảnh hưởng toàn cục. Đã chịu một đao, nào có không trả về đi đạo lý. Cùng với một tiếng vù vù, Long Uyên rời khỏi tay, một cái chớp mắt vượt qua không gian. Lần này, quặng mỏ tiên vương không thể né qua,
bị Long Uyên một kiếm đánh bay. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân hai ngón khép lại, kim sắc kiếm mang đâm thủng hắc ám. Quặng Mỏ Tiên Vương vừa mới đứng dậy, liền bị Chu Tiên kiếm mang mệnh chung, vốn là tươi huyết lâm ly thể phách, lại thêm một cái lỗ máu, màu vàng kiếm ý, thành từng sợi u quang, cực điểm hóa diệt hắn khí huyết. Còn chưa xong. Triệu Bân mang theo đánh hồn tiên giết đến, một roi đập vào hắn đỉnh đầu. Quặng Mỏ Tiên Vương kêu thảm, đỉnh đầu nổ tung, óc bốn phía, nguyên thần cũng là đau đớn một hồi. Triệu Bân gặp chi, ài nha, rất cứng chắc a. Kết quả là, hắn lại trơn tru cho bổ một roi. Bao, giống như kim loại va chạm âm thanh, vẫn là rất dễ nghe. Mà Quặng Mỏ Tiên Vương tiếng kêu thảm thiết, tại Triệu Bân nghe tới, có vẻ như càng dễ nghe. Hắn một roi này lực đạo, đầy đủ hùng hổ, đập Quặng Mỏ Tiên Vương một bước lảo đảo, hơi kém cho người ta đầu người đánh bể. A, à, Quặng Mỏ Tiên Vương một cái chớp mắt này tâm cảnh, khó nói lên lời phiền muộn. Trước đó, cho dù là cầm đánh hồn tiên đập hắn 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt không đả thương được hắn nửa phần, hoàn toàn có thể bằng tiên vương cấp nguyên thần ngạnh kháng, còn có bản mệnh khí, cũng có thể giúp hắn chống đỡ đi hơn phân nửa tổn thương, nhưng lúc này, hắn đã không phải tiên vương. Bản mệnh khí cũng đã sụp đổ, đập một roi quả thực đau dữ dội, cho thêm hắn mấy cái nữa, chớ nói thân thể, nguyên thần chân thân đều có thể cho hắn đánh tới băng diệt. Ngươi đáng chết! Quặng Mỏ Tiên Vương kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn nên bị đánh kinh, lại tế thọ nguyên, đổi lấy một nguồn sức mạnh minh mông. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, đánh hồn tiên còn chưa rơi xuống, liền bị rộng rãi chi lực đụng đổ ra ngoài. Giết! Ngắn ngủi ba lượng trong nháy mắt, hai tôn chuẩn tiên vương đã sau này công tới. Triệu Bân không nhìn hai người, liền nhìn chằm chằm Quặng Mỏ Tiên Vương đánh, tên kia trạng thái không tốt, không chỉ thương thảm trọng, còn không thể cưỡng ép động võ, thêm nữa huyết tế thọ nguyên, thương càng nặng, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hộ giá! Quặng Mỏ Tiên Vương hình như có giác ngộ, lại quay người mở chui. Hắn đích xác trạng thái không tốt, chỉ vì hung mắt sức mạnh, còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn không thể không phân tâm chấn áp, cưỡng ép động võ, hung mắt chi lực tất phản phốc, đến lúc đó, hắn chưa hẳn đè ép được. Cái nào chạy? Triệu Bân tốc như kinh hồng, bao phủ lôi điện đánh tới. Hắn lại tế Long Uyên, vẫn là vượt qua không gian tuyệt sát. Phốc, tinh hồng huyết quang chói mắt. Bỏ chạy Quặng Mỏ Tiên Vương, tại chỗ bị chém rụng một tay. Liền cái này, hắn đều không do dự nửa phần, chỉ liều mạng bỏ chạy. Oanh, phanh. Yên lặng một ngày núi hoang lão thôn, lại oanh minh một mảnh. Mà trong thôn hình ảnh, cũng là cực độ hỗn loạn. Hai chuẩn tiên vương đầy đủ trung thành, một đường truy một đường đánh. Triệu Bân thì thẳng thắn, liền nhìn chằm chằm Quặng Mỏ Tiên Vương bạo truy. Đấu pháp như vậy, dị thường huyết tinh, Triệu Bân đẫm máu, Quặng Mỏ Tiên Vương cũng đẫm máu, nhưng so sánh dưới, vẫn là Quặng Mỏ Tiên Vương thảm nhất, huyết lâm thể phách, nghiễm nhiên đã bị truy không thấy hình người. Chảm! Triệu Bân vừa quát âm vang, Long Uyên kiếm thì xung kích trước đây. Vẫn là có thể so với thuấn thân vượt qua, đánh một cái chắc. Phốc! Quặng Mỏ Tiên Vương đẫm máu, bị một kiếm chặn ngang chặt đứt. Đó là dọa người một màn, lại một màn mưa máu bao phủ. Oanh! Quặng Mỏ Tiên Vương thông suốt xoay người, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Thấy hắn mi tâm chớp lóe, pháp tắc bí văn ngưng luyện thành kiếm, muốn dùng cái này trọng thương Triệu Bân. Triệu Bân thì hai mắt khép hờ, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở. Hắn trong mắt giấy lên một đóa ngọn lửa, như tuyết trắng noãn. Bốn mắt đối mặt, Quặng Mỏ Tiên Vương ngừng lại thần sắc thất thần, bị Triệu Bân kéo vào huyễn cảnh. Lại nhìn hắn mi tâm, đạo kia muốn chém ra pháp tắc bí văn kiếm, cũng là trong nháy mắt hóa diệt. Mở! Nếu không thì thế nào nói là làm qua tiên vương người, đích xác có chút tài năng. Bên trong huyễn thuật bất quá một cái chớp mắt. Thì thấy Quặng Mỏ Tiên Vương ý thức phá huyễn mà ra. Đáng tiếc, hắn bại cục đã định. Hắn là ra huyễn cảnh, lại bị Triệu Bân nhất kiếm chặt đầu người. Thật tốt một tôn tiên vương, thuần thục, chỉ còn dư nửa cái không đầu thân thể. Đi vào cho ta a. Triệu Bân vung tay lên, đem Quặng Mỏ Tiên Vương quăng vào tử phủ. Vì thế, hắn cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết, chịu đệ nhất chuẩn tiên vương nhất đao, xương sống lưng bị chém đứt. Thứ hai chuẩn tiên vương so kẻ này ác hơn, tuyệt diệt một đạo kiếm quang, bổ hắn nửa bên nhục thân. Quay đầu thu thập các ngươi. Triệu Bân không ham chiến, kéo lấy huyết thân thể trốn vào hắc ám. Nhìn hắn tử phủ,
Quặng mỏ tiên vương từ không yên ổn, một bên kêu gào một bên va chạm, muốn mạnh mẽ giết ra tới, làm gì đầy trời chữ cổ bay múa, lại rất nhiều hư ảo phù chú lẻn lút, đem hắn phong gắt gao. Trong mộng mây khói gặp chi, không khỏi một tiếng thổn thức. Đồ nhi chính xác ưu tú, lại thật đem quặng mỏ tiên vương bắt sống. Chỉ cái này chiến tích, thiên tự bối tiên bảng bên trên người, liền không có mấy cái làm được. Tiếng ầm ầm còn tại kéo dài. Quặng mỏ tiên vương an tâm, nhưng hai chuẩn tiên vương lại nhảy nhót hăng hái. Triệu Bân không cùng ngạnh chiến lại trốn, chủ yếu là thương có chút thảm. Tiếng ầm ầm chẳng biết lúc nào chôn vùi. Triệu Bân lại hiện thân nữa lúc, vẫn là tòa kia giếng cạn phía trước. Tối nay hắn làm một ván lớn, nhưng cũng thương không gặp người hình. Thương thế của hắn, không chỉ đến từ hai đại chuẩn tiên vương, còn có trong thôn cấm chế, đừng nhìn không hề giấu chân người, lại ngầm cạm bẫy, hắn vận khí không ra thế nào hảo, một cước dẫm vào đi, nếu không phải hắn đầy đủ kháng đánh, sớm thành một vũng máu bùn. Hắn như thế, hai chuẩn tiên vương cũng không tốt gì. Hố cũng không chỉ có một, cái kia hai hàng cũng đạp không thiếu. Thật là nguy hiểm cái nào. Triệu Bân một bước tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân liệt diễm thiêu đốt. Mãi đến sát ý bị khử diệt, liệt diễm mới dần dần sa sút đi xuống. Một đêm này, lão thôn như chết tĩnh lặng. Triệu Bân tại chữa thương, hai chuẩn tiên vương cũng tại chữa thương. Nhưng, hai người tâm cảnh lại lớn không giống nhau. Lại nói Triệu công tử, là cái tiến bộ người, tâm tính thật tốt. Mặt khác hai cái đi, từ quặng mỏ tiên vương bị bắt sống sau, đều chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cái này quỷ dị thôn xóm, sợ lại là hai người bọn họ một hồi kiếp nạn, cũng hoặc, lại là phần mộ của bọn hắn. Giếng cạn phía trước, Triệu Bân như lão tăng tĩnh tọa. Trường sinh quyết bá đạo, chữa thương không thể bỏ qua công lao. Không có gì đáng ngại. Mây khói liếc mắt nhìn, liền lại ngửa con mắt nhìn bầu trời. Cái kia to lớn hung mắt, tại ban đêm lộ ra phá lệ âm trầm, dù là nàng trốn ở trong mộng, cũng nhìn không được lạnh cả tim, cũng không biết là vị tiền bối nào, tạo ra bực này trận pháp, không chỉ hung hãn, còn rất khiếp người. Cũng như Triệu Bân suy nghĩ, nàng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Tạo trận người kia, sẽ không vô duyên vô cớ tại cái này bày xuống một tòa đại trận. Cũng chính là nói, cái này núi hoang lão thôn còn ngầm huyền cơ. Đáng tiếc, nàng vô hoàn cả ký ức, không biết là ra sao càn khôn. Không lâu, Triệu Bân từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Ba ngày hai đầu bị đánh cho tàn phế, hắn càng ngày càng cảm thấy, vạn pháp trường sinh quyết thật dễ dùng. Theo mộng tiên nói tới, bộ này bí pháp độc thành nhất pháp tắc, hắn biết sử dụng nên một góc của băng sơn, trường sinh quyết như tu đến đỉnh phong, sợ là thật sự sẽ vạn pháp bất xâm, ai bảo nó là thần minh thủ bút đâu. Giết, giết, giết. Quặng mỏ tiên vương phẫn nộ gào thét, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn nội thị tử phủ lúc, đang gặp tên kia va chạm phong cấm. Mặc bạch tốn sức. Triệu Bân nhạt đạo, một tay đem hắn xách ra tử phủ. Quặng mỏ tiên vương cũng là kiên cường chủ, giữ tợn lão con mắt, đỏ tươi muốn chảy máu. Triệu Bân không nhìn, một trưởng phá vỡ hắn tử phủ, đem hắn bên trong bảo vật, bao phủ không còn một mống. Cứ nói đi, tiên vương cũng là thổ hào, vị này cũng không ngoại lệ, chân tàng đủ phong phú, ngay cả mây khói thấy, cũng không khỏi thổn thức chặt lưỡi. Cái này nào chỉ là cái tài chủ, đơn giản chính là một cái đại thổ hào a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Thái Thượng Tông nơi nào thế lực, nội tình hùng hậu, ức hiếp tứ phương chuyện làm không ít, ngày bình thường cũng không thiếu siêu cao thuế nặng, tích góp lại nhiều như vậy bảo bối, cũng là trong dữ liệu. A, quặng mỏ tiên vương lại kêu gào, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là đau lòng. Hắn cái này tận tụy vơ vét của cải, đến giải quyết xong là cho bọn hắn làm áo cưới. Đi đường bình an. Triệu Bân một tay đặt tại hắn đỉnh đầu, tuyệt diệt chi lực rong chơi lòng bàn tay. Đến nước này, quặng mỏ tiên vương mới lộ vẻ sợ hãi, kêu gào bên trong nhiều kêu rên ý vị. Triệu Bân không thương hại, một trưởng đem hắn thân thể tàn phế ép diệt thành cho, sau đó thi pháp thôn thiên quyết, cưỡng ép thôn vệ hắn nguyên thần, tinh thuần nguyên thần chi lực, tất cả thành hắn chân thân chất dinh dưỡng, so hấp thu linh khí nhanh hơn. Quặng mỏ tiên vương lên đường, đi thì đi không cam tâm. Nghịch thiên tạo hóa a, cứ thế diễn hóa trở thành một hồi tử kiếp. Triệu Bân đứng dậy, lại xách ra Long Uyên kiếm. Thu thập quặng mỏ tiên vương, cũng phải đem mặt khác hai cái đưa tiễn. Trước đó, hắn đã dùng tiên nhãn tại trên thân hai người làm tiêu ký, tìm người cũng không khó. Người nói,
cái này sẽ không bịt lại gì tà vật a. Triệu Bân ực một hớp rượu. Có khả năng này, Mây Khói trầm ngâm nói, còn tại nhìn chằm chằm cái kia hung mắt nghiên cứu. Hai người ý nghĩ không mưu mà hợp. Bằng không thì, ai không có chuyện gì tại cái này bày một tòa thái cổ hung trận. Triệu Bân hít sâu một hơi, còn vô ý thức vòng liếc mắt nhìn tứ phương. Nếu coi là thật bịt lại tà vật, vậy trong này cũng quá nguy hiểm. Lúng túng chính là, hắn cũng không nhìn ra sinh môn, quỷ hiểu được đường ra ở đâu. Thu suy nghĩ, hắn bước chân tăng tốc. Đến một gốc dưới cây già, hắn mới trộm đạo định thân. Từ chiều này cách đó không xa nhìn, có một gian phòng gạch ngói, hai tôn chuẩn tiên vương liền giấu ở trong đó, hơn phân nửa còn tại chữa thương, dù sao, không phải tất cả mọi người đều thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết. Hai người đủ cẩn thận, tại bốn phía bày ra rất nhiều cấm chế. Nếu có người đặt chân phiến thiên địa này, cấm chế tất nhiên sẽ dự cảnh. Làm những thứ này hữu dụng. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, một đạo phù chú văng ra ngoài. Cùng với phù chú nổ tung, cấm chế bí văn cũng đều hợp thời hiển hóa. Ai? Hét to âm thanh vang lên theo, hai tôn chuẩn tiên vương cùng nhau giết ra. Bọn hắn hỏi một câu nói nhảm, trong thôn liền ba vật sống, trừ bọn họ, cũng chỉ còn lại Đại La Thánh Chủ, sở dĩ gào hét to như vậy. Tám thành là túng, gào to một tiếng, có thể nâng nâng dũng khí. Tối nay, ánh trăng không tồi. Vẫn là câu nói này, Triệu công tử lại nói một lần. Hai đại chuẩn tiên vương nghe ngóng, tâm thần không khỏi run lên. Ngay tại đêm qua, cái kia hàng cũng đã nói lời giống vậy. Xong, quặng mỏ tiên vương liền bị bắt sống, không cần đến hỏi, liền chi kỷ mệnh tang hoàng tuyền. Đại La Thánh Chủ không phải bình thường người, có thực lực diệt chuẩn tiên vương. Tới. Triệu Bân bá khí ầm ầm, sách kiếm giết đi lên. Hai chuẩn tiên vương tất cả hừ lạnh, mỗi khí thế ngập trời. Oanh, phanh. Yên tĩnh sơn thôn, lại nổi lên oanh minh. Ba người như dỡ nhà hộ chuyên nghiệp, đem trong thôn phòng xá phá hủy một gian lại một gian. Đã bao nhiêu năm, thôn đều không người đến qua, tới cái này đám người, náo ra một vùng phế tích. Hôm nay nhất định chém ngươi. Lại nói lớn, cẩn thận chật hông tử. Trong tiếng ầm ầm, cũng không thiếu mắng to âm thanh. Lại nhìn chiến cuộc, tất nhiên là Triệu Bân rơi xuống hạ phong. Bất quá, luận chiến lực tăng thêm, hai người bọn họ không so được Triệu công tử. Tên kia ngoại trừ tuyệt cảnh, còn có một đạo thiên sát bí văn, một chọi hai có lẽ chơi không lại hai chuẩn tiên vương, nhưng đánh cho tàn phế trong đó một cái, vẫn có thể làm được. Mà hắn chuyến này, chính là thừa hành cái này tôn chỉ, không chặt thứ hai chuẩn tiên vương nhất đao nhất kiếm. Liền nhìn chằm chằm đệ nhất chuẩn tiên vương hướng chết đánh, đánh đệ nhất chuẩn tiên vương đều phiền muộn, lão tử dáng dấp một tấm thiếu mắng khuôn mặt. Hẹn gặp lại. Đại chiến không hơn trăm còn lại hiệp, Triệu Bân quay người mở chui. Hai chuẩn tiên vương không truy, truy cũng đuổi không kịp, cái kia hàng chạy quá nhanh. Có công phu này, còn không bằng tìm chỗ chữa thương. Thứ hai chuẩn tiên vương còn tốt, đệ nhất chuẩn tiên vương mới là thật thảm. Bị Triệu công tử đặc thù chiếu cố. Hắn không thảm mới là lạ. Đêm, lại rơi vào yên tĩnh. Như phế tích một dạng thôn xóm, chỉ còn dư nhân uân chi khí tung bay. Tới chiến. Không biết cái nào trong nháy mắt, một tiếng sói tru vang vọng phía chân trời. Không tệ, lại là cái kia họ Triệu, lại mẹ nó đầy máu sống lại. Hắn là kèm theo định vị, tìm người một tìm một cái chắc. Cửu gia gặp mặt, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Mới đại chiến. Tắm rửa nhuốm máu nguyệt quang, lại một lần kéo ra màn che. Xong việc, hắn liền bị nện cho. Xong việc, đệ nhất chuẩn tiên vương cũng bị nện cho. Bắt được một cái hướng chết đánh đi. Đệ nhất tiên vương chính là mục tiêu của hắn, tới một lần đánh cho tàn phế một lần, nhiều tới như vậy mấy chuyến, chắc là có thể đem cái kia hàng đánh thành cho. Có vạn pháp trường sinh quyết, có nghịch thiên huyết thống, càng thêm nhiều loại bất thế bí pháp, đây chính là hắn ưu thế, hắn trước tiên mài chết một cái lại nói. A, à, màn đêm phủ xuống núi hoang lão thôn, kêu gào thanh tần nhiều lần không dứt. Đó là đệ nhất chuẩn tiên vương, bị nện không chỉ phiền muộn, còn rất phát hỏa. Gào vang dội không có treo dùng, Triệu Bân chiếu chặt không lầm. Thiên ngôn vạn ngữ liền một câu, người gào ngươi, ta đánh ta. Có này đồ nhi, ta lòng rất an ủi. Mây khói là duy nhất quần chúng, nhìn thổn thức không thôi. Như Triệu Bân đánh nhau phách lối như vậy. Thiên tự bối bên trong nên không có mấy cái. Không có cách nào, ai bảo hắn kháng đánh đâu.
kháng đánh thì thôi, hắn còn có tái sinh chi pháp. Hẹn gặp lại. Lại là hơn trăm hiệp, Triệu Bân quay đầu chạy. Đây là lần thứ hai, lại đem đệ nhất chuẩn tiên vương đánh cho tàn phế một lần. Ước chừng đoán chừng, lại đến một chuyến mà nói, là có thể đem cái kia hàng đưa đi. Đích xác, đệ nhất chuẩn tiên vương thương rất nhiều thảm, Triệu Bân bỏ chạy lúc, hắn đứng cũng không vững. Trái lại thứ hai chuẩn tiên vương, thể phách cơ bản vô hại. Hai người đều không ngốc, biết Triệu Bân ý gì, đây là muốn đập tan từng cái a. Phốc, bên này, Triệu Bân đang đỡ cây già ho ra máu. Cái này chơi lớn, thương có chút thảm liệt. Cũng không sao, đơn giản nhiều vận chuyển mấy lần trường sinh quyết. Ngươi, nhưng có cảm thấy được khác thường. Trong mộng mây khói, đột nhiên truyền ra lời nói. Triệu Bân một bên mặc niệm tâm pháp, một bên nhìn lén thiên địa. Đem so với phía trước, thôn đích xác biến có chút không đồng dạng, nhìn cái kia từng sợi nhân uân chi khí, tựa như so với trước kia nồng hậu dày đặc không thiếu, có không ít chỗ, đã biến mông lung không chịu nổi, liền hắn tiên nhãn, đều khó mà nhìn xuyên, nhìn thời gian lâu dài, sau lưng còn có từng đợt gió mát thổi. Cuối cùng cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm nhìn. Triệu Bân cau mày nói. Cái này cũng là một câu nói nhảm, trên trời lớn như vậy một con mắt, quan sát chính là phiến thiên địa này. Mây khói không nói, lại có một loại dự cảm bất tường, thôn này, đã là càng ngày càng tà dị. Ngươi xem trước. Triệu Bân gỡ tay áo, lại xách kiếm thẳng đến một phương. Không lâu, liền nghe một đạo bá khí ầm ầm sói chu, tới chiến. Phốc. Không chờ người đáp lời, trước tiên ngửi thổ huyết âm thanh. Vẫn là đệ nhất chuẩn tiên vương, huyết đều không lau khô đâu. Người kia lại giết qua tới. Thứ hai chuẩn tiên vương còn tốt, cũng biết bây giờ tình cảnh, rút kiếm giết đi ra, muốn vì đồng đội chữa thương tranh thủ thời gian, liền còn lại hai người bọn họ, cũng không thể lại bị diệt một cái, bằng không thì đều phải chơi xong. Ta không tìm ngươi. Triệu Bân là cái người thành thật, có gì nói gì. Nói không tìm liền không tìm, người là chạy đệ nhất chuẩn tiên vương đi. Giết. Đệ nhất chuẩn tiên vương gào thét, lại là liều mạng bỏ chạy. Hắn đã có giác ngộ, tiểu tử kia là muốn bắt hắn mở một đao này. Chạy hữu dụng. Triệu công tử chạy nhanh hơn hắn. Một đêm này, hắn là đánh tới điên cuồng nhất, cứng rắn đem đệ nhất chuẩn tiên vương bản mệnh khí, đánh một cái vỡ nát, không có bản mệnh khí bảo hộ chuẩn tiên vương. Ở trước mặt hắn, chính là một cái bia sống, không cần hắn thuấn thân, chỉ long uyên một cái không gian vượt qua, liền có thể lấy xuống đối phương đầu người. Hẹn gặp lại. Triệu công tử lại đi, thương không gặp người hình. Một phiếu này làm cũng xinh đẹp, bắt sống đệ nhất chuẩn tiên vương. Đáng chết. Còn sót lại thứ hai chuẩn tiên vương, một thân một mình nghiến răng nghiến lợi. Khi trước truy sát năm người tổ, bây giờ còn sót lại một mình hắn, nếu tìm không được đường ra, kết cục của hắn, cũng là thân tử đạo tiêu, thêm nữa bóng đêm lờ mờ, gió mát từng trận, sợ hãi bao phủ tâm cảnh. Hô. Triệu công tử một đường đều tại thở mạnh, thể nội còn lưu lại ám thương. Phách lối đấu pháp, ngay mặt cứng rắn làm, từ cần trả giá bằng máu. Tha mạng. Đau đớn kêu rên, rất nhanh vang lên. Quặng mỏ tiên vương sau đó, chuyên trúc đệ nhất tiên vương quỷ môn quan, cũng mở ra. Hắn cầu xin tha thứ, là mang theo tiếng khóc nức nở. Trở thành tiên không có nghĩa là thì nhìn phá hồng trần, hắn cũng sợ chết. Triệu Bân đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Phá hắn tử phủ, cuốn đi hắn bảo vật. Đến nỗi nguyên thần, tất nhiên là cưỡng ép thôn phệ, dùng tới chữa thương. Đây là cái gì? Diệt đệ nhất chuẩn tiên vương, Triệu Bân cầm một vật xem đi xem lại. Đó là một cái đen thui tảng đá, vuông vức, giống như là một khối cục gạch, là từ đệ nhất chuẩn tiên vương tử phủ càn quét tới, cầm trong tay, dị thường trầm trọng, còn có quỷ quyệt bí văn lưu truyền. Bao! Triệu Bân nếm thử chặt một kiếm, không là bình thường cứng rắn. Tảng đá kia rất quái dị, khi thì còn có tiếng ông ông đang vang vọng. Mây khói, Triệu Bân kêu một tiếng. Không biết, mây khói nhìn khẽ gật đầu, cũng là đầu hẹn gặp lại cái này vật. Triệu Bân ước lượng một chút, đây là gì hắn không biết, nhưng dùng để đập người nhất định rất tiện tay. Không niệm thiên hẳn phải biết. Triệu Bân nói thầm một tiếng, lại đem nhét về vĩnh hằng giới. Hắn lại gỡ tay áo, khiêng long uyên kiếm chạy về phía một phương. Liền còn lại một cái, một chuyến cho đưa tiễn. Đi tới nửa đường, hắn vô ý thức ngừng, lông mày trao lên. Không trách hắn như thế, chỉ vì hắn tại thứ hai chuẩn tiên vương trên thân làm tiên nhãn tiêu ký,
tại phía trước một cái chớp mắt biến mất không thấy. Đối phương xóa sạch ấn ký. Cũng hoặc thôn quỷ dị chi lực che lấp. Đây là Triệu Bân ngờ tới, loại nào có thể đều có. Không có ấn ký, như cũng tìm được ngươi. Triệu Bân một tiếng cười lạnh, làm đạo ra thiên cơ thuật. Đều ở nơi này thôn, khoảng cách không phải rất xa, lấy thôi diễn chi pháp, có thể ước chừng xác định đối phương vị trí, dù là đối phương lộ ra một tia thời cơ, hắn đều có thể tìm được, kém nhất, còn có mây khói đâu. Hắn như du khách, ở trong thôn vừa đi vừa về đi dạo. Hắn cũng không muốn chạy tới chạy lui, vấn đề là, thứ hai chuẩn tiên vương đang qua lại vọt. Tên kia cũng không ngốc, còn biết khắp nơi ẩn núp. Chạy, ngươi lại chạy. Lúc đến đêm khuya, một tiếng mắng to rung động vân tiêu. Triệu công tử đại thần thông, thật sự bắt được thứ hai chuẩn tiên vương. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định diệt ngươi. Thứ hai chuẩn tiên vương nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, lại làm tối sợ chuyện. Hắn chạy, thấy Triệu Bân liền mở chui. Đây là châm chọc một màn, chuẩn tiên vương thấy động hư cảnh, nhấc chân chạy, truyền đi sợ là sẽ bị cười đến rụng răng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Triệu Bân chân đạp phong thần, nhanh như thiểm điện. Hắn là mở độn tiểu năng thủ, truy người từ cũng lấy tay. Ông! Long Uyên xung kích trước đây, vượt qua không gian. Làm gì, đệ nhất chuẩn tiên vương có bản mệnh khí bảo hộ, đỡ được tuyệt sát nhất kiếm. Ân! Đuổi theo tới Triệu Bân, thông suốt định rồi thân. Hắn cùng với mây khói động tác nhất trí, đều cùng nhau trở về con mắt. Tựa như lại có người tiến vào thôn. Giống như quỷ mị, lại sát khí có phần nồng. Hai người nhìn không kém, thực sự có người tiến vào. Đó là một cái hắc bào nhân, máu me đầy đầu lơ mơ đãng, hắn nên vừa bị người đánh qua, lại bị đánh rất thảm, toàn thân trên dưới cũng là huyết, dù vậy, cũng không trở ngại hắn dẫm sập không gian, thể phách quá bá đạo, uy áp cũng quá mạnh, quanh thân rủ xuống tràn mỗi một sợi sát khí, cũng như giống như núi cao trầm trọng. Thiên ma! Thấy đối phương tôn dung, Triệu Bân trong lòng run lên. Không tệ, chính là ngày xưa táng Long Hải tôn kia thiên ma. Đêm đó, nếu không phải kiếm thánh ra tay cứu, bọn hắn sáng sớm đường hoàng tuyền. Như hôm nay ma còn sống, kiếm thánh bị diệt. Oanh! Hắn nhìn lên, thiên ma phật tay một đạo kiếm khí bổ về phía bầu trời. Bầu trời một màn, hắn không dám đi nhìn, bởi vì có thái cổ hung mắt. Mây khói nhìn rõ ràng, thiên ma lại một kiếm đem hung mắt bổ diệt. Hung mắt nổ diệt, toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống. Thiên ma nhất kiếm quá bá đạo, không chỉ hủy hung mắt, còn hủy thái cổ đại trận. Phế tích một dạng thôn xóm, biến lắc lư không chịu nổi, quá nhiều bí mật trận văn lưu chuyển mà ra. Trừ này, chính là nhân uân chi khí, như một mảnh thác nước, từ cửu thiên trút xuống. Càn khôn hỗn loạn, mông lung bên trong, thấy nhiều từng đạo điện mang sen lẫn bay múa. Triệu Bân kêu đau một tiếng, cũng là một bước lảo đảo. Xem không xa xa thứ hai chuẩn tiên vương, so với hắn còn thảm, không để ý, đụng phải một đạo cấm chế bí văn, nửa bên thân thể đều bị đánh thành bùn máu. Hiện thân, thiên ma một lời câu quạnh, hóa ma sát vì một thanh ma đao, từ thiên chạm xuống. Cùng với một tiếng ầm vang, thôn xóm bị chặt thành hai nửa, có một đạo đen nhánh một khe lớn nổ tung. Ngô, Triệu Bân lại kêu rên, bị chấn hoành lật ra đi. Lần này hắn so thứ hai chuẩn tiên vương thảm. Chịu một đạo dư ba, thân thể suýt nữa thành xương máu. Hắn mới đứng vững, thì thấy đen nhánh trong cái khe, có cuồn cuộn ma khí mãnh liệt tuôn ra, tịch thiên quyển địa. Ách ma! Triệu Bân gặp chi, không khỏi tâm cảnh run lên. Hắn tại hắc động gặp qua ách ma, tuyệt sẽ không cảm giác sai. Đến nước này, hắn mới biết thái cổ hung trận ý nghĩa tồn tại, nguyên là trấn áp một tôn ách ma. Đến nước này, hắn cũng mới biết thiên ma vì sao tới này. Không phải du sơn ngoạn thủy, là tới cứu ách ma. Cùng ta dung hợp. Thiên ma từ thiên xuống, muốn rơi vào đen nhánh khe hở. Đến nỗi Triệu Bân cùng thứ hai chuẩn tiên vương, hắn vào thôn lúc liền nhìn thấy, chỉ có điều, hắn là người bận rộn, bây giờ không rảnh lý tới cái kia hai con tôm nhỏ, chờ cùng ách ma dung hợp, lại thu thập bọn họ không muộn. Chanh! Không đợi thiên ma rơi vào khe hở, liền nghe một đạo chói tai kiếm ngân vang. Đó là một đạo kiếm khí. Hoành quán cửu thiên mà đến, nhất kích đánh bay thiên ma. Thật là bá đạo kiếm ý, mây khói vô ý thức trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái tố y thanh niên, chính là kiếm thánh Mạch Thành. Triệu Bân thì con mắt chớp lóe, treo ở trong lòng hòn đá cũng theo đó rơi xuống đất.
liền nói đi, bằng kiếm thánh nội tình, bằng kiếm thánh đối đạo cảm ngộ, như thế nào dễ dàng bị một tôn thiên ma diệt, hắn cũng cuối cùng là biết rõ, khó trách thiên ma đêm khuya tới đây, nhất định là bị kiếm thánh truy sát, khó trách thiên ma muốn phá trận cùng ách ma dung hợp, nhất định là không địch lại kiếm thánh, muốn lấy dung hợp ra chỉ chiến lực. Oanh! Kiếm thánh từng bước đi thiên mà đến, lại là một đạo tuyệt diệt kiếm khí. Thiên ma vừa đứng vững, liền chịu cái ngay ngắn, suýt nữa bị sinh bổ. A! À, thiên ma sơ tâm không thay đổi, không muốn mạng độn hướng đen nhánh khe hở. Chỉ cần hắn có thể cùng ách ma dung hợp, liền có thể đồ cái này kiếm tu. Hắn ý tưởng này là ủng hộ người Mỹ Hảo, kiếm thánh lại không cho hắn cơ hội. Nhưng thấy thoáng hiện, kiếm thánh như kiếm ánh sáng giết tới thiên ma trước người, ba thước thanh phong kiếm ý rong chơi, càng có kiếm đạo pháp tắc điều khắc trong đó, từ thiên ma mi tâm, một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Triệu Bân là chiến bên ngoài quần chúng, kiếm thánh nhất kích quá bá đạo. Hắn cho là, thiên ma chắc chắn phải chết, nhưng cái kia hàng còn nhảy nhót tưng bừng. Không hổ là bán thần cấp thiên ma, không chỉ có thể đánh, còn tặc mẹ nó kháng đánh. Không chết không sao, kiếm thánh đã lớn rồi. Đó là vạn kiếm tranh minh, hắn là nhân kiếm hợp nhất. Thiên ma đạp một bước lui lại, trong mắt hiển lộ sợ hãi sắc. Một đòn này hắn không chặn được, ít nhất thời khắc này trạng thái không chặn được. Tranh! Kiếm thánh nhất kiếm hoành quán cửu tiêu, hủy thiên diệt địa. Đây là tuyệt sát nhất kiếm, không chỉ hủy thiên ma nhục thân, cũng diệt hắn bản mệnh nguyên thần. Thiên ma hai mắt nổi bật, con người cũng thít chặt, mặc hắn ma sát ngập trời, cũng ép không được hủy diệt kiếm uy, đến từ cửu u hàn ý, đang từng tấc thôn phệ tính mạng hắn, đó là chuyên trúc hắn chuông tang. Không! Thiên ma kêu rên, cũng là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn là phẫn nộ cũng là không cam lòng, bị Trần Phong vạn cổ, một buổi sáng giải phong, lại đụng phải một tôn ngoan nhân, hắn đường đường bán thần, lại bắt không được một cái tiểu tiên vương, không những bắt không được, còn bị diệt. Đó là một màn rung động, mây khói thấy đều trong lòng thẳng run. Đây chính là một tôn bán thần cái nào, càng là bị kiếm thánh nhất kiếm dây. Phốc! Kiếm thánh một bước lảo đảo, ho ra đầy máu. Đồ một tôn thiên ma, không bị thương là giả, hắn không phải bình thường thiên vương, đối phương cũng không phải phổ thông bán thần, từ khai chiến cái kia mặt trời mọc, hắn liền chú định liều mạng mất nửa cái mạng, đây là hắn sớm đã có giác ngộ. Đạo hữu, Triệu Bân cưỡng ép đứng vững, muốn tiến lên. Làm gì, khe hở ma khí lăn lộn, đem hắn đụng đổ ra ngoài. Là ách ma triệt để giải phong, sát khí tịch thiên quyển địa. Cũng là bán thần. Triệu Bân nhíu mày, có thể từ khí chàng phân tích ách ma tu vì. Khó trách phải dùng thái cổ đại trận, tầm thường trận pháp cũng ép không được bán thần. Rời đi nơi đây. Cũng như đêm đó, kiếm thánh lại thổ lộ cái này bốn chữ. Lời nói chưa dứt, thì thấy hắn rơi vào đen nhánh trong cái khe. Rất rõ ràng, hắn lại muốn liều mạng nửa cái mạng, đi ác chiến bán thần ách ma. Tuyệt đối không thể để cho quái vật kia đi ra, bằng không hẳn là một hồi ngập trời hạo kiếp. Oanh, phanh, tiếng oanh minh vang lên theo, phiến đại địa này đều băng liệt. Nhìn tứ phương quần sơn, cũng là một tòa tiếp một tòa bị rung sụp. Kiếm thánh cùng ách ma khai chiến, cái kia không đáy hắc ám, chính là tiên vương cùng bán thần chiến trường. Phốc, Triệu Bân lại phun máu, như một cái huyết sắc bao cát bị đánh bay ra ngoài. Kiếm thánh nói không giả, hắn phải rời đi cái này, bởi vì hắn liền làm con chốt thí tư cách cũng không có. Ông, không đợi hắn thu con mắt, thì thấy một vòng đao quang từ tà chắc bổ tới. Là thứ hai chuẩn tiên vương, thừa dịp hắn không chút nào phòng bị lúc làm đánh lén. Hắn một đao này đủ hung tàn, không kịp tránh Triệu Bân, suýt nữa bị chặt đầu người. Đáng chết! Không thể tuyệt sát Triệu Bân, thứ hai chuẩn tiên vương quay người liền đột. Xoay người trong nháy mắt, hắn vẫn không quên ngoái nhìn liếc mắt nhìn núi hoang lão thôn, tối nay là thế nào, sao tung ra nhiều đại lão như vậy, kiếm tu kia, nên chính là trong truyền thuyết kiếm thánh, bị diệt cái vị kia, chính là một tôn bán thần cấp thiên ma, bị phong lòng đất, tám thành là một tôn đáng sợ ách ma. Cái nào chạy? Triệu Bân đuổi theo, nộ khí không là bình thường lớn. Thứ hai chuẩn tiên vương vội vàng hoảng thu con mắt, thì cấm pháp cưỡng ép mở đột. Oanh, phanh. Ngoại giới thiên địa, cũng nhấc lên oanh minh. Triệu Bân chết truy không thả, đó là một đường truy một đường đánh. Chạy, nhường ngươi chạy. Long Uyên xung kích tại phía trước, một đường trách trách hô hô. Có thể so với tuyệt sát vượt qua, làm thứ hai chuẩn tiên vương rất thất vọng.
bởi vì khó lòng phòng bị, may hắn có hoàn hảo bản mệnh khí, gắt gao che chở chân thân, bằng không thì sớm bị thanh kiếm kia chặt thành bùn máu. Cứu ta! Hắn một đường đều tại kêu gào, đưa tin phù tế một đạo lại một đạo. Cái này cũng là một cái mỉa mai hình ảnh, hắn là chuẩn tiên vương, cũng không phải là không một chiến chi lực, lần này bị động hư cảnh truy sát, lại bị ép tâm thần chính muốn sụp đổ, nửa chút đại chiến ý niệm cũng không có. Cũng hoặc là đại la thánh chủ uy danh quá hung. Tên kia đánh nhau không muốn sống, khai chiến nhất định bắt người đầu. Không người đến cứu viện, chỉ vì cái này cũng là một mảnh hoang vu chi địa. Không có người tốt nhất, Triệu Bân có thể không chỗ cố kỵ. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Thời khắc mấu chốt, thứ hai chuẩn tiên vương tới một câu nói nhảm. Chớ nói Triệu công tử, liền trong mộng mây khói, đều bị đùa muốn cười. Đều cục diện này, giữ lại ngươi ăn Tết. Dưới ánh trăng, một tòa u ám sơn cốc. Mưa bụi che lấy chảy máu cánh tay ngọc, lảo đảo đi vào. Nàng tránh khỏi truy sát, nhưng cũng thương cực thảm. Vào sơn cốc lúc, nàng còn hướng phương xa liếc mắt nhìn. Nàng cái này chạy thoát, không biết Triệu Bân như thế nào. Nếu đại la thánh chủ thật có chuyện bất chắc, nàng khó khăn từ tội lỗi, lúc trước lồng khéo thành vụn một bút, nên chỉnh Triệu Bân rất thất vọng, kinh tâm kế hoạch hơn nửa đêm, lại bị nàng một đao bổ trở về. Triệu Bân chủ không phiền muộn, trước tạm bất luận, nhưng truy sát mưa bụi nhóm người kia, thật sự nổi nóng, hơn nửa đêm đi ra đọ sức cơ duyên, lại là biến cố tần suất, đến còn đem người cả ném đi, bỏ liền bỏ. Liền đối phương là ai đều không hiểu rõ, quả thực không mặt mũi trở về giao phó. Nói đến Triệu công tử, bây giờ đang đại triển thần uy. Nhìn thương miểu, đầy trời cũng là sấm sét, mỗi một đạo đều tiềm ẩn thiên uy. Thái sơ thiên lôi quyết là tốt bí pháp, chỉ cần công pháp không đình chỉ vận chuyển, liền sẽ hướng chết bổ. A, à, bị đuổi giết thứ hai chuẩn tiên vương, một đường độn một đường kêu gào. Hắn chính là một cái bia sống, hoặc là bị Long Uyên chặt. Hoặc là bị lôi điện bổ, thật tốt một bộ thân thể, xứng sờ bị đánh không có người hình, trái lại đằng sau vị kia, như ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống gà con huyết, nhảy nhót tặc hăng hái, một bộ không giết chết hắn, không coi là xong tư thế. Lưu lại, Triệu Bân vượt ngang hư không, đại la thiên tay ẩm vang xuống. Thứ hai chuẩn tiên vương một bước không có đứng vững, bị đè một hồi lảo đảo. Long Uyên kiếm vượt qua không gian mà đến, cho lưng chém ra một đạo huyết khe. Ta với ngươi liều mạng. Thứ hai chuẩn tiên vương phẫn nộ gào thét, một đao bổ về phía hư không. Đổi Triệu Bân đứng không yên, bị một đao đánh cho lộn nhào. Bất quá, hắn Long Uyên đủ không chịu thua kém, kiếm thứ hai đã chém ra, tháo thứ hai chuẩn tiên vương một đầu cánh tay, thêm nữa lôi điện tàn phá bừa bãi, đánh cho tên kia đầu bốc khói xanh, toàn bộ thân thể đều khét lẹt một mảnh. Lan! Thứ hai chuẩn tiên vương vung cánh tay lên một cái, vung mạnh bay Long Uyên. Đợi hắn muốn công phạt Triệu Bân lúc, Triệu Bân đã như một vệt ánh sáng từ thiên xuống. Hắn làm thuấn thân, lấy rút ngắn khoảng cách, một đầu đụng vào thứ hai chuẩn tiên vương trong ngực. Một cái chớp mắt này, hắn không biết dùng bao nhiêu có thai phù chú, lấy ra chỉ trọng lượng, cứ thế đẻ thứ hai chuẩn tiên vương một mặt mộng bức, cái này mẹ nó lại là động hư cảnh. Thân thể như thế nào như vậy trầm trọng? Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, hai người như thiên thạch đập sập một ngọn núi. Đá vụn bay tán loạn bên trong, có thể ngửi thổ huyết âm thanh, cũng có thể ngửi xương cốt tiếng vỡ vụn. Triệu Bân ngã tàn phế, ngũ tạng lục phủ bể rối tinh rối mù. Thứ hai chuẩn tiên vương cũng tàn tật, kỳ kinh bát mạch đều đứt gãy. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn là đầu hẹn gặp lại bực này hung hãn đấu pháp. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Đúng, tiểu tử kia chính là như thế suy nghĩ. Đại La Tiên Tông người. Đánh nhau cũng là không muốn mạng chủ, bởi vì bọn hắn có vạn pháp trường sinh quyết. Phá! Thứ hai chuẩn tiên vương khí huyết mãnh liệt, cưỡng ép đánh bay Triệu Bân. Mà hắn, thì kéo lấy tàn tật thân thể, liều mạng phi độn. Triệu công tử không truy, chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, một chữ uống bá khí ầm ầm, bạo. Nói bạo liền bạo. Bỏ chạy bất quá 3-5 trượng thứ hai chuẩn tiên vương, nhục thân tại chỗ nở hoa. Đó là bạo phù. Triệu Bân dán tại trên người hắn bạo phù, hơn nữa cấp bậc đều không thấp. Thứ hai chuẩn tiên vương lại mộng bức, bị tạc chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Đợi hắn khôi phục tỉnh táo, Triệu Bân đã như kiểu quỷ mị hư vô tới người, lại hai mắt ngọn lửa chập chờn. Lại là bá đạo tiên nhãn huyễn thuật, đem thứ hai chuẩn tiên vương ý thức kéo vào huyễn cảnh,
tuy chỉ ngắn ngủi ba lượng trong nháy mắt, lại đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, thí dụ như từ hàng này thể nội lấy chút đồ vật đi ra. Ông! Cùng với một tiếng vù vù, một ngụm huyết đao bị Triệu Bân túm ra. Đó là thứ hai chuẩn tiên vương bản mệnh khí, mặc dù rất hương ngạnh, lại không chịu nổi Triệu công tử trộm tiên thuật, cũng trách chủ nhân thương quá thảm, nhục thân vô cùng tận tàn phá, lúc này mới bị ngoại nhân chui cái chỗ trống. Nếu chủ nhân tại trạng thái bình thường, nếu nhục thân chưa phá sừng, trộm tiên thuật là túm không ra nó. Tới, bên trong mát mẻ. Triệu Bân vung tay lên, đem huyết đao nhét vào vĩnh hằng giới. Sớm đã chờ đợi hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi, trước tiên nhào tới. Còn có phệ tiên đao cùng thiên vũ tiên lô, cũng giết tới trợ chiến. Bốn giả hợp lực, trấn áp thô bạo huyết đao. Ngoại giới, huyết sắc đại chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Không có bản mệnh khí bảo hộ, thứ hai chuẩn tiên vương chính là không còn hộ thân pháp bảo, chớ nói Triệu Bân công phạt, cả thiên không bổ tới lôi điện, rơi vào trên người hắn, đều lộ ra phá lệ đau. Tha mạng. Hắn cầu xin tha thứ, cũng là một loại kêu rên. Hắn bỏ chạy bước chân, cũng sẽ không như vậy bình ổn. Chanh. Đáp lại hắn, chính là một đạo chói tai kiếm minh. Vẫn là Long Uyên kiếm xung kích, vẫn là có thể so với thuấn thân tuyệt sát vượt qua. Phốc, huyết quang chợt hiện, thứ hai chuẩn tiên vương đầu người lăn xuống. Triệu Bân sau đó liền đến, lấy đầy trời chữ cổ cường thế phong cấm. Đại chiến có một kết thúc, quá trình là long đong một chút, nhưng kết cục là tốt. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh vang vọng đất trời. Triệu Bân không thương hại, bổ ra thứ hai chuẩn tiên vương tử phủ, cuốn đi bảo vật của hắn, cũng thôn tính tiêu diệt hắn nguyên thần. Đến nước này, truy sát Triệu Bân năm người tổ. Toàn quân bị diệt. Triệu Bân ăn một nắm đan dược, tiện tay mở vực môn, hắn phải đi núi hoang lão thôn nhìn một chút. Theo hắn suy nghĩ, kiếm thánh sợ là giữ nhiều lành ít. Phải biết, kiếm thánh liều mạng bán thần thiên ma, đã ném đi nửa cái mạng. Bây giờ, lại đối đầu một tôn bán thần cấp ách ma, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Lại đến núi hoang lão thôn, chứng kiến hết thảy tất cả một vùng phế tích. Ở đây tính đáng sợ. Không có sinh khí cũng không có tiếng nổ ầm. Đại chiến kết thúc. Triệu Bân mang theo kiếm, thận trọng xâm nhập. Đợi cho đen nhánh khe hở phía trước, hắn mới vững vàng định thân, dò đầu hướng xuống nhìn. Phía dưới một mảnh đen kịt, dù hắn thị lực, đều mong không thấy đáy, chỉ biết âm u lạnh lẽo cô quạnh dọa người, để cho người ta bất giác cho là, đây là một đầu thông hướng cửu u lộ. Nhìn qua, hắn xoay người nhảy vào. Kẽ hở xác thực rất sâu. Một hồi lâu mới rơi xuống đất. Hắn một mắt vòng nhìn, mới biết đây là một vùng tăm tối đại thế giới, chỉ có điều, đại thế giới đã sụp đổ, hơn phân nửa là bởi vì kiếm thánh cùng ách ma đại chiến, mới hủy chỉ còn dư một vùng phế tích. Đổi chiến trường. Triệu Bân cảm giác lực thác khai, đi một đường tìm một đường. Hắn không thấy vật sống, lại tìm đến một tòa cổ lão tế đàn. Đó là thái cổ hung trận chủ trận chân, cũng là phong ấn ách ma chi địa. Trên nó còn có pháp tắc xích sắt còn sót lại. Trừ này, chính là từng mảnh vết máu, có màu đen, cũng có huyết sắc. Hắn nhận được, đó là ách ma cùng kiếm thánh huyết, không cần đến hỏi, liền biết hai người khi trước đại chiến, dị thường thảm liệt. Phía đông nam, trong mộng mây khói, đột nhiên một lời. Triệu Bân nghe xong, như một đạo kinh hồng bay lượn. Đánh thật xa, liền nhìn thấy một cái kiếm gãy, liếc cắm ở trong bóng tối. Đó là kiếm thánh tiên binh, còn nhuộm ách ma huyết. Triệu Bân vội vàng hoảng tiến lên, tay cầm chuôi kiếm, lấy thiên cơ thuật nếm thử thôi diễn. Có như vậy một bộ tàn phá hình ảnh, loáng thoáng lộ ra, đó là kiếm thánh cùng ách ma đại chiến hình ảnh. Trong mông lung, có thể gặp kiếm thánh thân tử đạo tiêu, cũng có thể gặp ách ma thân hủy thần diệt. Đồng quy vu tận. Triệu Bân khóe miệng chảy máu, gặp thiên cơ thuật phản phệ. Kiếm thánh là khả kính. Chiến chỉ còn dư một cái đứt gãy tiên binh. Hắn còn chưa chết, mây khói nói, trên thân kiếm có một tí tàn hồn. Lời này, nghe Triệu Bân tặc tới tinh thần, thận trọng rút ra tiên kiếm, cực điểm nhìn lén sau đó, thật là có một tia tàn hồn, chỉ có điều bị kiếm thể lạc ấn che lấp, thậm chí vừa mới không phát giác. Mộc lấy nguyệt quang, Triệu Bân ra núi hoang lão thôn. Nói là thôn xóm, cũng không xác thực, cái kia đã là một vùng phế tích. Nên không người sẽ nghĩ tới, cái này quỷ dị sơn thôn, trong một đêm, lại chôn hai tôn bán thần, một tôn tiên vương, ba tôn chuẩn tiên vương, còn có một tôn đỉnh phong kiếm thánh, chiến chỉ còn dư tàn hồn. Tiền bối.
Triệu Bân đem kiếm gãy chìm vào tử phủ, một đường đều đang kêu gọi. Nhưng, trên thân kiếm tàn hồn không có chút nào phản ứng, toàn bộ cô quạnh như cho. Hắn điều động nguyên thần chi lực, đem kiếm thể bao khỏa, lấy tẩm bổ tàn hồn. Làm xong những thứ này, hắn mới tăng nhanh tốc độ. Lời nói phân hai đầu. Ban đêm một tòa chim không thèm ị núi góc, đống lửa thông minh. Đại bàng ở đây, đang mang theo muỗng sắt đỡ oa thịt hầm. Hắn bên cạnh thân, còn có người thanh niên ngồi xếp bằng, sinh ngũ quan đoan chính. Đây là Vân Thương Tử, chính xác nói, là Vân Thương Tử nhập chủ thanh niên nhục thân, đây là tiến đánh quặng mỏ lúc, hắn thuận tay trộm được, hắn trong thời gian ngắn không cách nào tái tạo nhục thân, đành phải mượn người khác túi ra. Lão Tổ, Vân Thương Tử trong tử phủ, rất nhiều nghẹn ngào thanh âm. Đều là Vân Thương tộc người, mỗi đều lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn không dám quá lớn tiếng, chỉ sợ đã quấy rầy Lão Tổ. Cũng nên tới. Đại bàng một bên khuấy động canh thịt, một bên nhìn phương xa. Ngọn núi này, là hắn cùng với Triệu Bân trước đó ước định cẩn thận. Mấy ngày đã qua, cũng chưa thấy cái kia hàng đến đây. Hắn liếc mắt nhìn trong ngực Ngọc Thạch, trong đó có lưu Triệu Bân một đạo dấu ấn nguyên thần. Ngọc Thạch còn tại, liền chứng minh Triệu Bân còn tại, cái kia hàng thuộc Tiểu Cường, mạng rất dai. Hô! Chẳng biết lúc nào, Vân Thương Tử mới mở con mắt. Không khó nhìn thấy, hắn lão con mắt ảm đạm tối tăm. Dù sao cũng là mượn tới nhục thân, dùng đến không thể nào tiện tay. Cũng không sao, hắn nguyên thần đã xuất, quay về cũng chỉ vấn đề thời gian. Lão Tổ! Lại là một tiếng kêu gọi, Vân Thương tộc người lại đè ức không được, tất cả gào khóc. Vân Thương Tử cũng là khóc không thành tiếng, trước nay chưa có tự trách tập kích đầy tâm cảnh. Đều là lỗi lầm của hắn, nếu trước kia hắn không ra ngoài, nếu trước kia hắn ở trong tộc, Vân Thương một mạch gì đến tình cảnh như vậy. Ai? Đại bàng một tiếng thở dài, có một loại không hiểu cảm động lây. Hắn không biết quay trở lại lần nữa linh giới lúc, lớn bằng tộc còn ở hay không. Không lâu, Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, hắn ngắm tặc chuẩn, lăng thiên một cước, cho người ta đại bàng thịt hầm hoa, đạp cái hiếm nát. Trêu đến đại bàng một hồi mặt đen, nhịn hơn nửa đêm canh thịt, nếm đều không nếm một ngụm đâu. Bị tiểu tử này tận diệt. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Triệu Bân không cần mặt mũi đạo, đây thật là một cái ngoài ý muốn. Không đợi đại bàng ngôn ngữ, thì thấy Vân Thương Tử tiến lên, lại còn thả ra tộc nhân. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Bao quát Vân Thương Tử ở bên trong, vô luận già trẻ, lại đều phịch một tiếng quỷ đó. Đại bàng sợ hãi. Triệu Bân cũng trở tay không kịp, lớn như vậy lễ quả thực không chịu nổi a. Mùi rượu tùy theo tràn ngập. Người trong núi ảnh ngồi xếp bằng. Vân Thương Tử trả Triệu Bân hạo thiên ấn, cảm kích là phát ra từ linh hồn. Ai lời thiên sát cô tình ách nạn nương theo, Triệu Bân lại là hắn Vân Thương một mạch đại quý nhân. Nếu không có Triệu Bân, hắn sớm đã chôn ở viễn cổ cấm khu. Nếu không có Triệu Bân, hắn Vân Thương ra sợ là đã đứt truyền thừa. Sau này, có tính toán gì không? Triệu Bân cười hỏi. Trước tạm tị thế ẩn cư, Vân Thương Tử liếc mắt nhìn tộc nhân. Ý nghĩ này không có tâm bệnh, Vân Thương gia chết thì chết tàn thì tàn, cần một khoảng thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức, mà hắn cái này làm lão tổ, lui về phía sau rất nhiều năm, cũng sẽ không lại dễ dàng rời đi tộc rơi xuống. Mục lấy ảm đạm nguyệt quang, Vân Thương Tử mang theo tộc nhân càng lúc càng xa. Nếu năm nào Triệu Bân gặp nạn, bọn hắn sẽ không chùn bước đánh tới cứu viện. Sao chả có chút thương cảm chứ? Đại bàng cất tay, đó là một đường đưa mắt nhìn. Mãi đến một đạo kiếm minh vang vọng, mới đưa ánh mắt của hắn túm trở về. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy Triệu Bân nâng một cái kiếm gãy, trên thân kiếm còn nhuộm máu tươi. Này kiếm không tệ. Đại bàng xông tới, trên dưới trái phải quét lược, ân. Tiên vương pháp khí không thể nghi ngờ. Nhìn ba, năm trong nháy mắt, hắn hai mắt híp lại đi phía trước đụng đụng. Trên thân kiếm hình như có tàn hồn. Cẩn thận một nhìn, CMN, kiếm thánh. Triệu Bân không giấu giếm, đem lúc trước sự tình nói thẳng ra. Đại bàng nghe là hai mắt căng tròn, mới biết Triệu Bân vì cái gì lững thững tới chập, nguyên lai là tại trước quỷ môn quan, đi như vậy mấy bị, trận này chiến hỏa đưa tới, hơi kém đem Triệu Bân dẫn tới trên hoàng tuyền lộ. Xứng sờ gì đây, hỗ trợ, Triệu Bân chào hỏi một tiếng. Đại bàng không nói nhảm nhiều. Tại chỗ tế bản nguyên cùng nguyên thần chi lực. Hai người liên thủ tụ ra một mảnh tiên trì, đem kiếm gãy chìm vào trong đó.
có thể nhận ra vật này. Triệu Bân phất tay áo, xách ra màu đen cục gạch. Vật này chiếm được đệ nhất chuẩn tiên vương, cũng là chiến lợi phẩm. Không nhận ra. Đại Bàng liếc mắt nhìn, tiện tay nhét vào trong ngực. Triệu Bân thì như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút nồi sắt lớn, lại ngữ trọng tâm trường nhìn một chút cái này chỉ tóc vàng điểu, nhìn Đại Bàng là mắt tiểu bỗng hiện, gặp Triệu Bân ánh mắt này, đó chính là một nồi hầm phía dưới. Kết quả là, hắn lại đem màu đen cục gạch lấy ra. Nếu ta đoán không kém, đây cũng là trong truyền thuyết Hắc Ám Huyền Kim. Chưa từng nghe qua. Vật này chỉ thần giới mới có. Có gì dùng? Tới, nhìn cái này. Đại Bàng chỉ chính mình miệng, răng rắc một tiếng cho bảng đen gạch cắn xuống tới một khối. Triệu Bân nhìn nhíu mày, có ăn ngon hay không hắn không biết, nhưng hàng này cót ca cót két nhai tặc có tiết tấu. Náo loạn nửa ngày, cái đồ chơi này có thể ăn à? Mây khói cũng mới lạ, cái này ăn hết có thể tiêu hóa sao? Có thể. Nhìn Đại Bàng toàn thân chấp lóe, liền biết vật này đại bổ. Triệu Bân mở tiên nhãn nhìn lén, có thể xuyên thấu qua Đại Bàng thể phách. Nhìn thấy bản nguyên nhất, hắn ăn huyền kim, lại cùng hắn thể phách đồng hóa, hóa thành từng sợi kỳ dị chi lực, bạn chân thân mà rong chơi. Vật này không phải đá, không phải sắt, không phải thép, nó kỳ thực là một loại thực vật. Sở dĩ treo cái chữ vàng, là bởi vì cái đồ chơi này so tiên sắt còn cứng rắn. Đây chính là đồ tốt, người không biết hàng hơn phân nửa đều cầm thiên nó đi luyện binh. Đại Bàng nắm bảng đen gạch, nói đạo lý rõ ràng, mỗi nói một câu. Liền sẽ cắn một cái Hắc Ám Huyền Kim, thậm chí nói chuyện công phu, sững sờ bị hắn ăn hết hơn phân nửa, lại răng lợi không là bình thường hảo. Triệu Bân không nói, liền đặt cái kia nhìn xem nó ăn. Nào đó điều là thực sự không biết xấu hổ cái nào. Ngươi là muốn ăn xong cái nào? Đại Bàng cười ha ha, cuối cùng gặm một cái, đem còn lại một nửa, toàn bộ đều kín đáo đưa cho Triệu công tử, nói thực ra, hắn còn không có ăn no, thật cho hắn kéo một tấn tới. Hắn cũng như cũ ăn được. Triệu Bân không thèm để ý hàng này, liền nắm bảng đen gạch nghiên cứu. Rằng thật, hắn cũng cho là vật này là kim loại, suy nghĩ cầm lấy đi luyện binh. Chưa từng nghĩ, cái này càng là một loại bất phàm thực vật, lại còn có thể lấy ra ăn. Nghĩ như vậy, hắn cũng trương miệng, răng rắc một tiếng cắn xuống tới một khối, trước tiên cảm giác, chính là đúng là mẹ nó khó ăn, gì cái hương vị cũng không có, giống như nhai sáp nến, khó mà nuốt xuống. Bất quá, cái đồ chơi này đúng là lớn bổ, tinh túy cùng hắn thể phách đồng hóa. Còn có từng sợi kỳ dị chi lực, lại xua tan trong cơ thể hắn còn sót lại sát ý. Đây là Hắc Ám chi lực, rất thần kỳ có hay không? Đại Bàng duỗi một ngón tay, có một tí màu đen quang quấn quanh đầu ngón tay. Ăn Hắc Ám huyền kim, mới tôi ra sức mạnh bực này, chỉ có điều rất yếu ớt. Đích xác quái dị. Triệu công tử cũng đưa tay ra chỉ, hiếu kỳ dò xét. Có lẽ là ăn quá ít, Hắc Ám chi lực gần như không thể nhận ra. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội này sức mạnh, đối với khối này Hắc Ám huyền kim cũng là phá lệ hiếu kỳ, chính xác thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, cái này đen thui đồ vật, càng là sinh như vậy huyền dị, là hắn kiến thức nông cạn, thật như cầm lấy đi rèn luyện binh khí, mới là thật phung phí của trời. Rắc, rắc, hơn nửa đêm, lão trong núi bên trong rát băng âm thanh bên tai không dứt. Hắc Ám huyền kim tuy khó ăn, nhưng Triệu Bân ăn tạc thơm ngọt, không được hoàn mỹ chính là, huyền kim quá ít, nếu nhiều tới như vậy mấy tấn, mới là thật tạo hóa, nhất định có thể tôi ra càng nhiều Hắc Ám chi lực. Ông, đến đêm khuya, mới gặp kiếm thánh tàn binh ông run lên. Cái này run lên không sao, Triệu Bân cùng Đại Bàng đều bị chấn lộn nhào. Không có cách nào, kiếm thánh tiên binh quá mạnh, không biết uống qua bao nhiêu cường giả huyết. Đây là đâu? Trên thân kiếm, truyền ra một tiếng khàn khàn. Mỏi mệt và yếu ớt lời nói. Triệu Bân cùng Đại Bàng khổ cực không uổng phí, bận làm việc hơn nửa đêm, cuối cùng là tỉnh lại kiếm thánh tàn hồn, nếu không thì thế nào nói là kiếm thánh, cùng là tàn hồn, hắn có thể so sánh ngày xưa Vân Thương Tử mạnh hơn nhiều lắm. Còn tại Nam Hoang, Triệu Bân miễn cưỡng đứng vững. Kiếm thánh trầm mặc, nên đang nhớ lại lúc trước chuyện. Chiến chỉ còn dư tàn hồn hắn, ý thức còn có chút mơ hồ. Đa tạ. Thật lâu. Mới ngửi kiếm thánh ngôn ngữ, tất nhiên là đối với Triệu Bân nói. May có nguyên thần chi lực tẩm bổ, đem hắn tàn hồn kéo lại, bằng không thì hắn chắc chắn phải chết. Lời này nên chúng ta nói mới đúng. Triệu Bân cười cười. Tưởng tượng ngày xưa táng Long Hải, nếu không phải kiếm thánh cứu, bọn hắn chết sớm.
Kiếm thánh lại trầm tịch, quả thực quá mỏi mệt, tại bên trong tiên trì rơi vào ngủ say. Đi! Triệu Bân đem tiên trì chuyển vào tử phủ, tiện tay tế vực môn. Vào thông đạo, hai người liền đỉnh đầu chia của, đại bàng tại lớn quặng mỏ làm một phiếu, Triệu Bân thì tại lão thôn đánh nhiệt hỏa, tất cả thu hoạch tương đối khá, ném đi mời sát thủ tiền, ai? Còn kiếm lời không thiếu. Hai người bọn họ vui vẻ. Thái thượng tông đệ thất phân điện liền phá lệ phát hỏa. Thật tốt một tòa quặng mỏ bị người càn quét, còn chết không ít người, có thể nói thương vong thảm trọng. Triệu Bân, Thái thượng tông đệ thất phân điện gầm thét, truyền khắp tứ phương. Hôm sau thì thấy lệnh truy nã, hơn nữa tiền thưởng không là bình thường cao. Từng bị nhiều thua thiệt khô diệt thánh địa, cũng thả lời, sinh tử bất luận. Trừ này, còn có mặt trời lặn thần giáo, Kim Luân thánh địa, Bát Cực thánh địa, Tuyệt Thiên thánh địa, Hắc Uyên thánh địa, Xích Thiên cung. Cũng đều có người ở Nam Hoang hoạt động mạnh, mưu đủ nhiệt tình muốn bắt sống Đại La thánh chủ. Tên vở kịch như thế, sao có thể thiếu đi Diễn Thiên một mạch? Diễn Thiên lão đạo gần đây có phần phiền muộn, cả ngày thôi diễn, chính là không tìm thấy người. Thật mẹ nó kỳ quái, Đại La thánh chủ là nơi nào học đạo ra thiên cơ thuật? Có thiên cơ che lấp, tìm người tựa như mò kim đáy biển. Ngươi chạy đi đâu rồi? Dưới ánh trăng, có một đạo bóng hình xinh đẹp dẫm lên trời. Chính là Không Niệm Thiên, còn tại Nam Hoang tìm Triệu Bân. Nàng vận khí không tốt, mỗi khi gặp Triệu Bân kiếm chuyện, nàng cũng chậm mấy cái nhịp, tựa như Thái Thượng Tông quặng mỏ, đợi nàng tìm được cái kia phiến biển cả lúc, sớm đã người đi trà nguội, liền Triệu Bân cái bóng đều không nhìn thấy. Triệu Bân, ta tại Vô Vọng Sơn đẳng ngươi tới chiến. Lại là thư khiêu chiến, chỉ có điều lần này là Thái Thượng Tông thần tử. Diệp Như khô diệt thánh tử, Thái Thượng thần tử muốn tìm một chàng tử trở về. Tiên bảng người không phổ biến, Thái Thượng thần tử như vậy hạ chiến thư, tất nhiên là chọc tới động tĩnh không nhỏ, không tưởng nhớ tu đạo người, liền ưa thích góp bực này náo nhiệt, chỉnh Vô Vọng dưới núi biển người như biển. Không Niệm Thiên đi, mưa bụi cũng đi. Nhưng, đợi đã vài ngày, cũng chưa thấy Triệu Bân. Triệu Bân cũng không phải túng, hắn là căn bản không biết. Từ vào vực môn, hắn cơ bản đều ở trong đường hầm, hắn đều chưa hiện ra thân, chỉnh Thái Thượng thần tử rất nổi nóng, chỉnh ra như vậy đại trận chiến, mong chờ đợi đã vài ngày, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Hô! Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới chậm rãi mở con mắt. Đại bàng cũng tới tiến, đang chôn lấy đầu chim nghiên cứu cổ thư. Triệu Bân xuyên thấu qua không gian bình chướng, hướng ra ngoài giới liếc mắt nhìn, theo con mắt còn nhìn trên vực môn tọa độ, cách Bắc Hoàng vẫn như cũ xa xôi, cũng trách hắn vực môn cấp bậc quá thấp, thậm chí nửa đường tốn thời gian. Đêm đó cùng ngươi một đạo, thế nhưng là Thái Cổ thần tử. Đột nhiên một lời từ tử phủ truyền ra, kiếm thánh cũng tỉnh ngủ. Triệu Bân cười gật đầu, kiếm thánh cuối cùng là nhớ lại năm đó cố nhân. Chỉ tiếc, chiến thiên hành tẩu đến sớm, bằng không thì hai người bọn họ nhất định có trò chuyện. Hắn lại vẫn sống sót. Kiếm thánh một tiếng lẩm bẩm ngữ, ngữ khí biểu lộ ra khá là tang thương. Chiến thiên làm được tiếc nuối, cũng đồng dạng là hắn tiếc nuối trước kia không thể cùng với chiến một hồi, vô tận thời gian theo gió qua, gặp lại trước kia cố nhân, đã là một phen khác tâm cảnh, nên tuế nguyệt như đao, rạch ra quá đã lâu đại, vì nay mùa màng, sớm đã không phải bọn hắn năm đó tư thái. Bên này, Triệu công tử đã đem tham tiền đào lên. Hiếm thấy kiếm thánh thanh tỉnh, hỗ trợ cho tiều không thể thích hợp hơn. Lực chi pháp tắc, kiếm thánh thu suy nghĩ, lại là một tiếng lẩm bẩm ngữ. Hắn tàn hồn đang run, có kinh ngạc cũng có nghi hoặc, tu sĩ tu pháp thì không kỳ quái, nhưng cái này tiểu nha đầu, rõ ràng là một phàm nhân, hơn nữa, nàng tu vẫn là cái kia dị thường hiếm thấy lực chi pháp tắc. Không đúng, nàng là pháp tắc vật dẫn. Kiếm thánh tàn hồn nói, bay ra khỏi tử phủ. Lại một phen nhìn lén, hắn mới chính thức kết luận. Nhưng có pháp trị, Triệu Bân hỏi. Nàng cần niết bàn thành tiên, mới có thể dần dần tan pháp tắc. Kiếm thánh chậm chậm nói. Nhưng nàng không thanh tỉnh ý thức, tại trong ngây ngô độ kiếp, sợ là sẽ phải chôn ở kiếp chung. Nàng sở dĩ ngây ngô, tất cả bởi vì thể phách cùng pháp tắc không ngang nhau, gặp lực chi pháp tắc phản phệ, muốn để cho nàng thanh tỉnh, cần trước tiên bóc ra nàng pháp tắc, trở thành tiên độ thiên kiếp sau đó, một lần nữa giao phó, đường này hung hiểm dị thường, nếu bóc ra chi pháp không đúng, rất có thể sẽ thương tính mạng nàng. Tiền bối kia ngươi có thể thông hiểu pháp tắc bác ly thuật. Triệu Bân tràn ngập khao khát hỏi. Ta thúc thủ vô sách,
nhưng người Đại La Tiên Tông có một người có thể làm được. Kiếm Thánh mỉm cười. Ai? Không Niệm Thiên. Nàng còn có cái này tuyệt chiêu. Triệu Bân một tiếng nói thầm, xem thường Mộng Điệp bản tôn. Nằm mơ ban ngày lại bị chôn sống, ngủ không ra thế nào an tường. Kiếm Thánh thì phiêu trở về Triệu Bân tử phủ, lại rơi vào tiên trì, hắn không xa vào, chỉ vì tâm thần không tĩnh, phần lớn là bị Triệu Bân kinh hãi, tiểu tử này càng là một tôn hồng trần tiên, là phàm giới giết đi lên. Trừ này, còn có giống như ngầm phát hiện tạo hóa cùng luân hồi chi lực. Nếu hắn không nhìn lầm, vĩnh hằng trong cơ thể còn cất giấu một gốc tạo hóa cây. Thế hệ này vĩnh hằng truyền thừa rất bất phàm, Đại La Tiên Tông muốn quật khởi. Đi tới Đại Thiên Cổ Thành, tỉnh lại ta. Tương kiến vừa hữu duyên, tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Kiếm Thánh truyền ra một lời, lúc này mới thu liễm tâm cảnh. Cơ duyên. Triệu Bân nghe xong, con mắt chớp lóe. Không hổ là Kiếm Thánh, quả là rộng thoáng người. Đại Bàng thì ôm địa đồ, tùy ý liếc nhìn, Đại Thiên Cổ Thành còn rất xa. Hắn hiếu kỳ chính là, Kiếm Thánh trong miệng cơ duyên, có hay không phần của hắn, có hay không gặp mặt phân một nửa gì. Tăng thêm tốc độ. Triệu Bân lại chất thành tiên thạch, lại lần nữa khắc tọa độ. Đường đi rất xa xôi, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, như lão tăng thiền ngồi, một lần lại một lần diễn hóa thiên cơ, nếm thử lĩnh hội ảo diệu, thuật này có thể diễn có thể phòng, tiết kiệm diễn thiên một mạch mỗi ngày nhìn lén hắn. Hắn cái này thiên cơ thuật không tệ, không chỉ để cho diễn thiên nổi nóng, cũng làm cho Không Niệm Thiên phiền muộn. Thôi diễn chi pháp đi, Không Niệm Thiên cũng thông hiểu, có thể tính mà tính đến liền là không tính được tới Triệu Bân. Đại Thiên Cổ Thành, Nam Hoang thứ hai lớn cổ thành. Tương truyền, thời cổ từng có một tôn thần minh ở đây giảng đạo, Đại Thiên bởi vậy đặt tên. Cúi nhìn bầu trời địa, nó như một đầu cự long chiếm cứ, thần tiên chi khí bao phủ, cách thật xa, đều có thể nghe cổ lão đạo âm. Mộc lấy nguyệt quang, có một tòa vực môn bỗng dưng trống ra. Là Triệu Bân bọn hắn đến, Đại Bàng thứ nhất đi ra. Ôi ta đi! Đại Bàng chân trước vừa đi ra, một giây sau liền bị một cỗ bàng bạc chi khí đụng lùi lại. Triệu Bân cũng không tốt gì, chỉ vì Đại Thiên Cổ Thành khí chẳng quá mạnh, uy áp tứ phương. Hảo một tòa thành trì. Hai người đều kinh hãi thán, khó trách sừng sững vạn cổ không ngã. Triệu Bân thấy bên trong tử phủ, nhỏ giọng kêu Kiếm Thánh. Kiếm Thánh thức tỉnh, lời nói ung dung, đi trong thành vọng hương lâu. Nói xong, hắn còn phân ra một tia hồn lực, bay vào trong tay Triệu Bân, hóa thành một cái giống như ngầm phát hiện tiểu kiếm. Triệu Bân cẩn thận cất kỹ, thầm nghĩ, đây cũng là một cái tín vật. Hai người cùng nhau mà đi, một đường đi một đường trái nhìn phải. Cổ thành bốn phía nhiều thôn trấn nhỏ, cho dù là ban đêm, cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trở vào cổ thành, lại là một phen khác cảnh tượng, chính xác bên trong thành một đại giới, nhiều quỳnh lâu ngọc vũ, nhiều tiên cung lơ lửng, khắp nơi đều mây mù nhiễu. Hai người như đất bánh bao, nhìn gì cũng giống như bảo bối. Cũng chính là hai người bọn họ bộ dạng này chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, rước lấy không thiếu tự xưng tiền bối lão đầu nhi, nói là hữu duyên, kỳ thực là chào hàng bảo bối, nói là bảo bối, kỳ thực cũng là cửu lưu mặt hàng, mỗi hí kịch lộ tràn đầy, lừa dối chính là không biết hàng tiểu bối. Đáng tiếc, bọn hắn tìm lộn đối tượng, Triệu Bân cùng Đại Bàng vẫn còn muốn tìm người doanh số bán hàng bảo bối đâu. Nghe không nghe nói, Đại La Thánh chủ lại thả người bồ câu. Ân, Thái Thượng Thần Tử tại chiến đài đợi đã vài ngày, cũng không gặp cái kia hàng hiện thân. Không đi cũng tốt, không biết bao nhiêu người muốn lộng chết hắn đâu. Đường cái bóng người nhốn nháo, đi đâu đều có thể nghe nghị luận, luôn có mấy cái như vậy nói nhiều, tại quán trà tử quán phun lớn đặc biệt phun. Triệu công tử nghe đạp tay, hóa ra hắn gấp rút lên đường những ngày này, lại có người tìm hắn hẹn đánh nhau, hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn, ai bảo hắn cho Thái Thượng Tông thêm đổ đâu. Đến nỗi Thái Thượng Thần Tử, cũng là tiên bảng nổi danh, xếp hạng so Khô Diệt Thánh Tử còn cao. Hẳn là cái này. Đại Bàng trước tiên định thân, chỉ phố dài một bên. Triệu Bân cũng theo con mắt nhìn lại, là cái nhà nhỏ ba tầng, bảng hiệu bên trên vọng hương lâu ba chữ phá lệ bắt mắt. Cầm ta tín vật, tìm mong hương chân nhân muốn vĩnh hằng thiên thể tiên cốt. Kiếm Thánh truyền ra lời nói. Vĩnh hằng thiên thể, Triệu Bân ngừng lại ánh mắt sáng như tuyết. Lại là vĩnh hằng một mạch chi nhánh, với hắn mà nói, cũng không phải chính là cơ duyên đi. Không suy nghĩ nhiều, hắn vừa bước vào vọng hương lâu. Đi vào phía trước, hắn còn nhỏ âm thanh hỏi Kiếm Thánh một câu,
hắn không cho làm sao xử lý. Sẽ cho, kiếm thánh nhàn nhạt một tiếng, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng sẽ không để Triệu Bân chạy cái này tản bộ. Có kiếm thánh lời này, Triệu Bân vô cùng tới tinh thần. Vọng Hương lâu cũng là tự thành một giới, tầng thứ nhất bán binh khí, tầng thứ hai bán đan dược, tầng thứ ba bán bí quyển, sinh ý cũng không tệ lắm, ít nhất khách nhân rất nhiều. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là Mong Hương chân nhân. Triệu Bân tiến tới quầy hàng, một cái tố y lão nhân đang ngồi cái kia vượt qua cổ thư. Cái này đâu, không cần tố y lão nhân mở miệng, liền nghe một phương ngôn ngữ. Triệu Bân cùng đại bàng cùng trách mắt, cũng là cùng nhau thấp con mắt, thấy là một đứa bé, kích thước chỉ tới trưởng thành đầu gối. Cái này, là Mong Hương chân nhân. Triệu Bân cùng đại bàng tất cả nói thầm. Công pháp vấn đề. Huyết mạch vấn đề. Đây là hai người ngờ tới, chắc chắn Mong Hương chân nhân mệnh đồ nhiều thăng trầm, nếu không phải tu luyện ra biến cố, cũng sẽ không hình thái như vậy. Người tìm lão phu, Mong Hương chân nhân đọc ngược lấy tay, bước ngạo kiều tiểu cước bộ mà đến, đừng nhìn chiều cao thấp, lại một bộ tiền bối phái đoàn. Triệu Bân không có gì, ngược lại là đại bàng, rất có hứng thú sờ cằm một cái, này hàng không phải là người tu, bản thể là một con chim. Đã điều, cái kia hai người bọn họ chính là đồng loại. Khó tránh khỏi có quan hệ thân thích. Nhìn không thấu. Mong Hương chân nhân cũng nói thầm, lấy hắn tầm mắt càng nhìn không thấu hai người này. Triệu Bân không nói nhảm, lúc này duỗi tay, lòng bàn tay hóa ra chuôi tiểu kiếm này. Gặp chi, Mong Hương chân nhân trơn tru xông tới, một mắt liền nhận ra là kiếm thánh tín vật. Xin hỏi đạo hữu, kiếm thánh vị trí. Mong Hương chân nhân cười ha ha đạo. Thần du thái hư, Triệu Bân cũng không lộ ra kiếm thánh hành tung. Nếu kiếm thánh nghĩ ra được, hà tất làm tín vật một màn này. Mong Hương chân nhân một mặt tiếc nuối, nói thực ra, hắn đã rất nhiều năm không thấy kiếm thánh, nhưng kiếm thánh nhân tình, hắn nhất định dẫn đến tử vong ghi khắc. Kiếm thánh để cho ta tới lấy một vật, Triệu Bân nghiêm túc nói. Cứ nói đừng ngại, Mong Hương chân nhân sảng khoái nở nụ cười. Tiên cốt, vĩnh hằng thiên thể tiên cốt, Triệu Bân cái này một lời, dùng chính là linh hồn truyền âm, liền sợ bị ngoại nhân nghe lén. Cái này, Mong Hương chân nhân một tiếng gượng cười. Đủ hai ba trong nháy mắt, hắn mới bổ nửa câu sau, đạo hữu tới chậm, trong tay lão hủ đã không thiên thể tiên cốt. Bán, Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Bị hàng này mua đi, Mong Hương chân nhân cầm một bức chân dung. Đây là, Triệu Bân nhìn, xác định không nhận ra. Thật tuyệt lão đạo, này một lời, là đại bàng, kiếm thánh cùng mây khói trăm miệng một lời, nghe Triệu Bân tặc lúng túng, náo loạn nửa ngày. Thuộc hắn kiến thức thiển cận. Bất quá cái đạo hiệu này, là thực sự mẹ nó có ý tứ, thật tuyệt. Có nhiều tuyệt. Gì lai lịch, Triệu Bân truyền âm đại bàng. Hắc Uyên thánh địa người, đại bàng đạp tay đạo. Triệu Bân thì hít sâu một hơi, lại mẹ nó bát đại thánh địa. Là hắn tới không trùng hợp, không thể bắt kịp thiên thể tiên cốt. Đối với cái này, kiếm thánh cũng đành chịu, vốn định tiễn đưa vĩnh hằng thể một hồi cơ duyên, làm gì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mong Hương chân nhân cũng có phần ngượng ngùng, hiếm thấy kiếm thánh tín vật, hắn cái này lại như xe bị tuột xích. Nghĩ tới đây, hắn tính thăm dò hỏi một câu, nếu không thì, dùng vĩnh hằng thiên thể đạo huyết thay thế. Lời này vừa ra, chớ nói Triệu Bân cùng đại bàng, liền kiếm thánh cùng mây khói đều cảm thấy ngoài ý muốn, kẻ này hàng tồn không thiếu a. Hảo, Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ liền cho đáp án, vô luận tiên cốt vẫn là đạo huyết, cũng là đại tạo hóa, thực sự không được. Hắn có thể lấy tiền mua, dầu gì, lấy huyết thay máu. Đạo hữu đi theo ta. Mong Hương chân nhân cười nói, đi đầu một bước dẫn đường. Triệu Bân cùng đại bàng trơn tru đuổi kịp, một trước một sau vào lầu các hậu viện. Hậu viện bố trí ưu nhã, điềm tĩnh cũng an lành, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Hai người lúc đi vào, đang gặp một nữ tử dưới tàng cây vẽ tranh, nhìn đại bàng cùng Triệu Bân tất cả khẽ giật mình. Quen mặt. Nữ tử này rất quen mặt. Phượng Múa. Hai người liếc nhau một cái. Không tệ, nữ tử này cùng phàm trần Phượng Múa sinh giống nhau như đúc. Nữ tử một cái chớp mắt trách mắt, liếc mắt nhìn đại bàng, ánh mắt rơi vào Triệu Bân trên thân. Vĩnh hằng huyết thống. Nữ tử lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình nàng nghe thấy. Cũng không phải là nàng tầm mắt cao, chỉ vì nàng có một loại phân biệt huyết thống quái dị thiên phú. Đồ nhi, lấy vi sư phương thiên xem. Mong Hương chân nhân ra dáng đạo. Nữ tử thu con mắt, nhanh chóng đứng lên, vừa bước vào phòng lâu. Lão đầu,
nhà ngươi đồ nhi nhưng có hóa thân vào phàm trần. Đại bàng chọc chọc Mong Hương chân nhân. Có, Mong Hương chân nhân ực một hớp rượu. Triệu Bân cùng đại bàng lại đối xem, tám thành chính là phượng múa bản tôn. Nhiều hóa thân như vậy. Triệu Bân cất tay, đứng ở dưới cây nói thầm. Đại bàng không tim không phổi, như một cái du khách ở trong viện tản bộ. Cũng đúng. Từ linh giới tới hắn, cùng Triệu Bân tao ngộ không ra thế nào một dạng. Triệu công tử con đường đi tới này, thấy quá nhiều hóa thân bản tôn, tựa như Ngọc Cẩn bản tôn mưa hoa tiên, như Mộng Điệp bản tôn không niệm thiên, như Đại Hạ Hồng Tước bản tôn đêm tối chi chủ, còn có Giao Nguyệt cung cái vị kia. Gặp một hai cái không có gì, đã thấy nhiều, liền có chút hoài nghi phàm giới ý nghĩa tồn tại. Ân. Triệu Bân đang suy tư lúc, chợt cảm thấy hắn Long Uyên một tiếng ông rung động. Chính xác nói, là khắc vào trên Long Uyên độn giáp chữ thiên tại cự chiến. Có độn giáp chữ thiên. Triệu Bân nhíu mày, trước tiên vòng nhìn tứ phương. Chờ nhìn lén một phen sau, hắn mới vô ý thức thấp con mắt. Nếu cảm giác không tệ, độn giáp chữ thiên trong lòng đất. Triệu Bân sờ cầm một cái, theo con mắt còn liếc mắt nhìn Mong Hương chân nhân, bất giác cho là, lão đầu nhi này trong lòng đất, mở ra một cái tiểu kim khố. Còn có một loại khả năng, Mong Hương chân nhân cũng không biết lòng đất càn khôn. Cá nhân hắn mà nói, càng muốn là loại thứ hai ngờ tới. Nếu là vật vô chủ, hắn trộm đạo cầm, không cần cho cái nào tiền, càng không cần cảm thấy có lỗi với ai, đương nhiên, cho người ta Mong Hương chân nhân phong một cái tiểu hồng bao, vẫn rất có cần thiết. Tiền bối, phía dưới nhưng có càn khôn ngầm, Triệu Bân truyền âm cho Kiếm Thánh. Kiếm Thánh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cảm giác một phen, sau đó mới cho đáp án, không có. Đó chính là loại khả năng thứ hai. Triệu Bân cười thầm trong lòng, đã ở thầm nghĩ, tìm một cơ hội xuống sở bảo bối, khó tránh khỏi là độn giáp chữ thiên tụ tập, tới như vậy một cái sọt, hắn cũng chê ít. Đạo hữu, ngươi cùng Kiếm Thánh ra sao ngọn nguồn? Mong Hương chân nhân chọc chọc Triệu Bân, một mặt cười ha hả. Nếu không phải quan hệ đặc biệt sắt, làm sao có thể có Kiếm Thánh tín vật? Ta cùng với bạn tốt hắn, là bái làm huynh đệ chết sống. Triệu Bân đường đường chính chính đạo. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Chiến Thiên đi đi, cũng không phải chính là hắn đem huynh đệ đi. Cùng là đế tử bối, Chiến Thiên đi cùng Kiếm Thánh cũng coi như hảo hữu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mong Hương chân nhân nhìn hàng này ánh mắt cũng thay đổi. Có thể cùng Kiếm Thánh hảo hữu thành anh em kết bái, cái này bối phận liền cao. Đang khi nói chuyện, Mong Hương chân nhân đồ nhi đã xuất tới, hai tay còn nhờ lấy một bộ không mở ra bức tranh. Cái kia, chính là cái gọi là phương thiên xem. Thúy Nhi, cũng không biết đại bàng cây gân nào dựng sai, há miệng tới một câu như vậy. Còn nhớ kỹ tại thế gian lúc, Triệu Bân cùng ma tử cũng là như vậy xưng hô phượng múa. Vị này rất có thể là phượng múa bản tôn, như vậy gọi nàng một tiếng nên không có tâm bệnh. Mong Hương đồ nhi nghe xong lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Thúy Nhi, Mong Hương chân nhân cũng sững sờ, không khỏi trách mắt liếc mắt nhìn đại bàng. Đây là đậu bức mời tới con khỉ sao? Hắn không uống thuốc, chớ trách móc. Triệu công tử vội vàng hoảng tiến lên, lôi ra đại bàng, Thúy Nhi em gái ngươi a. Còn không có xác định người thân phận, cũng không thể gọi bậy. Đại bàng một tiếng ho khan, là hắn nhanh mồm nhanh miệng. Đây chính là phương thiên xem, đánh vỡ lúng túng còn phải nhìn Triệu công tử, tại chỗ rời đi chủ đề, đầy mắt tò mò nhìn Mong Hương đổ nhi bức họa trong tay. Cũng đừng là đồ Tết, bằng không thì rất thương cảm tình. Mong Hương chân nhân nở nụ cười, phật tay mở bức tranh. Triệu Bân cùng đại bàng thế mới biết, bức họa này cuốn chính là một bộ tinh không đồ. Nhìn kỹ, nó không chỉ là tinh không đồ, có vẻ như vẫn là một kiện pháp khí, trong đó có lạc ấn, càng có sát phạt chi khí giống như ngầm hiện, không cần đến hỏi, liền biết bức tranh này cuốn nhuộm qua huyết, hơn nữa uy lực còn không tục,